Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Thái Cổ Đệ Nhất Thần, tác giả Oa Ngưu Cùng Bôn. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé. Nếu ai ủng hộ trà thuốc cho kênh thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 471, người mò ta làm gì? Dưới bầu trời đêm, nhàn nhạt tinh quang tản mát ra quang mang, cũng là bị nhánh cây lá cây che chắn. Bốn người nửa ngồi tại một mảnh bụi cỏ ở giữa. Phía trước bất quá mấy bước cự ly bên ngoài, có lấy hai thân ảnh, chính mình cầm đao kiếm trong tay, cẩn thận cảnh giác điều tra bốn phía. Văn Thanh, ngươi nói chuyện tốt thế nào liền không tới phiên chúng ta đây? Cầm đao nam tử thấp giọng nói, những kia bị giết chết người thân bên trên, bên trong nhẫn chữ vật đồ vật, chúng ta hai người một cái không có mò lấy, hiện tại hơn nửa đêm, để chúng ta đến truy sát. Văn Quân, ít oán giận. Tên vì Văn Thanh nam tử quát khẽ nói, cái này lần, tam gia có thể là khí nổ. Chuyện ra sao a? Chuyện ra sao? Người không biết rõ. Văn Tranh thiếu gia chết. Văn Thanh tiếp tục nói, Văn Tranh thiếu gia nhập Vạn Thú Tông, là chúng ta Văn gia hy vọng, đại hoàng tử đối Văn Tranh càng là khá là coi trọng. Lần này tới đến cái này Thanh Huyền đại lục, vốn liền là lịch luyện, tam gia dẫn đội, kết quả Văn Tranh thiếu gia chết rồi, người nói tam gia có thể không khí. Ta nghe nói cái này mấy ngày, tam gia có thể là giết mấy cái hành sự bất lực. Nghe đến cái này lời nói, Văn Quân rụt cổ một cái. Người nào kia sao lớn mật, giết Văn Tranh thiếu gia. Mà lại, Văn Tranh thiếu gia là linh anh cảnh, lại có thể khống chế linh thú. Trời mới biết. Hai người vừa nói, một bên hướng lấy đến gần sơn cốc khu vực tìm kiếm. Đột nhiên thời khắc, Văn Thanh quát khẽ nói, ngươi mò ta làm gì? Người nào mò ngươi rồi? Văn Quân mắng, lão tử ưa thích nữ nhân, không yêu thích. Lại nói một nửa, hai người nhìn nhau, thần kinh căng cứng. Băng lãnh đao kiếm để tại phía sau, hai người lập tức quỳ rạp xuống đất. Hảo hán tha mạng. Đại nhân tha mạng. Chúng ta là Văn gia võ giả. Cố Trường Thanh từ hắc ám bên trong đi ra, cười cười nói, tình liền là ngươi Văn gia võ giả. Ngươi là... Văn Thanh nhìn hướng Cố Trường Thanh, suy tư chốc lát, đột nhiên nói, ngươi là Cố Trường Thanh. Hắc. Bùi Chu Hành một bàn tay đập vào Văn Thanh đầu bên trên, cười mắng, lão Cố cái này nổi danh sao? Kia Văn Thanh chịu một bàn tay, lập tức nói, Thanh Huyền đại lục hoàng thất người một mực tại tình ngươi, còn có Thiên Nguyên đại lục người, cũng tại tình ngươi. Thiên Nguyên đại lục. Nghe nói là Thiên Tịnh Nguyệt, nàng bắn tiếng, người nào như có thể giết ngươi, nàng tất có hậu báo. Nghe đến này lời nói, Cố Trường Thanh lông mày nhíu lại, Thanh Lẫm, Thanh Liệt mấy người chết sạch, không có người nhìn đến là hắn ra tay, thế nào còn sẽ bị Thiên Tịnh Nguyệt biết rõ. Cố Trường Thanh lập tức nói, các ngươi là tới tìm ai? Thân đồ mạn. Văn Thanh lập tức thành thật trả lời nói, nàng chạy, chúng ta phụng mệnh đến giết nàng. Các ngươi Văn gia lần này, dẫn đội là người nào? Tam gia Văn Minh Lễ. Văn Thanh vội vàng nói, hắn là tộc trưởng Văn Minh Kính đệ đệ, hiện nay thành anh sơ kỳ cảnh giới. Thành anh sơ kỳ, hẳn là đánh không lại. Văn Thanh tiếp tục nói, Đường gia lần này dẫn đội là Đường gia tứ gia Đường Ngôn An, cũng là thành anh sơ kỳ cảnh giới. Trừ cái đó ra, liền là Cửu Vương gia Cổ Bằng Thiên, thành anh hậu kỳ thực lực, rất cường đại. Ba người bọn họ là lần này linh quật chuyến đi dẫn đội người, chúng ta Cổ Linh Vương triều hoàng thất cùng Văn gia, Đường gia phân gia không ít hảo thủ. Hàn Tuyết Tùng lên trước một bước, một chân đánh tại Văn Thanh thân bên trên, nói, chúng ta đều không có tra tấn, ngươi liền khai ra hết rồi. Tiểu nhân có tự mình hiểu lấy, để tránh gia nhục chi khổ. Văn Thanh nịnh nọt nói, Cổ Linh đại lục Cổ Linh Vương triều, phân vì hai đại phái hệ, duy trì đại hoàng tử Văn gia cùng Đường gia một phái, duy trì thái tử Hàn gia cùng Tần gia một phái. Mà lần này tiến vào linh quật, giúp đỡ Thanh Huyền đế quốc hoàng thất, chủ yếu là đại hoàng tử nhất mạch người. Thành anh kỳ. Cố Trường Thanh hiện nay hóa anh trung kỳ cảnh giới, đối mặt trúc anh kỳ cấp bậc, có thể đánh. Có thể thành anh kỳ, sợ là rất khó. Linh anh cảnh sở dĩ có hóa anh, trúc anh, thành anh ba cái tầng thứ phân chia, liền là bởi vì cái này ba cái tầng thứ, mỗi một cái cấp độ ở giữa chênh lệch đều là to lớn. Cố Trường Thanh phía trước giao thủ trúc anh sơ kỳ cấp bậc, một cái Thanh Vô Song, một cái Thanh Lẫm, đều là rất mạnh, có thể không biết rõ cùng cấp bậc những kia chìm đắm một cảnh nhiều hơn 10 năm nhân vật so sánh, lại là như thế nào? Trước đem bọn hắn hai người mang về đi. Đừng. Văn Thanh vội vàng nói, chúng ta mười mấy người, hai người một đội. Tại bốn phía tìm kiếm, như quả ước định thời gian không có trở về, Văn Doanh đại nhân nhất định biết rõ chúng ta ra sự tình, khẳng định hội tìm tới nơi này. Văn Doanh là ai? Cố Trường Thanh khó hiểu nói. Cũng là chúng ta Văn gia một vị tộc lão, trúc anh sơ kỳ cảnh giới, thực lực rất mạnh.
Văn Thanh liền nói ngay, liền là hắn phụ trách mang bọn ta mười mấy người, tìm kiếm thân đồ Mạn tung tích. Nghe nói, Cố Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, lập tức nói, đi. Hả? Văn Thanh không minh bạch. Hắn đều nói, hắn cùng Văn Quân như là không trở về, Văn Doanh tất nhiên hội biết rõ bọn hắn hai người ra sự tình, sau đó tìm đến, gia hỏa này còn không nguyện ý thả hắn. Cái này hội mang đến cho mình họa sát thân. Rất nhanh, một đám mấy người phản về đến sơn cốc bên trong. Thương Vân Giã, Cù Tiên Y nhìn đến Cố Trường Thanh mấy người trở về, còn đem lấy hai người, ngay lập tức xông tới. Chuyện gì xảy ra? Có người đuổi theo sao? Đã đến lúc này, đại gia đều có đề thăng, đến linh anh cảnh. Đối mặt nguy hiểm cũng là đề cao không ít, bởi vì vậy đều rất cẩn thận. Thông báo, Bùi Chu Hành đem Văn Thanh, Văn Quân hai người nói lời nói thuật lại một lần. Văn Doanh, Trúc Anh sơ kỳ. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn hướng Cố Trường Thanh. Cuối cùng, Thương Vân Giã mở miệng nói, Cố sư đệ, người ý tứ. Đúng. Cố Trường Thanh gật đầu nói, các ngươi đều biết tình huống dưới mắt, Thanh Huyền Hoàng thất liên hợp Tương gia, Ngu gia, Lữ gia, còn có Cổ Linh Vương triều đại hoàng tử cùng với Văn gia, Đường gia. Những này người, là muốn giết ta, cũng là muốn diệt các ngươi Thương gia, Cù gia, Thân Đồ gia, Vạn gia. Ta những ngày này một mực tại làm, liền là giết bọn hắn người. Đại gia vốn liền là không chết không thôi cục diện, kéo cái khác không có bất cứ ý nghĩa gì, liền một cái chữ làm. Kia liền làm. Thương Vân Giã lúc này hai quyền nắm chặt, tức giận nói, bọn hắn thật xem là ta Thương gia là dễ trêu không thành. Hiện nay phụ thân tung tích không rõ sống chết, Thương Vân Giã trong lòng cũng là phẫn hận vô cùng. Hắn cũng không phải không muốn giết kia đám người, mà là hắn không có kia cường đại thực lực. Có thể Cố Trường Thanh có. Hàn Tuyết Tùng cười hắc hắc nói, Văn gia cùng chúng ta Hàn gia vốn liền bất hòa, làm hắn nha. Cù Tiên Y chỉ là gật gật đầu, không nói một lời. Nàng rất ưa thích cái này loại cảm giác, theo lấy Cố Trường Thanh cùng nhau, giết hoàng thất liên minh người, cái này loại cảm giác. Sảng khoái, đặc biệt là nhìn đến những kia từng cái cao cao tại thượng, ngông cuồng tự cao tự đại thiên tài, tại đối mặt tử vong lúc làm trò hề bộ dáng. Tuy nói cũng không phải là nàng làm đến. Có thể có một chút tham dự cảm giác, để nàng cũng cảm thấy rất là thoải mái. Đã như vậy, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Cố Trường Thanh nói thẳng, Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi, các ngươi hai người phụ trách ngăn chặn miệng hang, người tiến vào, liền không thể chạy. Cù Tiên Y, Nguyên Tự Hành, Thương Vân Giã, các ngươi cùng ta cùng nhau phụ trách giết người. Lão Bùi, ngươi phụ trách khống chế một chút linh thú, tạo thành hỗn loạn. Mấy người lần lượt gật đầu. Một bên, Văn Quân cùng Văn Thanh hai người triệt để ngốc. Không phải. Các ngươi là nghe không hiểu sao, có một vị văn gia cao tầng Văn Doanh, hắn có thể là Trúc Anh sơ kỳ cảnh giới. Các ngươi mấy cái hóa anh cảnh tuổi trẻ người, còn không chạy, thế mà còn một bộ lưu ở nơi đây bố trí mai phục xu thế. Các ngươi hai cái. Hàn Tuyết Tùng một chân một cái đem hai người gạt ngã trên mặt đất, nói, hiện tại, phát tin tức nói cho Văn Doanh, các ngươi tìm tới thân đồ Mạn. Nghe đến này lời nói, Văn Thanh vội vàng nói, Hàn Tuyết Tùng, ngươi biết rõ Văn Doanh tộc lão. Hắn là Trúc Anh sơ kỳ, các ngươi bất quá là Hóa Anh sơ kỳ, trung kỳ mà thôi, các ngươi. Hắc, nghe đến cái này lời nói, Hàn Tuyết Tùng nhếch miệng cười một tiếng. Chương 472, cái này phần ban thưởng, ta tặng cho ngươi. Tiểu tử ngươi, còn biết rõ vì chúng ta nhọc lòng à. Hàn Tuyết Tùng một chân đánh tại Văn Thanh mông bên trên, cười mắng, ngươi hiểu cái búa à. Nhìn tốt à. Văn Thanh cùng Văn Quân hai người không phát không được ra tin tức, thông chi Văn Doanh tộc lão qua đến. Rất nhanh, đen nhánh màn đêm tiêu tán, trời một bên xuất hiện quét một cái ánh bình minh quang mang, sơn lâm bên trong tại lúc này nhìn lên đến cuối cùng có chút ánh sáng. Sơn cốc bên trong cạnh, một tòa sơn động bên trong, Khương Nguyệt Thanh vì thân đồ Mạn đổi một kiện sạch sẽ quần áo, đồng thời đem hắn vết thương trên người bao tốt. Còn chưa tỉnh sao? Cố Trường Thanh đi tới, nhìn lấy tấm đá sàng thân đồ Mạn khôi ngô cao lớn dáng người, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Tiêu hao quá lớn, nàng còn cần nghỉ ngơi. Khương Nguyệt Thanh nhìn hướng Cố Trường Thanh, nói, tỷ phu, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động, tiếng chim hót vang lên. Cố Trường Thanh ánh mắt nhìn, nói, đến. Ngươi tại chỗ này chiếu cố tốt nàng, bên ngoài chiến đấu không cần phải lo lắng. Lúc này, to lớn sơn cốc bên trong, nhìn lên đến khá là yên tĩnh, xuất nhập cảng vị trí chỉ có một đầu rộng khoảng một trượng thông đạo. Văn Quân Văn Thanh hai người bị trói buộc tay chân, treo ở vách núi bên trên. Khí tức yếu ớt, bá, một thân ảnh ném vào sơn cốc bên trong, chỉ thấy Văn Thanh Văn Quân hai người bị treo, biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Kia người mở miệng quát hỏi. Văn Quân Văn Thanh miệng bị bịt lại, căn bản không mở miệng được. Không bao lâu, đạo đạo thân ảnh từ sơn cốc bên ngoài mà tới.
đầu lĩnh một vị nam tử, nhìn lên đến ngoài 50 tuổi, hai bên tóc mai hoa râm, hai mắt sáng ngời có thần. Doanh thúc, phía trước tiến đến người, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, mở miệng nói, có chút không đúng. Văn Doanh ánh mắt nhìn về phía bốn phía, ánh mắt lạnh lùng nói, Văn Quân cùng Văn Thanh phát ra tin tức lúc, dùng ám ngữ, bọn hắn là bị người bắt, đương nhiên không thích hợp. Nói, Văn Doanh bước chân bước ra. Dám hỏi cái nào Phương bằng hữu, bắt ta Văn gia tử đệ, cố ý dẫn lão phu tới nơi đây. Văn Doanh biết rõ Văn Quân cùng Văn Thanh là bị bắt đến, có thể còn là thoải mái đến. Hắn bản thân liền là Trúc Anh sơ kỳ cảnh giới, đối mặt Trúc Anh trung kỳ, hậu kỳ cấp bậc, đánh không lại còn là có thể trốn. Mà đến nỗi Thành Anh cấp bậc cường giả, Thanh Huyền đại lục bên trên, Linh Anh cảnh cấp bậc cường giả vốn liền rất ít, đến Thành Anh kỳ càng ít. Rất khó gặp được, chỉ cần không phải Thành Anh kỳ cường giả, hắn căn bản không sợ. Vì lẽ đó, biết rõ là cạm bẫy, hắn còn là đến. Văn Doanh tộc lão ngược lại là hảo khí phách. Sơn cốc một bên, một gốc cổ thụ rừng cây ở giữa, một thanh âm vang lên. Cố Trường Thanh chậm rãi đi ra, đứng tại Văn Thanh, Văn Quân hai người bên cạnh người cách đó không xa, cười cười nói, nhìn đến cái này hai vị truyền lại cầu cứu tin tức lúc, chơi đùa thủ đoạn. Nói, Cố Trường Thanh nhìn hướng hai người, cong ngón búng ra, linh khí hóa thành hai đạo mũi tên quang mang, xuyên thủng hai người mi tâm. Ngươi, thấy cảnh này, Văn gia đám người ngay lập tức sát khí bắn ra. Cố Trường Thanh lại là không để ý, nhìn hướng Văn Doanh, cười ha hả nói, đã ngươi biết rõ là cạm bẫy, còn chạy tới, can đảm lắm. Trẻ tuổi ngươi là người nào? Ngươi không biết rõ ta. Cố Trường Thanh cười cười. Đứng tại Văn Doanh bên cạnh người một vị nam tử thấp giọng nói, người này là Thanh Huyền đế quốc xếp ra tất sát bảng bên trên Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh, Văn Doanh ánh mắt cứng lại. Cái này danh tự, hắn ngược lại là nghe qua, bất quá cũng chưa để ở trong lòng. Thanh Huyền đế quốc nói liệp sát danh sách, phần lớn là nguyên đan cảnh cấp bậc thiên tài, chỉ là một cái Cố Trường Thanh, còn không giá trị hắn để ở trong lòng. Cố Trường Thanh, Văn Doanh đứng chắp tay, sắc mặt lãnh đạm nói, quả nhiên, Thanh Huyền đế quốc đem ngươi đơn độc xếp ra một phần tất sát danh sách, thật đúng là có nhất định nguyên nhân. Nhìn ngươi cái này phách lối cuồng vọng kình, ngược lại thật sự là một bộ tìm chết bộ dáng. Cố Trường Thanh nghe nói, chỉ là cười cười. Mà liền tại cái này lúc, sơn cốc bên ngoài, mấy đạo thân ảnh lao vùn vụt tới. Văn Doanh tiền bối, đầu lĩnh một vị thanh niên, tại đến sơn cốc miệng hang lúc, nhìn đến sơn cốc bên trong tràng cảnh, lúc này bước chân ngừng xuống, làm ra một bộ toàn thần giới bị xu thế. Đường Anh, nhìn người tới, Văn Doanh cười ha hả nói, ngươi nhìn ta gặp ai? Cố Trường Thanh, Thanh Huyền đế quốc kia một bên truyền đạt tất sát lệnh, cái này phần ban thưởng, liền giao cho ngươi đi. Tên vì Đường Anh thanh niên nghe đến Cố Trường Thanh ba cái chữ, lập tức lùi lại mấy bước, cách lấy xa xa, mở miệng nói, Văn Doanh tiền bối, nhanh đi, đi. Vì cái gì muốn đi? Văn Doanh cười ha hả nói, cái này phần ban thưởng, ta tặng cho ngươi. Đường Anh sắc mặt một thoáng biến, hấp tấp nói, tứ gia kia một bên vừa truyền đến tin tức, người này giết Thanh Lẫm, kia Thanh Huyền đế quốc Thanh Lẫm, đã là Trúc Anh sơ kỳ cảnh giới. Cái gì? Mọi người tại chỗ nghe đến lời này, đều là thần sắc chấn động. Đường Anh quát, đi a, đi người mỗ mỗ cái chân. Đột nhiên, sơn cốc cạnh ngoài, Hàn Tuyết Tùng cùng Hàn Tuyết Vi hai huynh muội cầm thương đi ra, ngăn chặn Đường Anh đường rút lui. Văn Doanh nghe đến lời này, nội tâm kinh ngạc, chu sát Thanh Lẫm, thế nào khả năng? Văn Doanh ánh mắt chuyển mà nhìn hướng Cố Trường Thanh. Quát, ngươi đến Trúc Anh kỳ rồi. Hắn không phải. Đường Anh quát, hắn chỉ là Hóa Anh sơ kỳ, lại có thể chạm Trúc Anh sơ kỳ, Văn Doanh tiền bối, đi a. Hậu phương có người ngăn lại đường đi, Đường Anh biết rõ, được dựa vào Văn Doanh giết ra một con đường tới. Đánh không lại Cố Trường Thanh, trốn tổng có thể chạy thoát a. Văn Doanh cắn răng một cái, không nói hai lời, thân ảnh lui nhanh. Chạy thoát sao? Cố Trường Thanh thanh âm rơi xuống, cầm cung cài tên, phá minh tiễn một tiễn bắn ra. Hưu, bành, mũi tên rơi tại Văn Doanh phía trước, phát ra một tiếng nổ đùng. Kịch liệt ba động bức bách lấy Văn Doanh không thể không rút lui mà về. Cố Trường Thanh trực tiếp hạ lệnh, giết. Ngay lập tức, Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi từ sơn cốc miệng hang giết tiến đến. Nguyên Tự Hành, Củ Tiên Y, Bùi Chu Hành, Thương Vân Giã các loại, từng cái trái phải giết ra. Mấy người đều là Hóa Anh sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, căn bản không sợ. Hỗn chiến lập tức bạo phát. Đường Anh lúc này hối hận phát điên. Hắn vốn là được đến Đường Ngôn An truyền tin, Cố Trường Thanh đã tới Hóa Anh sơ kỳ, mà chém giết Trúc Anh sơ kỳ đối thủ. Chờ tìm tới Văn Doanh, biết rõ Văn Doanh tại truy sát thân đồ mạng, hắn là nghĩ đến thông chi Văn Doanh cái này tin tức. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền tại chỗ này đụng đến Cố Trường Thanh. Cái này cũng quá xui xẻo, hừ.
Văn Doanh mắt thấy Cố Trường Thanh ngăn chặn đường đi, lúc này hừ lạnh một tiếng, lão phu có thể không phải thanh lẫm kia các loại non đầu tiểu tử. Thật sao? Cố Trường Thanh bàn tay một nắm, thể nội khí tức bắn ra, thản nhiên nói, có thể ta cũng không phải Hóa Anh sơ kỳ. Cái gì? Văn Doanh mắt thấy Cố Trường Thanh thể nội bộc phát ra khí tức, ánh mắt ngẩn ngơ, Hóa Anh trung kỳ, bá. Cố Trường Thanh thân ảnh nhảy lên một cái, cách không một chỉ, trực tiếp điểm ra. Tuyệt thiên chỉ pháp, quán linh chỉ, cao mấy trượng lớn chỉ phong, khoảnh khắc ở giữa hàng lâm, cực hạn linh khí áp chế, cường hoành linh thạch áp bách, tại cái này một chớp mắt cuốn đi mà ra, oanh. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh vang vọng, Văn Doanh thân ảnh lảo đảo ở giữa, bước chân phù phiếm. Thế nào sẽ? Cố Trường Thanh tuy là Hóa Anh trung kỳ, có thể đối tự thân linh khí trưởng khống, đến cực kỳ cường hoành tình trạng. Càng trọng yếu là, gia hỏa này linh quyết. Bạo phát thế nào mạnh như vậy? Một chỉ điểm xuống, mắt nhìn cũng không có đối Văn Doanh tạo thành quá lớn uy hiếp, Cố Trường Thanh cũng là có chút bất mãn. Dùng hắn hiện nay cảnh giới, không thi triển bất kỳ cái gì võ quyết, thuần túy nhục thân cùng linh khí lực lượng kết hợp, một quyền đấm chết bất kỳ cái gì Hóa Anh cảnh võ giả, đều không phải vấn đề. Mà thi triển tuyệt thiên chỉ pháp, đối mặt Trúc Anh sơ kỳ, hẳn là cũng hội rất nhẹ nhàng. Bất quá! Vẻn vẹn từ một điểm này, Cố Trường Thanh cũng có thể nhìn ra. Cái này Văn Doanh cùng thanh lẫm cảnh giới tương đồng, có thể luận đến chiến lực là mạnh hơn thanh lẫm một chút. Những này lão bối nhóm, thiên phú khả năng so trẻ tuổi một đời kém chút, khả năng đến linh anh cảnh, cũng không khả năng là tầm thường không mà làm đời. Lại thêm mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm chiến đấu kinh nghiệm tích lũy, một số phương diện đến nói, cùng cảnh giới trẻ tuổi một đời thiên kiêu nhóm, thật đúng là không so được lên. Cái địa chỉ, Cố Trường Thanh không có bất cứ chút do dự nào, bàn tay một nắm, lại lần nữa một chỉ phủ xuống. Chương 473, người to tiếng ngọt thân đồ mạn. Văn Doanh mắt nhìn mấy trượng cự, chỉ ấn mang theo cảm giác áp bách mạnh mẽ hàng lâm, lúc này bất chấp những thứ khác, bàn tay nắm chặt, hai quyền oanh ra. Thiên minh thiếu quyền. Hai quyền ra hết, to lớn quyền ảnh gào thét sụp đổ đằng mà đi. Đông. Quyền ảnh cùng chỉ ấn va chạm, tê liệt bốn phía không khí, phát ra từ từ oanh minh, tràn ngập không thôi. Phốc. Văn Doanh cả cái người chỉ cảm thấy chính mình hết thảy công kích bị áp chế, rồi sau đó một cái tiên huyết phun ra, bước chân không ngừng lùi lại. Người so thanh lẫm, cũng mạnh không đến đâu. Đột nhiên, bên tai một đạo khinh miệt thanh âm vang lên. Văn Doanh còn chưa phản ứng qua tới. Cố Trường Thanh một chỉ thẳng điểm sau lưng. Thổi phù một tiếng vang lên. Văn Doanh cả cái người sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết phun ra, thân ảnh hướng lấy phía trước ẩm vang ngã xuống. Cố Trường Thanh tiện tay đem hắn thân bên trên nhẫn chữ vật túi chữ vật đào đi. Đến Hóa Anh trung kỳ, Cố Trường Thanh có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thể nội lực lượng đề thăng. Mà lại, đi qua nhân nguyên linh quả gột rửa, phía trước tồn tại một chút ẩn tật, bị loại bỏ giải quyết, hắn cả cái người trạng thái cũng là cực hạn tốt. Cố Trường Thanh nắm chặt lại hai tay, nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống Văn Doanh, đi ra phía trước, một chân đạp xuống. Bành! Văn Doanh đại não nổ tung, chết không thể lại chết nữa. Một vị Trúc Anh sơ kỳ cường giả, liền cái này vô cùng đơn giản chết rồi. Cách đó không xa bị ngăn chặn đường anh thấy cảnh này, triệt để mắt trợn tròn. Cái này lão phế vật, nguy hiểm trèo chống một hồi a, chí ít, để hắn có thể chạy đi a. Bốn phía tiếng la giết từng bước yếu ớt xuống đến. Mà lúc này, sơn cốc bên trong cạnh, thân đổ mạn một tay vịn cửa hang thạch bích, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía sơn cốc bên trong hỗn loạn. Hắn liền là Cố Trường Thanh. Thân đổ mạn thanh âm ngọt ngào nói. Nàng mặc dù thể trạng cao lớn, dung mạo nhìn lên đến có mấy phần thô kệch, có thể thanh âm lại là phá lệ êm tai tê dại. Khương Nguyệt Thanh nói, là ta tỷ phu cứu ngươi. Tạ ơn. Thân đổ mạn thanh âm ôn nhu nói, ta nghe qua hắn danh tự, không nghĩ tới. Hắn tiến bộ lại là nhanh như vậy. Sớm chút thời gian, thân đổ mạn hiểu Cố Trường Thanh, bất quá là nguyên phủ cảnh, ở trong học viện tựa hồ nháo ra động tĩnh rất lớn. Bất quá, thân vì nội viện đệ tử, đại đa số người còn là bế quan tu hành, để thăng chính mình. Nàng cũng chỉ là nghe nói qua Cố Trường Thanh. Có thể hiện nay chân chính gặp đến Cố Trường Thanh, hắn lại là linh anh cảnh. Mà lại, có thể như này đơn giản nghịch cảnh chém giết một vị Trúc Anh sơ kỳ cường giả, cái này phần chiến lực quá hiếm thấy. Nghe lấy thân đồ mạn cảm tạ lời nói, Khương Nguyệt Thanh chỉ là cười cười. Người khác đối tỷ phu tán dương cùng kính nể, để nàng cảm giác rất vui vẻ. Thời gian không nhiều, sơn cốc bên trong từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã xuống. Đường Anh cuối cùng bị Hàn Tuyết Tùng đem lấy đi đến Cố Trường Thanh thân trước. Ta rất hiếu kỳ, Cố Trường Thanh nói thẳng, ta giết Thanh Liệt, Thanh Lẫm thời điểm tự đánh giá làm phải rất sạch sẽ, Thiên Tịnh Nguyệt thế nào biết rõ là ta làm. Đường Anh vội vàng nói, nàng tại bốn phía trước giờ bố trí tức ảnh thạch ghi chép lại đến.
nguyên lai như đây. Cố Trường Thanh bất đắc dĩ nói, lần sau phải càng chú ý. Bây giờ suy nghĩ một chút có vẻ như chính mình đắc tội người đã rất nhiều. Thanh Huyền đại lục bên trên, có Hoàng Thất, Ngu Gia, Tương Gia, Lữ Gia cái này bốn phương. Chính mình cái này đoạn thời gian giết Cổ Linh đại lục Văn Gia, Đường Gia nhiều như vậy người, chỉ sợ hai nhà này chậm rãi biết rõ tin tức, cũng phải tìm chính mình phiền phức. Lại thêm Thiên Nguyên đế quốc cái này vị Thiên Tịnh Nguyệt công chúa. Càng là như đây, Cố Trường Thanh càng là minh bạch, hắn có thể làm, liền là làm bản thân lớn mạnh. Hóa anh kỳ không đủ, kia liền trúc anh kỳ, kia liền thành anh kỳ, kia liền sớm ngày đến huyền thai cảnh. Đắc tội người cũng không đáng sợ. Đắc tội người về sau, phải có thể làm đến qua sau đó trả thù người. Giết đi. Cố Trường Thanh xua tay. Đường Anh còn muốn cầu tha, có thể Hàn Tuyết Tùng một thương đâm ra, trực tiếp kết Đường Anh tính mệnh. Nhìn lấy đầy đất thi thể, Hàn Tuyết Tùng nhếch miệng cười một tiếng. Còn là theo lấy Cố Trường Thanh sảng, rất nhanh, nhìn đến Thân Đồ Mạn tỉnh đến, Cố Trường Thanh đi ra phía trước. Thân Đồ Mạn. Cố Trường Thanh chắp tay cười nói, tại hạ Cố Trường Thanh. Đa tạ Cố công tử ân cứu mạng. Thân Đồ Mạn chắp tay, nghe đến Thân Đồ Mạn thanh âm, Cố Trường Thanh cả cái người lại là cảm giác một cái giật mình, thanh âm này, quá ngọt đi, lại nhìn Thân Đồ Mạn so chính mình đều cao hai đầu dáng người, Cố Trường Thanh một lúc vậy mà không biết nên nói cái gì. Hắc. Đúng lúc này, Hàn Tuyết Tùng đi lên phía trước, một mặt ngạc nhiên nói, ngươi là nữ. Trong nháy mắt, sơn cốc bên trong, gió nhẹ thổi qua, lại thế nào cũng thổi không đi lúng túng không khí. Không bao lâu, mấy người lần lượt ngồi trên mặt đất. Ta vốn là cùng tộc bên trong trưởng bối Thân Đồ Minh tranh tại cùng nhau, hắn là ta thất thúc, vốn là trúc anh hậu kỳ cảnh giới. Kết quả, chúng ta gặp Cổ Linh Vương triều Văn Gia Văn Minh Lễ, ta thất thúc vì yểm hộ chúng ta rời khỏi bị giết chết, ta cũng bị đuổi theo. Thân Đồ Mạn nói đến chỗ này, trên mặt có nước mắt chảy xuống. Một bên Hàn Tuyết Tùng nghĩ trấn an vài câu, lại không biết rõ thế nào an ủi. Cái này cô nương, lớn đến quá cao, quá tráng, thực tại không biết rõ để người nên thế nào đau lòng. Không chỉ như vậy, Thân Đồ Mạn thu hồi nội tâm bi thương, nhìn hướng một bên Cù Tiên Y, mở miệng nói, Cù gia lần này dẫn đội Cù Tĩnh, cũng bị giết. Cù Tiên Y nghe nói, bá một lần đứng dậy, hai tay chặt chẽ nắm. Cù Tĩnh là nàng thân thúc thúc, cũng là Cù gia lần này dẫn đội người. Ta không tin. Cù Tiên Y mở miệng nói, thúc thúc ta trúc anh hậu kỳ cảnh giới. Hắn, thúc thúc ta làm sao không phải trúc anh hậu kỳ cảnh giới? Thân Đồ Mạn một cái hỏi lại, làm cho Cù Tiên Y nói không ra lời. Bọn hắn những này người, đều là gần đây mới đến linh anh cảnh, đối cả cái linh quật bên trong đại thế hiểu cũng không rõ ràng. Cù Tiên Y đứng dậy, đi đến sơn cốc khác một bên, ngồi chung một chỗ đá xanh một bên, đưa lưng về phía đám người, thật lâu vô ngôn. Thương Vân Dã mở miệng nói, Cù Tĩnh là Cù Tiên Y thúc thúc, rất thương yêu nàng, để nàng tiêu hóa một lần cái này tin tức đi. Mấy người gật gật đầu. Thân Đồ Mạn tiếp tục nói, hiện nay, Hoàng Thất Liên Hợp Lữ Gia, Tương Gia, Ngu Gia, còn có Cổ Linh Vương Triều Văn Gia, Đường Gia Võ Giả, tại cái này linh quật bên trong, nhằm vào chúng ta tứ đại gia tộc, mục đích rõ ràng. Chúng ta tứ đại gia tộc người, tử thương không ít, mà nghe nói cái này linh quật lối vào, bị Hoàng Thất người trưởng khống, dù cho muốn đi ra ngoài cầu cứu, cũng không khả năng. Nói đến chỗ này, Thân Đồ Mạn hung ác nói, ta nhất định muốn giết hắn nhóm, vì Minh Tranh thúc báo thù. Đón lấy, Thân Đồ Mạn lại là cùng mấy người nói ra những ngày gần đây, đến linh quật bên trong các phương truyền lại tin tức. Các ngươi tại tìm Thương Nguyên Cơ. Khi biết được Cố Trường Thanh, Thương Vân Dã mấy người tìm kiếm Thương Nguyên Cơ thời khắc, Thân Đồ Mạn mở miệng nói, ta nghe nói, bọn hắn cũng là bị Cổ Linh Vương triều người mai phục, tử thương thảm trọng. Nhưng nghe nói Thương Nguyên Cơ đào tẩu, mà lại bị người cứu xuống, đến mức hiện tại đi nơi nào, cũng không rõ ràng. Nghe đến cái này lời nói, Thương Vân Dã nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Vạn gia Vạn Phương Hồi, Cù gia, Cù Tĩnh, Thân Đồ gia Thân Đồ Minh Tranh, cái này mấy vị đều là Thanh Huyền đại lục tiếng tăm lừng lẫy cao tầng cường giả. Có thể hiện nay một cái tiếp một cái chết đi. Hắn xác thực là rất lo lắng phụ thân an nguy. Cố sư đệ, Thương Vân Dã chắp tay nói, ta chuẩn bị mang theo Thương Lỗi mấy người, tiếp tục tìm kiếm. Như là có tin tức, đệ nhất thời gian dùng truyền âm thạch liên hệ ngươi. Được. Rất nhanh, Thương Vân Dã, Thương Lỗi mấy vị thương gia võ giả thu thập thỏa đáng, trực tiếp rời đi. Cố Trường Thanh đứng lên nói, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi. Tuy nói gần đây giết mấy vị các đại thế lực linh anh cảnh nhân vật, nhưng cái này tuổi mới bao nhiêu? Cố Trường Thanh biết rõ, thừa dịp tại cái này linh quật bên trong, những kia người mặc dù muốn giết hắn, có thể rất khó tại to lớn linh quật bên trong tìm tới hắn. Cái này là hắn cơ hội. Hắn có thể dùng từng cái đem những kia người giải quyết. Cố sư đệ, Thân Đồ Mạn lúc này đứng dậy, hơi lộ ra xấu hổ nói, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao?
Cố Trường Thanh thần sắc khẽ giật mình, còn chưa mở miệng, bên cạnh người một thanh âm đột nhiên vang lên nói, tốt, không có vấn đề. Chương 474, làm một phiếu. Hàn Tuyết Tùng cười ha ha một tiếng nói, người nhiều lực lượng lớn, chúng ta đều là bị ân công cứu, tự nguyện theo lấy ân công cùng nhau giết giết giết. Bất quá, cô nương, ngươi thương thế. Ta không có chuyện gì. Thân Đồ Mạn vội vàng nói, hiện nay ta cũng là Hóa Anh sơ kỳ, có thể đến giúp các ngươi. Hàn Tuyết Tùng cười ha ha nói, vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau, đem kia đám vương bát đản giết cái xuyên thấu. Hàn Tuyết Tùng. Một bên, Bùi Chu Hành nhìn không được, nói thẳng, ngươi cùng bọn hắn, có thể không có cái gì cừu hận. Lời không phải cái này dạng nói. Hàn Tuyết Tùng lập tức nói, bọn hắn đều là muốn giết ân công, đã là muốn giết ân công, kia liền là muốn giết ta, cần phải giết bọn hắn. Ngươi cái này cái gì loạn thất bát tao logic. Đã như vậy, lên đường đi, ừm. Sau đó, Cố Trường Thanh đội ngũ, vẫn y như cũ duy trì 8 người tiểu đội bộ dáng. Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi, Cù Tiên Y, Nguyên Tự Hành 4 người, cùng với Bùi Chu Hành, Khương Nguyệt Thanh, lại thêm Cố Trường Thanh, cùng với mới gia nhập Thân Đồ Mạn. 8 người hiện nay trừ Khương Nguyệt Thanh, đều là đến linh anh cảnh cấp bậc. Cái này dạng đội ngũ chiến đấu lực, đã là cực mạnh. Cố Trường Thanh cũng có lòng tin, chỉ cần không gặp được thành anh kỳ linh anh cảnh cường giả, bọn hắn mấy người an toàn còn là có bảo hộ. Rậm rạp giữa rừng núi, 8 người chia 2 cái tiểu đội, lẫn nhau khoảng thời gian rời không xa, từ từ tìm kiếm. Bùi Chu Hành có thể điều khiển một chút phẩm giai hơi thấp linh thú, cái này rất lớn gia tăng bọn hắn tìm kiếm tốc độ. Chỉ chớp mắt, 8 người đã tại cái này phiến rậm rạp giữa rừng núi tìm kiếm nửa cái tháng thời gian, có thể xác thực không có Thương Nguyên Cơ mấy người một chút tung tích. Thời gian, Cố Trường Thanh cũng là cùng Thương Vân Dã giữ liên lạc, bọn hắn kia một bên cũng không có gặp đến Thương Nguyên Cơ mấy người. Thẳng đến cái này một ngày, Thương Vân Dã chuyển đến tin tức, hắn chuẩn bị mang người rời đi cái này phiến sơn lâm, tiếp tục tìm kiếm. Cố Trường Thanh cũng biết rõ, như là Thương Nguyên Cơ bị người cứu, có lẽ đã trốn khỏi chỗ này. Dùng bọn hắn 8 người tìm kiếm, quả thực rất khó tìm đến. Chỉ chớp mắt, lại qua vài ngày nữa thời gian, 8 người đi đến sơn lâm khu vực biên giới, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ bình nguyên đại địa, 8 người cũng là đều có bất đồng cảm ngộ. Những ngày này đều chui tại giữa rừng núi, có thể là nín chết người. Hàn Tuyết Tùng mở rộng hai tay, cười ha ha một tiếng nói, hiện tại cảm giác thoải mái. Đại gia những ngày này khổ cực, trước tiên ở nơi này chỉnh đốn 2 ngày, chúng ta rồi quyết định đi chỗ nào đi. Được, ừm. Đám người đi đến thụ lâm bờ rìa, gượng gạo một gốc đại thụ thân cây, đáp tốt giản dị trướng bồng. Bùi Chu Hành liền là gọi tới mười mấy con bất quá lớn chừng bàn tay linh tước, phân phó vài câu, kia mười mấy con linh tước tứ tán mở đến, phụ trách đề phòng bốn phía. Cái này có thể so rất nhiều võ giả cảnh giới đều tốt, suy cho cùng, đại đa số người đối cái này loại tiểu linh tước cũng không thèm để ý. Dọc theo con đường này, Bùi Chu Hành mới là cực khổ nhất cái kia. Phụ trách khống chế linh thú, tìm hiểu đường đi, đồng thời tuần tra núi rừng nội bộ có cái gì nguy hiểm linh thú, mấy người trước giờ tránh né. Lửa trại từ từ bay lên, canh thịt nấu lên, mấy người lần lượt ngồi xuống, ngược lại là hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được. Cái này một hai chục ngày thời gian, đại gia cũng là quen thuộc chút, đặc biệt là đối Thân Đồ Mạn hiếu kỳ, cũng là từng bước chuyển biến vì hữu hảo. Thân Đồ Mạn tính cách rất tốt, nói chuyện ấm giọng thì thầm, mà lại rất nhiệt tình, giỏi về giúp người. Trừ thể trạng cao lớn bên ngoài, có thể nói là một cái rất để người ưa thích nữ tử. Mấy người ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh, bắt đầu nói chuyện phiếm, tán gẫu trò chuyện, không không nói. Ta một mực nghe nói, Khương Nguyệt Bạch có một người muội muội, rất nghĩ biết rõ, có phải hay không cũng giống như nàng thiên phú cực tốt. Thân Đồ Mạn nhìn hướng Khương Nguyệt Thanh, mỉm cười nói, ngươi thiên phú thật rất tốt, đan thuật rất mạnh. Không có, là Đạm Đài viện trưởng dạy bảo tốt. Đừng khiêm nhường. Thân Đồ Mạn vội vàng nói, Đạm Đài viện trưởng ánh mắt rất cao, có thể thu ngươi làm đồ. Ngươi tại đan thuật một đạo thiên phú nhất định cực cao. Nói chuyện ở giữa, Thân Đồ Mạn không ngừng tra xét trong nồi canh thịt, đồng thời thả tiến một chút gia vị, tỉ mỉ quấy, rồi sau đó mùi thơm tràn ngập ra. Thân Đồ Mạn lấy ra từng cái bát ngọc, vì đại gia chính mình bới thêm một chén nữa, đưa đến mỗi người tay bên trên. Cái này mấy ngày đến, đại gia cũng quen thuộc Thân Đồ Mạn quan tâm. Hàn Tuyết Tùng cùng Hàn Tuyết Vi lúc này ngồi tại dưới một thân cây, mang lấy đựng đầy canh thịt bát ngọc, không khỏi thấp giọng nói, nàng như là thấp một ít, thon thả một chút, ta nhất định cưới nàng. Nghe nói, Hàn Tuyết Vi uống lấy canh thịt, lại là không nói một lời. Tiểu Vi, ngươi thế nào không nói chuyện? Nói cái gì? Hàn Tuyết Vi thản nhiên nói ngươi liếm lấy cái mặt, cũng muốn chuyện tốt. Cách đó không xa một gốc cổ thụ thân cây bên trên, Bùi Chu Hành đứng tại một đoạn chém ra thân cây bên trên, nhìn về phương xa. Không bao lâu, một cái linh tước bay về, tại Bùi Chu Hành bên tai líu díu,
Bùi Chu Hành lấy ra một hạt nhỏ linh đan, đút cho Linh Tước sau, thân ảnh nhảy xuống. Có tình huống. Hắn thanh âm rơi xuống, mấy người khác lần lượt xông tới. Cách chúng ta hơn 10 dặm bên ngoài, có một đám võ giả, từ Sơn Lâm đi ra, hướng phía trước bên trái đi. Bùi Chu Hành mở miệng nói, không biết rõ là kia một nhóm, ta trước đi dò tra xem đi. Cẩn thận một chút, Rất nhanh, Bùi Chu Hành rời đi. Mà một bên khác, một gốc dưới cây cổ thụ, nhắm mắt tu hành Cố Trường Thanh, từ đầu đến cuối đều chưa mở ra mắt. Đám người cũng là sớm liền quen thuộc Cố Trường Thanh cái này phiên khắc khổ. Cái này mười mấy ngày đến, chỉ cần có thời gian, Cố Trường Thanh liền là đả tọa tu hành. Cái này loại khắc khổ, có lẽ là hắn mạnh hơn đám người một nguyên nhân. Bất quá nửa canh giờ, Bùi Chu Hành liền là trở về. Hắn ngón tay một nâng, linh khí khắc họa ra mấy thứ gương mặt. Là bọn hắn. Đột nhiên, Hàn Tuyết Tùng cùng Hàn Tuyết Vi chỉ lấy trong đó một nam một nữ bức họa. Cái này nam tử hơn 40 tuổi, tên gọi Đường Vinh Thành, là Đường gia một vị cao tầng. Bên cạnh hắn cái này nữ tử, tên gọi Đường Thanh Mị, là Đường gia đích hệ tử đệ, thiên phú cực tốt. Cổ Linh Vương triều Đường gia người. Bùi Chu Hành lập tức nói, ta không có dám theo quá sát, bất quá bọn hắn cũng tại Thụ Lâm một bên nghỉ ngơi, cách chúng ta khoảng 30 dặm. Đã như vậy, xem bọn hắn muốn đi nơi nào. Một thanh âm vang lên, không biết lúc nào, Cố Trường Thanh thức tỉnh. Nhiều lần bị động, cái này lần, đổi chúng ta chủ động xuất kích. Cố Trường Thanh chân thành nói, là một phiếu. Hàn Tuyết Tùng cười hắc hắc nói, tốt. Một bên, Hàn Tuyết Vi lại là nói, cái này Đường Vinh Thành, đã là Trúc Anh Hậu Kỳ cảnh giới. Trúc Anh Hậu Kỳ là cái lông. Hàn Tuyết Tùng lúc này nhất hống. Mấy người lần lượt ánh mắt nhìn tới. Hàn Tuyết Tùng ho khan một cái nói, cái kia, tạ ý tứ. Tại ân công mắt bên trong, không tính cái gì sao. Cố Trường Thanh suy tư nói, Đường Vinh Thành giao cho ta, cái khác người, các ngươi phải giải quyết, được. Không có vấn đề. Thương định hoàn tất, mấy người lập tức chuẩn bị xuất phát. Mấy người kia có thể cùng Cố Trường Thanh tập hợp tại cùng nhau, tự nhiên mà thành là đối hoàng thất mấy phương cùng giúp đỡ hoàng thất Cổ Linh, Vương Triều một phương lòng mang căm hận. Rất nhanh, một đám tám người, trực tiếp xuất phát. Mà cùng lúc đó, Sơn Lâm bờ rìa khác một bên, Đường ra mười mấy người ngưng xuống. Đường Thanh Mị ánh mắt nhìn Sơn Lâm bên ngoài, đôi mi thanh tú nhíu lên nói, Thành Thúc, cái này đều đi qua hơn nửa năm thời gian, nhưng đến hiện tại đều không có Thanh Mộc Long Ấn tung tích, hội sẽ không. Chúng ta bị Thanh Huyền Đế Quốc gạt rồi. Chương 475, địch tập, ngăn địch. Đứng tại Đường Thanh Mị bên cạnh người là một vị thể trạng khôi ngô trung niên mặt mọc đầy râu, nhìn lên đến hơi lộ ra thô kệch, mở miệng nói, hẳn là không phải. Cái này tòa lục cấp linh quật, xác thực là cốt tư linh lưu, lúc đó. Trung niên nam tử dừng một chút, hạ giọng nói, lúc đó, cốt tư linh phản bội Ly Hỏa Tông, đem cái này Thanh Mộc Long Ấn mang đi, những năm gần đây, Ly Hỏa Tông một mực tìm kiếm, chưa từng vứt bỏ. Cái này tòa lục cấp linh quật, khả năng hấp dẫn chúng ta Cổ Linh Vương triều qua đến, đồng thời Thái Hư Đại Lục, Thiên Nguyên Đại Lục, Tây Lương Đại Lục cũng có người lần lượt đi đến, mà luyện đều là lý do, bọn hắn hơn phân nửa cũng là vì Thanh Mộc Long Ấn. Nhưng đến hiện tại đều không có nửa điểm tin tức. Đường Thanh Mị không khỏi nói, ngược lại là chúng ta, giúp Thanh Huyền Đế Quốc giết không ít bọn hắn địch nhân. Nhẫn nại chút đi. Trung niên nam tử thở ra một hơi nói, một ngày tìm tới Thanh Mộc Long Ấn, kia so bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo cơ duyên đều càng thêm chân quý, là đủ dùng cải biến chúng ta Cổ Linh Vương triều phát triển quỹ tích. Tới lúc đó, chúng ta Đường ra, nói không chừng có thể độc chiếm một tòa đại lục, thành tựu một phương đế quốc. Đường Thanh Mị gật đầu ở giữa, lấy ra một bản chép tay. Bản chép tay đã có một chút danh tự bị vạch tới, trung niên nam tử thấy cảnh này, mở miệng nói, cái này bản chép tay là Thanh Huyền Đế Quốc ngay từ đầu cung cấp cho chúng ta, hiện nay đi qua hơn nửa năm thời gian, dự đoán bản chép tay ghi lại những này nguyên đan cảnh thiên tài, có lẽ là có một bộ phận đột phá đến linh anh cảnh, không thể lại dùng cái này bản chép tay vì thực lực phán đoán tiêu chuẩn. Ta biết rõ, Đường Thanh Mị nói, phía trước tứ thúc không phải chuyên môn phái người truyền lại tin tức, cái kia Cố Trường Thanh, đã là Hóa Anh Sơ Kỳ. Đúng vậy a, trung niên nam tử thở dài nói, Hóa Anh Sơ Kỳ, chém ngược Trúc Anh Sơ Kỳ, dạng này thiên tài, phóng nhãn chúng ta Cổ Linh Vương triều, cũng chỉ có Đại Hoàng tử Điện Hạ cùng Thái tử Điện Hạ hai người đi. Đúng vậy a, trung niên nam tử lại là nói, Thanh Mị, chúng ta Đường ra là cột vào Đại Hoàng tử thân bên trên, ngươi cùng Đại Hoàng tử hôn ước tại thân, tương lai Đại Hoàng tử như là đấu bại Thái tử, làm Hoàng đế, ngươi liền là Hoàng hậu, ta Đường ra địa vị hội nước lên thì thuyền lên, so Văn gia mạnh hơn một bậc. Ta biết rõ. Đường Thanh Mị gật gật đầu. Đúng lúc này, núi rừng bốn phía ở giữa, đột nhiên có lấy đất rung núi chuyển tiếng vang lên, oanh. Lập tức, một cái thể trạng sáu trượng bên ngoài, nhe răng trợn mắt cự thú,
một cái đằng không mà lên, nhào về phía Đường Gia đám người ở lại chỗ. Ngũ giai linh thú liệt nha huyết nhãn chư. Trung niên nam tử sầm mặt lại, bàn tay một nắm, ngang ngược một trưởng, trực tiếp đánh phía kia giết ra da đen heo thú. Oanh! Chỉ một trưởng, kia da đen heo thú kiên cố răng nanh bị đánh gãy, thân hình khổng lồ lùi lại ở giữa phát ra tiếng nghẹn ngào. Mà liền tại cái này lúc, hưu, một đạo phá không âm bạo tiếng vang lên, khí thế khủng bố nhộn nhạo lên. Bành! Một tiếng nổ tung vang vọng, trung niên nam tử dù là phản ứng qua đến, nhưng mà suy cho cùng ra trưởng tại trước, lại thêm cái này một tiễn quả thực là cường hoành bá đạo. Mũi tên thổi phù một tiếng, xuyên thấu hắn bên trái phần bụng, tuy là lấy hắn tính mệnh, có thể cũng để hắn nhận không nhỏ tổn thương. Thành thúc, Đường Thanh Nghị thấy cảnh này, ngay lập tức quát, địch tập, ngăn địch. Mười mấy vị Đường gia linh anh cảnh, nguyên đan cảnh cường giả cao thủ, đã sớm thần sắc giới bị, nhìn chằm chằm bốn phía. Tài bắn cung thật giỏi. Đường Vinh Thành thân ảnh rơi xuống, che lấy phần bụng miệng máu, nuốt xuống một khỏa đan dược, liền nói ngay, dám hỏi cái nào phương tu giả, lén lút tính cái gì? Trả lời Đường Vinh Thành, chỉ có bốn phía từ lâm bên trong chạy ra từng cái linh thú, gầm thét giết tới. Đường Vinh Thành phẫn nộ quát, bảo vệ tốt tiểu thư. Hắn thân ảnh nhảy lên một cái, thân vì trúc anh hậu kỳ cường giả khí tức bạo phát, nâng tay liền là muốn đánh giết trong đó một cái linh thú. Nhưng vào lúc này, đệ nhị tiễn phá không giết ra. Đường Vinh Thành lúc này đã có chuẩn bị, nâng tay một trưởng, trực tiếp đánh ra. Bành! Mũi tên cùng trưởng kình va chạm, Đường Vinh Thành thân ảnh một trận. Mà lúc này, kia mấy cái linh thú đã giết đến Đường gia đám người thân trước. À! Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên, một vị Đường gia linh anh, cảnh cường giả cùng một cái linh thú chính diện va chạm ở giữa. Đột nhiên một thân ảnh chạy ra, một thương đâm mặc hắn cổ. Tiểu gia đến vậy! Hàn Tuyết Tùng cười ha ha một tiếng. Một thương đánh bay kia người thi thể, thẳng hướng cái khác người. Tiếp theo, Hàn Tuyết Vi, Nguyên Tự Hành, Cù Tiên Y, Thân Đổ Mạn bốn người, từng cái giết ra. Nơi xa thụ lâm ở giữa, Cố Trường Thanh cầm cung cài tên, lại lần nữa một tiễn bắn ra sau, nhìn hướng Khương Nguyệt Thanh, nói, ngươi tại chỗ này, bảo hộ lão Bùi, Mũi tên bắn giết mà ra, Cố Trường Thanh không nói hai lời, thân ảnh nhảy mấy cái ở giữa, liền là lao vùn vụt đến Đường Vinh Thành thân trước. Tuyệt Thiên Chỉ Pháp. Quán linh chỉ, một chỉ điểm ra, khủng bố kinh khí bắn ra. Đường Vinh Thành cảm giác đến một cỗ kinh khủng khí tức hàng lâm, đối cứng một tiễn sau, nâng tay một trưởng, trực tiếp đánh ra, oanh. Giữa không trung, điếc tai tiếng oanh minh vang vọng, hai thân ảnh vừa chạm vào liền tách ra. Đường Vinh Thành hơi hơi thở dốc, sắc mặt biến đến âm trầm. Chỉ gặp đối diện cách đó không xa một gốc thụ mộc bên trên, một đạo thanh y thân ảnh, biểu tình bình tĩnh đứng vững. Là ngươi. Đường Vinh Thành nhìn hướng kia ít năm dáng người, ánh mắt lẫm liệt, quát khẽ nói, Cố Trường Thanh. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này, gặp đến Cố Trường Thanh. Mà lại, không phải bọn hắn chủ động gây sự với Cố Trường Thanh, ngược lại là Cố Trường Thanh chủ động đánh lén bọn hắn. Đường Vinh Thành, Cố Trường Thanh một câu rơi xuống, bàn tay mở rộng, một chỉ điểm ra. Cái địa chỉ, cường hoành chỉ kình, lao thẳng tới Đường Vinh Thành, oanh. Giữa thiên địa, nổ đùng không ngừng. Mà một bên khác, Đường Thanh Nghị nhìn về phía trước giao chiến, sắc mặt càng là vô cùng khó coi. Cố Trường Thanh, hắn, Hóa Anh Trung Kỳ. Phía trước vừa nhận được tin tức, Cố Trường Thanh đến Hóa Anh Sơ Kỳ cảnh, mà có thể chém giết Trúc Anh Sơ Kỳ cường giả. Có thể hiện tại, gặp lại sau người này, hắn lại là đã tới Hóa Anh Trung Kỳ. Cái này tốc độ, quá nhanh, như là lại cho hắn thời gian, chỉ sợ rất nhanh liền đến Hóa Anh Hậu Kỳ, Trúc Anh Kỳ A, oanh, mãnh liệt va chạm bộc phát ra. Bởi vì phía trước chúng một tiễn, lúc này Đường Vinh Thành thể nội linh khí bạo phát hơi lộ ra bị ngăn trở. Một lúc, đối mặt Cố Trường Thanh, lại là không có thể chiếm ưu thế. Cố Trường Thanh cũng không nói nhảm. Cái này Đường Vinh Thành mang theo Đường Thanh Mị xuất hiện tại chỗ này, có lẽ là chờ cái gì người, không thể ham chiến. Nàng bàn tay một nắm, Thất Tinh Tuyệt Mệnh kiếm xuất hiện. Xí Nguyên kiếm pháp, Xích Hồng Trảm. Một kiếm ra, mãnh liệt kiếm ý cảnh bắn ra, khủng bố khí tức lượn lờ không tan. Đạo đạo kiếm khí chớp mắt tràn ngập mãnh liệt bạo viêm khí hơi thở, tàn phá bừa bãi mà ra ở giữa, lóe ra vô cùng mãnh liệt bá khí, oanh. Một chớp mắt, vô tận cuồng bạo kiếm khí hướng lấy Đường Vinh Thành cuốn đi mà ra. Bài Vân Thiên Trưởng, tiếng quát khẽ vang lên, Đường Vinh Thành một trưởng đánh ra, kiếm khí đầy trời bị trưởng kình cản trở. Có thể dần dần, kia sắc bén kiếm khí gào thét mà ra, xuyên thấu trưởng kình cản trở, toàn bộ oanh kích đến Đường Vinh Thành thân bên trên. Bành. Một tiếng nổ vang truyền ra, Đường Vinh Thành cả cái người thân thể lùi lại, quằn quại rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Thành thúc,
Thấy cảnh này Đường Thanh Mị, gương mặt xinh đẹp sắc biến. Đường Vinh Thành lại là ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Đường Thanh Mị. Nhìn đến Đường Vinh Thành ánh mắt, Đường Thanh Mị sắc mặt run lên. Chương 476, bức thư. Nàng có thể nhìn ra Thành Thúc ý tứ. Trốn, Thành Thúc là để nàng không cần để ý hắn, trốn khỏi chỗ này. Nhưng, thế nào lại như này, Cố Trường Thanh bất quá là Hóa Anh Trung Kỳ mà thôi, Thành Thúc có thể là Trúc Anh Hậu Kỳ. Chỉ là trong nháy mắt do dự, Đường Thanh Mị cắn răng một cái, không nói hai lời, quay người rời đi. Nghĩ chạy. Cù Tiên Y Thủy Trung nhìn chằm chằm Đường Thanh Mị, nhìn đến Đường Thanh Mị lúc này nghĩ trốn, lập tức cầm đao truy lên trước tới. Mà liền tại cái này lúc, Đường Thanh Mị lại là bàn tay giương lên, một đạo ố vàng khói bụi chớp mắt khuếch tán. Cù Tiên Y bước chân ngừng xuống, nhìn lấy Đường Thanh Mị trốn khỏi, gương mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh. Cái này các loại thế gia tử đệ thân bên trên, tất nhiên đều là có đồ vật bỏ mệnh, mà Đường Thanh Mị so nàng cảnh giới càng cao một bậc. Không do dự, Cù Tiên Y lập tức khúc xạ thẳng hướng cái khác đường ra võ giả. Cố Trường Thanh cầm kiếm mà ra, lại lần nữa tới gần Đường Vinh Thành. Thời khắc này Đường Vinh Thành đã là nỏ mạnh hết đà. Cố Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác đến, gia hỏa này tuy nói là Trúc Anh hậu kỳ cảnh giới, có thể luận đến chiến lực, so Thanh Lẫm, Văn Doanh mạnh không cái gì. Nói một cách khác, gia hỏa này không được, oanh. Nương theo lấy lại một lần nữa va chạm dưới, Đường Vinh Thành thân thể ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt không ngừng. Thất tinh tuyệt mệnh kiếm mũi kiếm thẳng đến hắn hàm dưới. Cố Trường Thanh, Đường Vinh Thành nhìn hướng Cố Trường Thanh, sắc mặt âm trầm nói, ngươi không muốn lạc đường vào sâu. Ồ, Thanh Huyền Hoàng thất nhất thống Thanh Huyền Đại Lục chi tâm kiên định, mà chuẩn bị rất nhiều, cái khác mấy phương ngăn cản không nổi. Đường Vinh Thành quát, ta Cổ Linh Vương Triều cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền giúp một chút thôi. Chờ đến Thanh Huyền Đế Quốc nhất thống Thanh Huyền Đại Lục, ngươi há có chỗ ẩn thân. Nghe nói, Cố Trường Thanh không khỏi nói, theo ngươi nhìn thấy, ta nên như thế nào? Quy hàng. Đường Vinh Thành liền nói ngay, ngươi cùng Thanh Huyền Hoàng thất cừu hận cực lớn. Có thể ngươi có thể quy hàng đến chúng ta Cổ Linh Đại Lục, Cổ Linh Vương Triều đến, dùng ngươi thiên phú, hiện nay thực lực, cưới công chúa đều không phải vấn đề. Nói hươu nói vượn. Một bên, Hàn Tuyết Vi quát, công chúa tính cái gì đồ vật. Đường Vinh Thành nhìn đến Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi huynh muội, lại là nói, hai người các ngươi có biết rõ tại làm cái gì. Lần này tuy nói là đại hoàng tử chủ đạo kế hoạch, có thể bệ hạ là duy trì, các ngươi là thái tử người, lại giúp đỡ bọn hắn, đối phó chúng ta Đường gia. Đừng muốn quên mất, cho dù chúng ta Cổ Linh Vương Triều nội đấu lại lợi hại, có thể nhất trí đối ngoại, không cho phép sửa đổi. Ít tại cái này thả giám thí. Hàn Tuyết Tùng lúc này mắng, lão tử toàn tâm toàn ý đối thái tử. Thái tử coi ta là cái giám. Hảo huynh đệ của hắn Tần Nguyên Hóa cùng người trong lòng Cổ Nguyệt Tâm, sớm liền thông đồng đến cùng nhau. Thái tử biết rất rõ ràng cái này sự tình, càng là biết rõ hai người này đối hắn có sát tâm, có thể xưa nay không có nói cho hắn. Phía trước hắn đem thái tử làm thành mình đời này muốn thủ hộ người. Hiện tại, đi mẹ nó, hắn Hàn Tuyết Tùng, chỉ vì chính mình mà sống, chỉ vì ân công mà sống. Một chân đạp chết hắn được rồi. Hàn Tuyết Tùng khẽ nói, càng nói ta càng cảm thấy mình phía trước liền là kẻ ngu. Mấy người khác nghe nói, ngược lại là ánh mắt cổ quái. Ngươi bây giờ, cũng rất ngốc. Cố Trường Thanh cũng là lười nhác lại nói nhảm cái gì, một kiếm đâm xuyên Đường Vinh Thành cổ. Tiên huyết rất nhanh trôi nổi mở đến. Đường Vinh Thành thi thể từng bước không có động tĩnh. Trên đất cái khác người cũng là biến thành thi thể. Cù Tiên Y mở miệng nói, Đường Thanh Mị chạy. Không có việc gì, nàng chạy không được. Cố Trường Thanh mở miệng nói. Rất nhanh, đem những này thân người bên trên nhẫn chữ vật, túi chữ vật từng cái thu hồi. Bùi Chu Hành cùng Khương Nguyệt Thanh hai người cũng là chạy đến. Đuổi theo rồi. Yên tâm đi. Bùi Chu Hành cười nói, người lần trước từ cái kia văn tranh thân bên trên cho ta mấy môn. Ngự thú linh quyết, ta cẩn thận nghiên cứu. Rất hữu dụng, hiện tại ngự thú bên trên có rất nhiều tâm đắc cùng thủ đoạn. Đã như vậy, xuất phát, tốt. Một đám tám người, lập tức rời đi. Mà một bên khác, Đường Thanh Mị một đường hướng lấy Bình Nguyên mà chạy, trong lòng càng hoảng hốt. Cố Trường Thanh, Linh Anh cảnh Hóa Anh Trung Kỳ. Đã có thể dùng chém giết Linh Anh cảnh Trúc Anh Hậu Kỳ. Dạng này thiên tài, phóng nhãn cả cái Cổ Linh Đại Lục, nàng cũng chỉ tại gặp qua hai vị. Một vị đại hoàng tử Cổ Dận, một vị thái tử Cổ Lân. Hai người này đều là nhân trung long phượng, cũng là vì cái gì, hiện nay hoàng đế liền tính lập Cổ Lân vì thái tử, còn tại để Cổ Dận cùng hắn tương tranh. Bởi vì hai người đều rất ưu tú. Hiện nay hoàng đế nghĩ để bọn hắn đấu ra lớn nhất tiềm lực. Thành Thúc, Đường Thanh Mị xoa xoa khóe mắt giọt nước mắt, tốc độ thêm nhanh, hướng về một phương hướng chạy như bay. Có thể nàng cũng chưa phát hiện, phía sau không trung, một đám linh tước, lúc thì xếp thành một lần hình, lúc thì xếp thành nhân chữ hình, thủy chung theo sát nàng. Chạy không được.
Bùi Chu Hành lúc này trên vai cũng là đứng lấy một cái tiểu linh tước, không ngừng tại trước dẫn đường. Bất quá, nhìn nàng tiến lên lộ tuyến, là có chỗ cần đến, xem ra là đi tìm cái gì người tụ hợp. Theo sát thế là được. Cố Trường Thanh nói thẳng, mà nhìn nàng đi tìm ai, đánh thắng được, tiếp tục làm, đánh không lại, tìm cơ hội làm, tốt. Một lúc, Cù Tiên Y, Thân Đổ Mạn, Hàn Tuyết Tùng đều là đằng đằng sát khí. Cửu Ngục Thần Tháp bên trong, Cố Trường Thanh một luồng linh thức chìm vào trong đó, kiểm tra chém giết mười mấy người thân bên trên đổ tốt. Cái này loại sự tình, đã thành vì quen thuộc. Hết thảy hơn 30.000 khỏa linh tinh, tính là một bút không sai thu vào. Trừ cái đó ra, cái khác loạn thất bát tao đồ vật, Cố Trường Thanh cũng chưa quá mức để ý, phân loại hợp quy tắc tốt, Kia Đường Vinh Thành bên trong nhẫn chữ vật, Cố Trường Thanh lấy ra mấy phong thư kiện, bức thư cũng không phải là phổ thông chất liệu, mà thiết chí phong cấm. Cố Trường Thanh thử nghiệm chốc lát, cũng chưa có thể mở ra. Giảo ra, thử nhìn một chút, Phệ Thiên Giảo tiếp qua bức thư, thuần thục mở ra, giao cho Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh tinh tế nhìn lấy bức thư, cả cái người lại là sắc mặt kinh biến. Mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên, một đám tám người, tại linh tước chỉ dẫn xuống, cách lấy mấy chục dặm, theo lấy đường thanh mị, ngược lại là không lo lắng bị phát hiện. Cố Trường Thanh bàn tay giương lên, mấy phong thư kiện xuất hiện. Hàn Tuyết Tùng, Tần Vô Tu là người nào? Hắn a. Hàn Tuyết Tùng liền nói ngay, Tần gia tộc trưởng Tần Quy Sơn đệ đệ, hiện nay cũng là Tần gia hạch tâm nhân vật. Nghe nói, Cố Trường Thanh không khỏi dương cao giơ tay bên trong bức thư, nói, kia, các ngươi cái kia vị thái tử điện hạ nguy rồi. Hả, Hàn Tuyết Tùng cùng Hàn Tuyết Vi lông mày nhíu lại. Cố Trường Thanh lúc này đem mấy phong thư kiện vứt cho hai người. Hai người nhìn đến kia bức thư nội dung, sắc mặt kinh biến. Tần Vô Tu, cùng cái này Đường Vinh Thành một mực có bức thư lui tới. Hàn Tuyết Tùng thần sắc ngốc trệ nói. Hàn Tuyết Vi nắm lấy bức thư, không khỏi nói, Tần gia đã trong bóng tối phản chiến. Đầu nhập đại hoàng tử, như thế nói đến, thái tử tay bên trong, cũng chỉ có chúng ta Hàn gia cái này một đại gia tộc duy trì rồi. Vấn đề không chỉ như vậy. Hàn Tuyết Tùng đột nhiên thông minh lên đến, nói, Tần gia phản chiến, hội để chúng ta vị hoàng thượng kia cảm thấy thái tử năng lực không bằng đại hoàng tử, đến thời điểm tâm lý cán cân bất công. Mà một khi thái tử rơi bại, Tần gia đầu nhập đại hoàng tử là không có việc gì, nhưng chúng ta Hàn gia, tất nhiên sẽ bị đại hoàng tử thanh toán. Nghe lấy Hàn Tuyết Tùng những lời này, mấy người ngược lại là nhìn cao thứ nhất mắt. Còn có một điểm, Cố Trường Thanh đột nhiên mở miệng nói, chương 477, còn nhìn. Hàn Tuyết Tùng không khỏi hỏi, ân công ý gì? Cố Trường Thanh chân thành nói, phía trước Tần Nguyên Hóa liên thủ với Cổ Nguyệt Tâm giết ngươi, thái tử ngầm đồng ý là một chuyện, còn có một điểm. Tần Nguyên Hóa có lẽ cũng là tại lợi dụng Cổ Nguyệt Tâm, diệt trừ ngươi cái này thiên kiêu, đồng thời để Hàn gia cùng thái tử thời gian sản sinh hiềm khích. Như vậy, thái tử tay bên trong quyền thế càng nhỏ, đại hoàng tử phần thắng càng lớn. Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi phản ứng qua đến, sắc mặt khó coi. Thái tử thua, chết rồi, hai huynh muội căn bản không quan tâm. Từ thái tử ngầm đồng ý Tần Nguyên Hóa cùng Cổ Nguyệt Tâm, có thể dùng giết chết Hàn Tuyết Tùng lúc, lẫn nhau ở giữa liền không có tình nghĩa. Có lẽ thái tử hiện tại còn nghĩ đến, Hàn Tuyết Tùng chết rồi, đem trách nhiệm giao cho đại hoàng tử, để Hàn gia càng khăng khăng một mực đâu. Nhưng thái tử ngã, Tần gia quy thuận đại hoàng tử, kia Hàn gia làm sao đây? Hàn Tuyết Vi mở miệng nói, linh quật chuyến đi kết thúc, cần trở về gia tộc, nói cho tộc lão nhóm này sự tình, sớm tính toán. Biết đến tin tức này sau, Hàn Tuyết Tùng cùng Hàn Tuyết Vi lộ ra tâm sự nặng nề. Ngừng. Đột nhiên, Bùi Chu Hành ra hiệu mấy người ngừng xuống, mở miệng nói, Đường Thanh Mị dừng lại. Không bao lâu, một đám tám người, tạ giúp cái này một mảnh đồi núi địa thế, lặng lẽ mò đi lên. Rất nhanh, chỉ gặp phía trước đồi núi ở giữa, một mảnh đất lõm bên trong, Đường Thanh Mị thân ảnh ngừng xuống, thần sắc lộ vẻ lo lắng chờ đợi. Không bao lâu thời gian, một đám hai mươi mấy người từ chỗ xa lao vùn vụt tới. Đầu lĩnh một vị thanh niên, nhìn đến Đường Thanh Mị đứng ở nơi đó, lập tức phi thân đến gần. Thanh Mị, Nguyên Minh, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhanh bước chạy vội tới cùng nhau, khẩn ôm chặt ôm. Ngọa tào, thấy cảnh này Hàn Tuyết Tùng, con mắt trừng lớn. Đường Thanh Mị có thể là cùng đại hoàng tử Cổ Dận có hôn ước, danh định chính thê. Cái kia thanh niên là người nào? Văn gia Văn Nguyên Minh, hiện nay 28 tuổi, thiên phú cũng không tệ, sớm liền đến đạt linh anh cảnh. Văn gia thuộc về đại hoàng tử bộ hạ, hắn còn dám cho đại hoàng tử đội nón xanh, ngưu. Cố Trường Thanh tán thán nói. Lúc này, Văn Nguyên Minh cùng Đường Thanh Mị khẩn khẩn ôm nhau, lẫn nhau muốn dung đối phương giống như. Hàn Tuyết Tùng chật chật nói, Cổ Dận nếu là biết rõ chính mình bị đội nón xanh, không biết rõ hội sẽ không đem Văn Nguyên Minh đồ. Sẽ không.
Hàn Tuyết Vi liền nói ngay, hắn so thái tử càng có bao dung tâm, vì hoàng vị, cái gì đều có thể dùng nhẫn. Văn Nguyên Minh dù sao cũng là văn gia dòng chính, thiên phú lại tốt, đại hoàng tử liền tính muốn giết hắn, cũng sẽ là chính mình đăng cơ sau. Mấy người lặng lặng quỳ rạp trên mặt đất nhìn. Thanh Mị. Văn Nguyên Minh ôm lấy ngực bên trong giai nhân, lo lắng nói, dọa sợ ta còn xem là gặp không đến ngươi. Đường Thanh Mị nhị nhãn như tôi nói, Thành Thúc bị giết, bị cái kia Cố Trường Thanh giết chết rồi. Cố Trường Thanh, đúng. Đường Thanh Mị liền nói ngay, hắn đã tới linh anh cảnh hóa anh trung kỳ, liền trúc anh hậu kỳ đều có thể chém giết. Lời vừa nói ra, Văn Nguyên Minh lập tức nói, đi, cùng ta cùng đi gặp Tam Thúc. Ngươi cùng với Văn Minh Lễ. Ừm. Văn Nguyên Minh mở miệng nói, Tam Thúc hiện nay cùng Thanh Huyền Đế Quốc, Hoàng Thất Bình Nguyên Vương Thanh Vân Giang tại cùng nhau, chúng ta phát hiện một tòa cổ thành, có một chút phát hiện, ta dẫn ngươi đi. Nghe nói, Đường Thanh Mị do dự nói, có thể là, ta vừa gặp đến ngươi, như là lại đi gặp bọn hắn, chúng ta lại phải trang làm không nhận thức. Lời này vừa nói ra, Văn Nguyên Minh cũng là nội tâm run lên. Chờ tương lai, ta nhất định mang ngươi trốn khỏi cổ linh đại lục, lưu lạc thiên hạ. Ừm. Văn Nguyên Minh nhìn lấy đi theo mà đến mười mấy người, bàn tay vung lên. Cái kia vốn là đưa lưng về phía hai người mười mấy tên hộ vệ, ngay lập tức từng cái tản ra. Văn Nguyên Minh bàn tay nhẹ nhẹ nâng lên Đường Thanh Mị hàm dưới, thâm tình nói, Thanh Mị, ta biết rõ. Hai thân ảnh, địa vì sàng, thiên vì bị, dây dưa đến cùng nhau. Cái này, nơi xa che giấu cực tốt tám người, chính mình lúng túng xoay người lại. Vô sỉ, đê tiện, ác tâm, thấp giọng chửi mắng không ngừng vang lên. Chỉ có Hàn Tuyết Tùng cùng Bùi Chu Hành hai người, thủy chung gục ở chỗ này, nhìn không chuyển mắt nhìn. Còn nhìn, Hàn Tuyết Vi vỗ vỗ đại ca bả vai, quát, muốn điểm mặt đi. Hàn Tuyết Tùng lại là nói, ta cái này không phải lo lắng, cũng không nhìn, bọn hắn xong sự tình, trực tiếp chạy, chúng ta đều không biết rõ. Ngươi ngược lại là còn rất cẩn thận đâu. Hàn Tuyết Vi liền nói ngay, có Bùi công tử nhìn chằm chằm, không cần ngươi. Được a. Hàn Tuyết Tùng lúc này chuẩn bị ép xuống thân đến, có thể lùi về một nửa, lại là thân thể khẽ giật mình. Nhanh trở về à? Không cần. Cái gì? Kết thúc. Cái gì kết thúc rồi? Hai người bọn họ à? Hàn Tuyết Tùng chỉ nơi xa. Lúc này, đồi núi đất lõm chỗ, Văn Nguyên Minh cùng Đường Thanh Nghị hai người, đã mặc y phục. Cái này cũng quá nhanh. Hàn Tuyết Tùng thầm nói, Đường Thanh Nghị thích hắn cái gì? Thích hắn nhanh. Cái này sự tình không phải càng lâu càng tốt sao? Một bên. Khương Nguyệt Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Hàn Tuyết Vi vỗ vỗ đại ca, trừng mắt liếc. Rất nhanh, Văn Nguyên Minh cùng Đường Thanh Mị thu thập thỏa đáng, mang theo hai mươi mấy người, rời đi đồi núi, lại lần nữa xuất phát. Bùi Chu Hành lúc này nói, vừa mới linh tước nghe đến tin tức, Văn Nguyên Minh mang Đường Thanh Mị đi một tòa cổ thành, Văn gia Tam gia Văn Minh Lễ tại, còn có Thanh Huyền Đế Quốc Bắc Nguyên Vương Thanh Vân Giang cũng tại. Thanh Vân Giang, nghe đến cái này danh tự, Cố Trường Thanh lông mày nhíu lại, đi. Một đám tám người, lại lần nữa đi theo. Bất quá nửa ngày, phía trước mênh mông vô bờ bình nguyên đại địa bên trên, chỉ gặp một tòa cổ thành, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ xa nhìn lại, cổ thành cũng không cao lớn, cách đất kiến trúc cao nhất cũng bất quá mấy trượng. Mà lại từ xa nhìn lại, thành tường bất quá cao khoảng một trượng, cho người cảm giác cực kỳ cổ quái. Rất nhanh, Văn Nguyên Minh cùng Đường Thanh Mị hai người mang theo hai mươi mấy người nhảy lên một cái, tiến vào cổ thành bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chờ thời gian một nén nhang sau, tám người cái này mới đến gần cổ thành, từ một phương hướng khác tiến vào cổ thành. Một vào cổ thành, mấy người lúc này mới phát hiện, cũng không phải tòa cổ thành này rất thấp, mà là cổ thành gần như hơn một nửa độ cao, đều rơi vào thổ địa phía dưới. Đến cổ thành bên trong, có thể dùng nhìn đến, cả tòa cổ thành liền giống là một tòa trong lòng đất cung điện, chỉ có đầu trên cực ít một bộ phận lộ ra. Trước xem tình huống một chút lại nói, tám người rơi vào cổ thành bên trong, lựa chọn một tòa lầu cát. Tiến vào trong đó, làm sơ chỉnh đốn. Văn gia Tam gia Văn Minh Lễ, linh anh cảnh thành anh sơ kỳ cảnh. Hàn Tuyết Tùng mở miệng nói, gia hỏa này tại chúng ta cổ linh đại lục bên trên, cũng là nổi danh cường giả. Cù Tiên Y mở miệng nói, Bắc Nguyên Vương Thanh Vân Giang, linh anh cảnh trúc anh hậu kỳ, thực lực cũng không kém. Đã như vậy, chúng ta mà tại chỗ này trong bóng tối tìm kiếm nhìn, tòa cổ thành này có huyền cơ diệu. Cố Trường Thanh đánh nhịp nói, lão Bùi, ngươi lại bắt mấy con chỗ này sinh tồn tiểu linh thú. Chú ý bọn hắn động tĩnh, như là có cơ hội, xử lý trước mấy cái. Tốt. Một đám tám người chỉnh đốn tốt về sau, liền là tại cổ thành bên trong lặng lẽ tìm tòi. Mà lúc này, cổ thành bên trong, một tòa cung điện đại điện trước. Văn Nguyên Minh mang theo Đường Thanh Mị đi đến đại điện bên trong, chỉ gặp đại điện bên trong tụ tập mấy người. Bên trái một người,
dáng người thon dài, thân thể khỏe đẹp cân đối, nhìn lên đến hơn 40 tuổi, chính là Thanh Huyền Đế quốc Bắc Nguyên Vương Thanh Vân Giang. Bên phải một người, râu dài bồng bềnh, khí chất nho nhã, chính là Văn gia Tam gia Văn Minh Lễ. Tam thúc, Văn Nguyên Minh nhìn hướng Văn Minh Lễ, liền nói ngay, ta được đến đường Thanh Mị tiểu thư cầu cứu, liền dẫn người đem hắn tiếp đến. Văn Minh Lễ nhìn chính mình chất nhi, lại nhìn một chút đường Thanh Mị, đáy mắt có lấy quét một cái vẻ không vui. Nhưng rất nhanh, hắn liền là thu hồi cái này một tia biểu tình, nhìn hướng đường Thanh Mị, cười ha hả ân cần nói, Thanh Mị, không có việc gì à. Đa tạ văn tiền bối quan tâm, ta không có việc gì, có thể là thành thúc hắn chết. Đường Vinh Thành. Văn Minh Lễ trên mặt tiếu dung khẽ giật mình. Chương 478, Cửu Hiền Thành. Vâng. Đường Thanh Mị sắc mặt bi thống nói, thành thúc, hắn là bị Cố Trường Thanh giết chết. Nhìn đến đường Thanh Mị trên mặt vẻ bi thống, nghĩ đến vừa mới đường Thanh Mị tại vào trong ngực mình điềm đạm đáng yêu hình thái, Văn Nguyên Minh chỉ cảm thấy có chút tâm viên ý mã. Hắn rất ưa thích Thanh Mị cái này dáng vẻ kẹt cỡm bộ dạng, dù là biết rõ là giả vờ, cũng để hắn yêu vào nội tâm. Người nào? Một bên, Thanh Vân Giang đột nhiên quát to một tiếng, nói, ngươi nói là người nào? Là người nào giết đường Vinh Thành? Thanh Vân Giang đại vượt bước đi đến đường Thanh Mị thân trước, một mặt không thể tin nói, Cố Trường Thanh. Cái nào Cố Trường Thanh? Đường Thanh Mị bị Thanh Vân Giang cái này tư thái giật nảy mình. Một bên Văn Nguyên Minh vội vàng nói, chính là các ngươi Thanh Huyền Hoàng thất điểm danh muốn giết cái kia Cố Trường Thanh. Không khả năng. Thanh Vân Giang đột nhiên kích động lên, sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét, thế nào khả năng, tuyệt không khả năng. Văn Minh Lễ nhìn đến Thanh Vân Giang như này kích động, vội vàng nói, Mây Giang huynh, đừng muốn tức giận. Thế nào có thể không tức giận? Thanh Vân Giang đột nhiên quát, người này bất quá 16 tuổi mà thôi, đã là linh anh cảnh hóa anh trung kỳ, còn có thể chém giết đường Vinh Thành cái này các loại trúc anh hậu kỳ cường giả. Hắn giết ta hoàng thất nhiều ít tử đệ. Ngươi để ta thế nào có thể không kích động? Nhìn lấy đột nhiên táo bạo lên đến Thanh, Vân Giang, mấy người cũng là nội tâm thổn thức. Không đến 17 tuổi linh anh cảnh, phóng nhãn cổ linh đại lục phía trên, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trọng yếu nhất là, Cố Trường Thanh chiến lực phi phàm. Cái này dạng một cái uy hiếp, cho dù ai cũng hội cảm giác như nghẹn ở cổ họng, khó trở xuống nuốt. Đáng ghét, đáng ghét. Sớm biết như đây, ngay từ đầu liền là liều lĩnh giết hắn. Ngay từ đầu các ngươi như là cảm thấy hắn có lớn như vậy có thể chịu. Đã sớm đem nhân ra bóp chết, bây giờ nói cái này loại nói nhảm, có cái gì ý nghĩa? Qua một hồi lâu, Thanh Vân Giang vừa rồi trở nên bằng phẳng. Văn huynh, là ta thất thố. Thanh Vân Giang chắp tay, thở ra một hơi nói, thực tại là, cái này Cố Trường Thanh. Rất đáng hận. Không quan trọng. Văn Minh Lễ mở miệng nói, bất quá là khó giết chút mà thôi, chung quy còn là có thể giết chết. Thanh Vân Giang lập tức nói, ta phải đem này tin tức chuyển lại cho ta bát ca, để hắn có đề phòng. Được. Chờ đến Thanh Vân Giang chuyển ra tin tức, Văn Minh Lễ lần nữa nói, người này thực lực để thăng, ta các loại cũng nên tìm kiếm cơ duyên của mình, tăng thực lực lên, như này vừa rồi tốt giết hắn. Cái này tòa Cửu Hiền Thành, hơn phân nửa là cốt tư linh dưới trướng Liễu Hưng Hiền lưu chỗ. Văn Minh Lễ nhìn lấy đại điện, nói năng có khí phách nói, cốt tư linh lúc đó là Ly Hỏa Tông 8 đại trưởng lão một trong, nàng tọa kỵ đệ tử, mỗi một vị đều là Ly Hỏa Tông bên trong thiên chi kiêu tử nhân vật. Cái này Liễu Hưng Hiền, trời sinh thánh thể, cực vì phải, mà cơ duyên xảo hợp, được đến một môn bí thuật, tên vì phần tâm kinh. Cái này phần tâm kinh, nghe nói pháp môn độc đáo, là dùng hỏa luyện tâm, ngâm tâm tráng thể nội tình. Phần tâm kinh, Thanh Vân Giang thần sắc lóe lên. Này môn công pháp, như là phối hợp dung hợp đặc biệt hỏa diễm, uy năng cường đại, cụ thể huyền diệu, ta không hiểu nhiều lắm. Nhưng là năm đó, cái này Liễu Hưng Hiền, vừa vào huyền thai, không có thi triển bất kỳ cái gì linh quyết thuật pháp. Một quyền đấm chết chính vị cùng cảnh giới huyền thai cường giả, có thể nói kinh thế hãi tục. Từ này có thể nhìn đến, cái này phần tâm kinh rất cường đại. Thanh Vân Giang ngạc nhiên nói, như này cường đại, Ly Hỏa Tông lại là không có đem cái này phần tâm kinh thu hồi. Tông môn rất nhiều cao tầng ngược lại là nghĩ, có thể một đến Liễu Hưng Hiền thiên phú tốt, tiềm lực lớn, tông môn tổng không đến mức cướp một cái thiên kiêu thu hoạch cơ duyên a. Thứ hai, hắn sư phụ có thể là 8 đại trưởng lão một trong cốt tư linh, cốt tư linh không gật đầu, ai dám bức bách? Cái này tòa lục cấp linh quật, tuy là tại Thanh Huyền Đại Lục bên trong phát hiện, có thể đối linh quật cụ thể hiểu, ngược lại là cổ linh vương triều người biết càng nhiều. Hơn 2.000 năm trước, cốt tư linh không biết vì cái gì phản bội Ly Hỏa Tông, rồi sau đó rất nhiều năm thời gian, không có tin tức. Trước mắt, cái này tòa lục cấp linh quật xuất thế, may mà Ly Hỏa Tông cũng không biết, bằng không, nào có người ta sự tình. Cái này cốt tư linh thực lực thông thiên, khó có thể tưởng tượng, nàng tọa kỵ mấy vị đệ tử, càng là không tầm thường.
Cốt Nhất Thăng, Lý Huyền Không, Nguyên Thanh Tuyết, Liễu Hưng Hiền. Nói đến chỗ này, Văn Minh Lễ thở dài nói, đều là người ta có thể nhìn không thể đến hạng người a. Thanh Vân Giang lập tức nói, nếu như thế, để cho thủ hạ phân tán tìm kiếm đi. Ừm. Hai người rất nhanh thống lĩnh mỗi cái tâm phúc, từng cái tản ra. Cả cái Cửu Hiền Thành, nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như trước không đợt, có thể tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra kinh thiên phân tranh. Cùng một thời gian, cổ thành bên ngoài Bắc Môn, một đám mấy thân ảnh, lặng yên không một tiếng động đến gần. Một người trong đó, đi đến kia cửa thành phía dưới, bàn tay nhẹ khẽ vuốt qua cổ thành vách tường, mắt bên trong quét một cái tinh quang lấp lánh. Sẽ không sai, Cửu Hiền Thành, Liễu Hưng Hiền. Này người một thân màu đen áo dài, dáng người thẳng tắp, mày rậm mắt to, toàn thân khí tức tràn đầy. Doãn sư huynh, kia. Phần tâm kinh nhất định tại chỗ này rồi. Hắn phía sau một thân ảnh đi lên phía trước, kích động không thôi nói. Hơn phân nửa là. Hắc y thanh niên bàn tay nhẹ khẽ vuốt qua thành tường, lẩm bẩm nói. Theo năm đó Cốt Tư Linh mang theo mấy vị đệ tử rời đi ta Ly Hỏa Tông. Đã 1-2 ngàn năm thời gian a. Ai có thể nghĩ, bọn hắn đám người kia lại là chết hết, lưu lại linh quật, thế mà hội là tại cái này Thanh Huyền Đại Lục lên. Một vị khác dáng người nở nang nữ tử đi lên phía trước, mỉm cười nói, Doãn sư huynh là có đại khí vận người. Đúng vậy a. Một vị khác thanh niên một mặt nịnh nọt nói, như không phải như đây, tin tức này, liền tông môn cao tầng đều chưa được đến, ngược lại Doãn sư huynh biết rõ đâu. Hắc y thanh niên cười cười, Nghiêm Phi, Chu Viện, các ngươi hai người từ gia nhập Ly Hỏa Tông sau, liền là đi theo ta, hiện nay cũng đều là nội tông đệ tử. Hắc y thanh niên chân thành nói, cái này lần, biết đến Cốt Tư Linh lưu lại cái này tòa lục cấp linh quật, ta có thể là người nào đều không có, chỉ mang mấy người các ngươi. Nghiêm Phi lập tức khom người nói, Doãn sư huynh đại ân đại đức, Nghiêm Phi nhất định dùng chết tương báo. Chu Viện cũng là khẽ nhà hương thơm, mỹ ý như tơ nói, đa tạ Doãn sư huynh. Hắc y thanh niên tiếp theo nói, này phiên, chúng ta muốn cũng không chỉ là phần tâm kinh, bao gồm Cốt Tư Linh lúc đó từ tông môn bên trong mang đi thanh mộc long ấn, cần phải cầm lại. Một ngày thành công, được đến tông môn ban thưởng, ta các loại đều có thể xếp hạng chân truyền, thật là phải tông chủ ưu ái, thành vì tông chủ thân truyền, tương lai địa vị, lên như diều gặp gió. Mấy người nghe nói, đều là nhiệt huyết sôi trào. Một vị đệ tử lúc này mở miệng nói, có thể cái này linh quật mở ra. Những ngày này chúng ta tiến đến sau, có Thanh Huyền Đại Lục, Cổ Linh Đại Lục Vũ Người, thậm chí còn có một chút Thiên Nguyên Đại Lục, Thái Hư Đại Lục võ giả đều tại chỗ này hiện thân. Sợ cái gì? Nghiêm Phi nghe nói, liền nói ngay, cái này vài tòa đại lục bên trên, tối cường giả bất quá huyền thai cảnh mà thôi, cái này linh quật bên trong một cái không có. Bọn hắn đa số bất quá là linh anh cảnh, mà nhiều là hóa anh, trúc anh cấp bậc. Chúng ta mấy vị, có thể đều là Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử, đều là linh anh cảnh, còn sợ bọn hắn? Không sai. Chu Viện cũng là cười nói, cái này đám đồ nhà quê, cùng vì linh anh cảnh, ta một cái người có thể dùng giết bọn hắn 10 cái. Hắc y thanh niên khoát tay một cái nói, một đám gà đất chó sành mà thôi, không cần lo lắng, ai dám ngăn chúng ta, giết là được. Vâng, vâng. Lời nói rơi xuống, mấy người hướng lấy cổ thành bên trong từ từ mà bay. Mà thời khắc này, cổ thành nội bộ, một tòa rộng rãi cung điện bên trong, Cố Trường Thanh, Khương Nguyệt Thanh mấy người, quay quanh tại cung điện trung ương một tòa đỉnh lô chung quanh, mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Chương 479, Ly Hỏa Tông đệ tử. Nguyên bản một đám mấy người tại cổ thành bên trong, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, tận lực trước phòng ngừa cùng Văn Minh Lễ, Thanh Vân ra người chạm mặt. Một phiên lục soát xuống đến, đại đa số địa phương đều là vắng vẻ không có gì. Ngẫu nhiên gặp đến một chút đặc biệt địa phương, tìm đến một chút đan dược, binh khí cái gì. Hoặc là giá trị không lớn, hoặc là thời gian quá lâu, đã sớm hủ hóa. Cũng liền đến cái này một tòa quy mô còn tính hùng vĩ cung điện, tỉ mỉ tìm kiếm một vòng, không thu được gì. Có thể đại điện trung ương cái này tòa đỉnh lô, lại là phá lệ kỳ lạ. Cái này đỉnh lô nhìn lên đến rơi đầy hạt bụi, hai tai lại là sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Mà lại một ngày đến gần, đỉnh lô liền là hội nhẹ run rẩy run, phát ra ông thanh âm. Mấy người thử nghiệm một lần, lại không thể dung chuyển đỉnh lô chút nào. Hàn Tuyết Tùng gãi gãi đầu nói, sẽ không phải, cái này đỉnh lô là cái gì cơ quan a? Cùng tòa cổ thành này có cái gì mật thiết liên hệ? Như là cơ quan, tổng không thể liền cái này một cái. Nguyên Tự Hành cũng là nói, chúng ta còn là cẩn thận một chút đi, như là dẫn tới Văn Minh Lễ cùng Thanh Vân Giang quan chú, phiền phức liền lớn. Đúng lúc này, Bùi Chu Hành đột nhiên nói, cẩn thận một chút, có người đến. Cố Trường Thanh nhìn mấy người một mắt. Cù Tiên Y, Hàn Tuyết Tùng các loại rất ăn ý tứ tán mở đến. Hoặc là ẩn tàng tại cột đá sau, hoặc là giấu tại trên xà nhà, bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Không bao lâu,
hai thân ảnh, cẩn thận từng ly từng tí, hướng lấy đại điện bên trong mà tới. Chu Quân, ngươi nói chúng ta cái này lần thật có thể tìm tới phần tâm kinh sao? Trong đó một vị hơi lộ ra buồn bã thanh niên nhìn thoáng qua vắng vẻ đại điện, rồi sau đó nhốt lên cửa điện, nói, cũng không biết rõ Duẫn Tu thật nói thật hay giả. Thế nào? Ngươi hoài nghi Doãn Sư Huynh gạt chúng ta. Tạ Bàn Tử, ngươi trực tiếp đi hỏi Doãn Sư Huynh a. Ngươi cái này không phải nói bậy sao? Ta kia dám hỏi. Tạ Bàn Tử vội vàng nói, cái này không phải chúng ta hai người lén lút tán gẫu sao? Nghe đến lời này, Chu Quân lập tức cười nói, được rồi, chớ nghĩ đông nghĩ tây, cố gắng tìm. Liền tính phần tâm kinh tìm không thấy, có thể kia Liễu Hưng Hiền là người thế nào? Đã từng chúng ta Ly Hỏa Tông bên trong nhất có thiên phú người một trong, hơn nữa còn là huyền thai cảnh cường giả, hắn vật lưu lại, cho dù là nhét kẽ răng, cũng đủ chúng ta hai người kiếm một món hời. Được a. Tạ Bàn Tử gãi gãi đầu. Tạ Bàn Tử, ngươi nhìn. Đột nhiên, Chu Quân thần sắc vui mừng, ánh mắt đệ nhất thời gian chú ý, tới đại điện trung tâm lẳng lặng xúc định kia tôn đỉnh lô. Cái này là... Tạ Bàn Tử vây quanh đỉnh lô dạo qua một vòng, không khỏi nói, chúng ta Ly Hỏa Tông đặc hữu rời văn viêm đỉnh. Ta biết rõ. Chu Quân liền nói ngay, ta biết rõ, biết rõ. Tòa cổ thành này, nhất định là còn có mặt khác, rời văn viêm đỉnh luôn luôn là làm vì trận pháp phong cấm trận nhãn. Cái này Liễu Hưng Hiền, thật là nhân tài a. Tại cái này linh quật bên trong lưu lại cái này một tòa cửu hiền thành, còn thi triển chứng nhãn pháp. Chu Quân lập tức nói, đi, nhanh đi tìm Doãn Sư Huynh. Trong cổ thành này như cái này rời văn viêm đỉnh, khẳng định có 9 cái. Ừm. Hai người vừa quay người lại, sau lưng một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tiếp theo khủng bố hai quyền, trực tiếp oanh ra, oanh, oanh, trong nháy mắt. Hai thân ảnh trực tiếp bị oanh kích lùi lại, quằn quại tại địa ở giữa, tiên huyết phun ra, sắc mặt ảm đạm. Đã phát hiện chúng ta, liền đừng giả vờ không biết. Cố Trường Thanh từng bước một đi hướng hai người, nói, các ngươi là Ly Hỏa Tông đệ tử. Hai người kia quằn quại trên mặt đất. Mắt nhìn Cố Trường Thanh đến gần, dù là nhổ máu, có thể vẫn y như cũ là vừa sải bước ra, chính mình tay cầm đao phủ, hướng lấy Cố Trường Thanh đánh tới. Đúng lúc này, Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi hai huynh muội một trái một phải thẳng hướng tiến đến. Bành, bành, trầm thấp bành hưởng tiếng bộc phát ra. Bốn người một chiêu cứng đụng, Chu Quân cùng Tạ Bàn Tử hai người thân ảnh lùi lại, có thể Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi hai huynh muội cũng là bước chân lùi lại mấy phần. A. Cái này, từ bốn phía ẩn núp vị trí đi ra Cửu Tiên Y, Nguyên Tự Hành, Bùi Chu Hành cùng với Khương Nguyệt Thanh, Thân Đổ Mạn, đều là biểu tình kinh ngạc vô cùng. Cố Trường Thanh thực lực, bọn hắn có thể là rất rõ ràng. Hai người này chịu Cố Trường Thanh một quyền, không có chết, có lẽ là Cố Trường Thanh thu lực, cái này ngược lại không có cái gì. Có thể hai người hiển nhiên là Hóa Anh sơ kỳ cảnh giới. Bị thương tình huống dưới, cùng Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi hai huynh muội cứng đối cứng một kích. Huynh muội này hai người thế mà chỉ là nhìn lên đến có yếu ớt ưu thế. Liền là Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn hắn có thể là Hóa Anh trung kỳ, đối mặt thụ thương Hóa Anh sơ kỳ, không nói một chiêu kích sát đi, ít nhất là tuyệt đối nghiền ép. Liền tính là đối mặt Cổ Linh Vương triều bên trong rất nhiều Hóa Anh hậu kỳ, bọn hắn khẳng định cũng có thể đánh bại. Có thể hai người này, Ly Hỏa Tông, Cố Trường Thanh lẩm bẩm nói, Thái Sơ vực bá chủ. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra. Cũng không phải là Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi yếu, mà là cái này Chu Quân, Tạ Bàn Tử hai người, thân vì Ly Hỏa Tông đệ tử, thực lực rất mạnh. Cố Trường Thanh vừa mới ra quyền, là tồn lấy đem hai người đánh cái gần chết thoi thóp, lại tra hỏi một phiên. Có thể hai người thực lực, hiển nhiên rất mạnh. Các ngươi là người nào? Chu Quân sắc mặt âm trầm, cầm đao dưới bị nói, ta các loại là Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử, các ngươi như là làm ẩu. Ít nói điểm nói nhảm. Cố Trường Thanh trực tiếp ngắt lời nói, hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì. Nhìn lấy Cố Trường Thanh, Chu Quân mắt bên trong có lấy một tia kiêng kỵ, cuối cùng gật gật đầu. Các ngươi là Ly Hỏa Tông đệ tử. Ta là Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử Chu Quân, hắn là Tạ Leo. Cố Trường Thanh nói thẳng, Ly Hỏa Tông tại Thái Sơ vực chỗ nào? Cự ly chỗ này chỉ ít 10 vạn dặm, tại Thái Sơ vực phương Bắc. Các ngươi là thế nào biết rõ tin tức, đi đến Thanh Huyền Đại Lục? Chu Quân nói thẳng, là Duẫn Tu thật. Duẫn Tu chân ý bên ngoài biết đến Thanh Huyền Đại Lục có một tòa linh quật mở ra, có thể hắn thế nào biết rõ là cốt tư linh lưu lại linh quật, chúng ta cũng không biết rõ. Hắn tại tông môn bên trong tìm đồng bạn, chúng ta được tuyển chọn, cùng hắn cùng nhau, cũng là đến chỗ này mới biết, chỗ này là cốt tư linh lưu lại linh quật. Duẫn Tu thật, Cố Trường Thanh âm thầm ghi nhớ cái này danh tự. Các ngươi là chạy hướng cốt tư linh mà đến. Chu Quân vội vàng nói, cốt tư linh, đã từng là chúng ta Ly Hỏa Tông 8 đại trưởng lão một trong. Sau đó phản bội tông môn, không biết tung tích. Lúc đó, hắn phản bội chạy trốn mà đi, mang đi Thanh Mộc Long Ấn.
Thanh Mộc Long Ấn. Đúng, kia là một kiện linh binh, liên quan to lớn. Cốt Tư Linh lại là Thái Sơ vực Ly Hỏa Tông 8 đại trưởng lão một trong. Vậy chỉ sợ là, không chỉ là huyền thai cảnh cái kia đơn giản đi. Cố Trường Thanh Tha có hứng thú nói, các ngươi Ly Hỏa Tông đệ tử, đều như các ngươi hai người cái này thực lực. Tự nhiên không phải. Chu Quân bình tĩnh nói, hai người chúng ta đều là tông môn nội tông đệ tử, có thể thành vì Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử, phải 30 tuổi trước, thành vì Linh Anh cảnh mới được. Nghe nói, tại chàng mấy người đều là thần sắc ngẩn ngơ. Thanh Diệp học viện có thể nói là Thanh Huyền Đại Lục học phủ cao nhất, hội tụ cả cái Thanh Huyền Đại Lục bên trong thiên chi kiêu tử. Dù vậy, Thanh Diệp học viện yêu cầu là 30 tuổi đến nguyên đan cảnh, liền có thể thành vì nội viện đệ tử. Phía trước đại gia đều cảm thấy, cái này một yêu cầu, không khỏi quá hà khắc. Có thể cùng Ly Hỏa Tông tương đối, căn bản không tính cái gì. Vậy các ngươi Ly Hỏa Tông tông chủ là cảnh giới nào? Cố Trường Thanh hỏi ra, đại gia đều nghĩ biết đến một cái vấn đề. Chương 480, người nào cùng ta cướp, người đó liền phải chết. Chu Quân nghe nói, chỉ cảm thấy Cố Trường Thanh muốn hỏi vấn đề, đều không phải cái gì hạch tâm bí mật. Những này tin tức, tại góc độ của hắn nhìn đến, đều là mọi người đều biết. Mắt thấy Chu Quân không có mở miệng, một bên Tạ Leo vội vàng nói, đương đại tông chủ, đã sớm là thông huyền cảnh đại năng. Thông huyền cảnh, huyền thai cảnh về sau một cái cảnh giới sao? Như thế nói đến, kia 8 đại trưởng lão cũng là thông huyền cảnh rồi. Tự nhiên, cái này lần mở miệng hỏi thăm là Hàn Tuyết Tùng. Hàn Tuyết Tùng không khỏi nói, các ngươi đến Linh Anh cảnh, liền là nội tông đệ tử, kia liền là Ly Hỏa Tông cao nhất thân phận đệ tử rồi. Tự nhiên không phải. Tạ Leo lại là nói, nội tông, ngoại tông, nội môn, ngoại môn 4 đẳng cấp, trừ cái đó ra, còn có cao nhất thân phận địa vị, là chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử. Phải là cái gì cảnh giới mới có thể thành vì chân truyền đệ tử? Nếu như có thể tại 30 tuổi trước đến huyền thai cảnh, có thể thẳng vào chân truyền. Tạ Leo chân thành nói, trừ cái đó ra, như là tại Linh Anh cảnh thể hiện ra thiên phú rất tốt, tu hành thiên phú, luyện đan thiên phú, luyện khí thiên phú các loại đều có mặt. Một ngày bị 8 đại trưởng lão nhìn chúng, hoặc là bị tông chủ nhìn chúng, thu vì đệ tử, liền là trực tiếp tấn thăng vì chân truyền đệ tử. Từ trong miệng hai người nghe đến những này tin tức, mấy người có thể nói là nhận to lớn xung kích. Huyền thai cảnh, có thể thành chân truyền. Tại mỗi cái đại lục thời gian, huyền thai cảnh đã là tối cường giả. Như thế nói đến, Ly Hỏa Tông cái này một vực bá chủ, thông huyền cảnh vì đỉnh, kia là hoàn toàn siêu việt mỗi cái đại lục nhất cấp bậc. Vừa mới các ngươi hai người nói cái này Ly Văn Viêm đỉnh, là cái gì? Cố Trường Thanh hỏi lần nữa. Cái này Ly Văn Viêm đỉnh bản thân liền là ngũ phẩm linh khí, là cực kỳ thích hợp làm vì trận pháp trận nhãn bên trong trấn áp đồ vật. Tạ Leo vội vàng nói, đến phía trước, chúng ta nghiên cứu qua, lúc đó Liễu Hưng Hiền, liền cực kỳ ưa thích dùng Ly Văn Viêm đỉnh làm vì trận pháp trấn áp đồ vật. Vì lẽ đó, chúng ta cảm thấy, trong cổ thành này nhìn lên đến cái gì đều không có, nhưng là nhất định còn có một phiên thiên địa. Nghe đến cái này lời nói, mấy người nhìn xem kia đỉnh lô. Nguyên Tự Hành mở miệng nói, trận nhãn không phải chỉ một chỗ, có 9 chỗ. Chu Quân vội vàng nói, cần 9 chỗ trận nhãn. Toàn bộ mở ra, mới có thể mở ra trận pháp phong cấm, để tòa cổ thành này thể hiện ra chân dung tới. Như thế nào mở ra? Cố Trường Thanh lần nữa nói. Cái này, chúng ta không biết rõ. Chu Quân lắc đầu nói, Doãn Tu Chân hẳn phải biết, trước khi hắn tới liền biết rõ cái này là Cốt Tư Linh lưu lại linh quật, sớm liền làm tốt công khóa. Nghe đến cái này lời nói, Cố Trường Thanh suy tư. Ta với các ngươi, không oán không cừu. Cố Trường Thanh mở miệng nói. Vì lẽ đó, không giết các ngươi, ta thả các ngươi trở về, các ngươi tìm tới Doãn Tu Chân, đừng muốn quên mất nói cho hắn. Trong tòa cổ thành này, còn có cổ linh đại lục văn gia Văn Minh Lễ, hắn đã là thành anh sơ kỳ. Đồng thời, còn có Thanh Huyền đại lục Hoàng Thất Thanh Vân Giang, hắn đã là trúc anh hậu kỳ. Hai người này, thân một bên chí ít còn có 40-50 vị võ giả đi theo, các ngươi cẩn thận đi. Nghe đến Cố Trường Thanh thế mà muốn thả bọn hắn, Chu Quân cùng Tạ Leo hai người mặt lộ vẻ khó tin. Ngươi thật muốn thả chúng ta? Ta nói, người ta không oán không cừu, ta giết các ngươi làm cái gì? Cố Trường Thanh nói thẳng, phía trước đối các ngươi hai người xuất thủ, là sai xem là các ngươi là Văn Minh Lễ cùng Thanh Vân Giang người mà thôi. Mang lấy lo lắng bất an tâm tình, Chu Quân cùng Tạ Leo hai người từng cái rời đi. Thật thả à? Hàn Tuyết Tùng gãi gãi đầu nói, giết được rồi. Không cần thiết. Cố Trường Thanh nói thẳng, cái này Ly Văn Viêm đỉnh vì trấn áp đồ vật phong cấm. Chúng ta không biết như thế nào mở ra, đã phát hiện chỗ này, chẳng bằng để Doãn Tu Chân biết rõ chỗ này, mở ra phong cấm. Đồng thời, cũng để bọn hắn một nhóm người biết, trừ chúng ta, còn có một nhóm càng mạnh người tại chỗ này. Hắn như là cái người thông minh, nên biết rõ tại ý tứ. Như là cái không thông minh,
đến thời điểm tái chiến, trước mắt cần thiết mở ra cái này gọi là phong cấm, nhìn cổ thành chân chính bộ dáng. Hàn Tuyết Tùng nhếch miệng cười nói, nghe ngươi, mấy người hôm nay đã sớm qua quen thuộc để Cố Trường Thanh đến quyết định. Chúng ta trước đi. Rất nhanh, mấy người rời đi đại điện, bất quá cũng chưa đi xa, mà là lựa chọn một tòa khác lầu cát, nhìn xa xa đại điện. Bất quá thời gian một nén nhang, mấy thân ảnh quay trở lại, kia đầu lĩnh một vị thanh niên, khí phách phấn chấn, lúc này mắt bên trong có lấy mấy phần nộ khí. Biết đến chính mình người bị đánh cho một trận, thả trở về, Doãn Tu Chân rất tức giận. Đến đại điện, nhìn đến Ly Văn Viêm đỉnh, Doãn Tu Chân cũng không để ý, mà là ánh mắt nhìn phía trước, khẽ nói, chạy rồi. Vắng vẻ đại điện, lại không Cố Trường Thanh tám người tung tích. Doãn Sư Huynh, kia Chu Quân mở miệng nói, cái kia thiếu niên lang nhìn lên đến 16-17 tuổi, hóa anh trung kỳ, thực lực rất mạnh. Bọn hắn đều là Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử, đối mặt mỗi cái đại lục bên trên võ giả, nghịch cảnh mà chiến căn bản không phải vấn đề. Có thể cái kia Cố Trường Thanh chỉ là một quyền, liền để hai người đều bị thương. Để ta gặp đến bọn hắn, nhất định giết bọn hắn. Doãn Tu Chân nhìn hướng Chu Quân cùng Tạ Leo, trấn an nói, khổ cực các ngươi. Đúng lúc này, Doãn Tu Chân bên cạnh người Nghiêm Phi mở miệng nói, Doãn Sư Huynh, ta cảm thấy, kia đám gia hỏa, là tại lấy lòng, ồ, nói nghe một chút. Nghiêm Phi lập tức nói, từ Chu Quân cùng Tạ Leo hai vị sư đệ nói, kia đám người ngay từ đầu là tính toán giết bọn hắn, có biết rõ chúng ta là từ Ly Hỏa Tông mà đến, thả bọn hắn, lại để cho hai vị sư đệ chuyển cáo những lời kia. Có lẽ là những người kia, cảm thấy tại chỗ này liền tính phát hiện cái gì chí bảo, cũng không tranh nổi kia Thanh Vân Giang cùng Văn Minh Lễ, chẳng bằng nói cho chúng ta tin tức này. Có lẽ, có thể cùng bọn hắn hợp tác đâu. Nghe đến cái này lời nói, một bên khác Chu Viện lại là cười nói, còn có một loại khác khả năng. Những người kia là cố ý thả Chu Quân cùng Tạ Leo, cáo chi chúng ta những này tin tức, để Doãn Sư Huynh mở ra phong cấm, đồng thời, cũng nghĩ để chúng ta cùng Thanh Vân Giang, Văn Minh Lễ kia nhóm người chém giết, bọn hắn ngồi ngư ông đắc lợi. Chu Viện lời nói rơi xuống, Doãn Tu Chân gật đầu nói, có lý. Đã như vậy, mà xem bọn hắn hội sẽ không liên hệ chúng ta đi. Doãn Tu Chân cười nhạo nói, nếu quả thật nghĩ hợp tác với chúng ta, chưa chắc không thể, chúng ta cùng nhau đem kia cái gì Thanh Vân Giang, Văn Minh Lễ mấy người giết, sau đó lại đem bọn hắn tám người chảm. Cái này cử hiền thành bên trong hết thảy, người nào cùng ta cướp, người đó liền phải chết. Nghe đến cái này lời nói, Nghiêm Phi cùng Chu Viện đều là mặt lộ mỉm cười. Bọn hắn đối Doãn Tu Chân thực lực có thể là rất tin tưởng. Doãn Tu Chân lập tức nói, các ngươi vì ta hộ pháp, ta đến mở ra cái này chỗ phong cấm điểm. Vâng, ừm. Rất nhanh, mấy vị Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử lần lượt tản ra. Doãn Tu Chân đi đến kia Ly Văn Viêm đỉnh trước. Liễu Hưng Hiền, Phần Tâm Kinh, người nhất định phải ở lại chỗ này a. Doãn Tu Chân ánh mắt hưng phấn, hai tay thời gian, linh văn lượn lở, hóa thành một cái lại một cái phù chú, rồi sau đó một tiếng ầm vang, quay đến kia Ly Văn Viêm đỉnh hai tay phía trên, oanh. Khoảnh khắc ở giữa, Ly Văn Viêm đỉnh hai tay quang mang lóe lên, cả cái thân đỉnh tại thời khắc này căng phồng lên tới. Tiếp theo, một trận vù vù tiếng vang triệt. Khoảnh khắc ở giữa, cả cái Cửu Hiền Thành, cái khác tám cái phương hướng, đột nhiên có lấy một đạo phóng lên tận trời trăm trượng quang trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chín đạo quang mang, hô ứng lẫn nhau. Doãn Tu Chân lập tức mang theo mấy người lao vùng vụt mà lên, đi đến đại điện đỉnh, nhìn lấy phương xa. Ta đặc biệt điều tra qua Liễu Hưng Hiền phong cấm thủ pháp, cái này cổ thành bên trong, tuyệt đối có một nơi bị che lấp, không có hiển hóa ra chân dung tới. Doãn Tu Chân ngữ khí khẳng định nói, chín chỗ trận nhãn, dẫn động một chỗ, cái khác tám chỗ tự hội hiển hóa, cái này chín chỗ trận nhãn hội chỉ dẫn ra bị che giấu địa phương. Chỗ kia, tất nhiên liền là Liễu Hưng Hiền chân chính cất giữ chí bảo địa phương. Doãn Tu Chân nói chuyện ở giữa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chín đạo quang mang. Đột nhiên thời khắc, chín đạo phóng lên tận trời quang mang, trong nháy mắt, chỉ dẫn hướng một cái phương hướng. Tại chỗ kia, chỉ gặp chín đạo quang mang xen lẫn đến cùng nhau, rồi sau đó từ trên trời giáng xuống, chỉ hướng trong đó một tòa tháp cao, kia tháp cao, nhìn lên đến bất quá cao mấy trượng, có thể làm quang mang chiếu xuống sau, tháp cao lại là đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 481, cùng hắn so, ngươi cũng không xứng. Oanh long long. Cách lấy cách xa mười mấy dặm, vẫn y như cũ có thể dùng rõ ràng nhìn đến, kia cao mấy trượng xích hồng thân tháp, lên cao không ngừng. Thẳng đến cuối cùng, đỏ tháp từ dưới mặt đất chạy ra, lẳng lặng xúc định tại thành bên trong trăm trượng không trung vị trí. Bốn phía chín đạo quang mang, cùng đỏ tháp tương liên, to lớn đỏ tháp cái đáy, phóng xuất ra đạo đạo quang mang, bao phủ một phiến khu vực. Đi! Doãn Tu Chân vừa sải bước ra, cười lạnh nói, kia tháp cao, mới là tòa cổ thành này huyền bí chỗ, cái khác đều là không tốt.
Doãn sư huynh. Nghiêm Phi vội vàng nói, còn có cái khác người. Thì tính sao? Doãn Tu Chân cười nhạo nói, ta ngược lại là muốn nhìn, ai dám cùng ta tranh. Nói, Doãn Tu Chân vừa sải bước ra, phi thân mà đi. Nghiêm Phi cùng Chu Viện mấy người nhìn nhau, chỉ có thể theo sau. Mà cùng một thời gian, Thanh Vân Giang cùng Văn Minh Lễ chính mang người tại cổ thành các nơi phân tán tìm kiếm, đột nhiên nhìn đến trời sinh dị tượng, đỏ tháp thật cao bay lên, lập tức một kinh. Hai người rất nhanh thống lĩnh số lớn nhân thủ tụ hợp đến cùng nhau. Văn huynh, ngươi nhìn. Thanh Vân Giang kinh ngạc nói, cái này là có người cũng tại cái này cửu hiền thành bên trong. Văn Minh Lễ lãnh đạm nói, lần này các ngươi Thanh Huyền đại lục các đại gia tộc phân ra nhân vật, tối cường cũng liền là cùng ta, thành anh sơ kỳ cấp bậc, không cần phải lo lắng. Đi, đi nhìn nhìn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai người thống lĩnh lấy mấy chục vị linh anh cảnh, nguyên đan cảnh cấp bậc võ giả, cũng là hướng lấy đỏ tháp mà đi. Cùng lúc, trên nhà cao tầng, Cố Trường Thanh tám người lẳng lặng chờ đợi. Cái này Doãn Tu Chân, quả nhiên so với chúng ta càng hiểu cái này địa phương. Bùi Chu Hành nhếch miệng cười nói, như là hắn cùng Thanh Vân Giang, Văn Minh Lễ gặp đến, đánh lên đến, vậy chúng ta liền chiếm tiện nghi lớn. Nào có kia sao tốt sự tình. Cù Tiên Y lãnh đạm nói, đều không phải người ngu, không thấy tốt, đánh lên đến tính sự tình gì. Tám người đi xuống lầu cao, hướng lấy thành bên trong lặng yên không một tiếng động âm thầm vào. Rất nhanh, Doãn Tu Chân mang theo mấy vị đồng môn đệ tử, đến đỏ tháp phía dưới. Quả nhiên, Thanh Vân Giang, Văn Minh Lễ hai người cũng mang theo mấy chục người tại lúc này đi đến. Hai phương nhân mã gặp gỡ, lẫn nhau ở giữa thần sắc giới bị. Nghiêm Phi thấp giọng nói, hẳn là tám người kia nói Thanh Vân Giang, Văn Minh Lễ bọn hắn. Doãn Tu Chân quan sát kia mấy chục người, mắt bên trong quét một cái xem thường chợt lóe lên. Nhìn lên đến chiến trận rất lớn, có thể đại bộ phận đều là nguyên đan cảnh võ giả. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Đúng lúc này, Thanh Vân Giang cùng Văn Minh Lễ cũng là dò xét lấy Doãn Tu Chân mấy người. Mấy người kia nhìn lên đến, không giống như là Thanh Huyền đại lục võ giả, cũng không phải Cổ Linh đại lục vũ người. Không lẽ là đến từ Thiên Nguyên đại lục, hoặc là Thái Hư đại lục, Tây Lương đại lục. Các ngươi nghe tốt. Doãn Tu Chân nói thẳng, ta là Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử Doãn Tu Chân, cái này địa phương, là ta phát hiện mở ra. Doãn Tu Chân vừa mở miệng, liền là trấn trụ Thanh Vân Giang cùng Văn Minh Lễ, Ly Hỏa Tông đệ tử, đây chính là tuyệt đối thiên chi kiêu tử a. Văn Minh Lễ lập tức cười ha hả chắp tay nói, chư vị, chúng ta cũng là ngẫu nhiên gặp đến tòa cổ thành này, tiến đến thử thời vận. Doãn Tu Chân nhìn đến Văn Minh Lễ rất khách khí, liền nói ngay, tháp này ta nhìn chúng, các ngươi cút đi. Lời vừa nói ra, Văn Minh Lễ trên mặt tiếu dung cứng đờ. Thế nào? Doãn Tu Chân nhìn đến hai người đứng bất động, không khỏi cau mày nói, chẳng lẽ, hai vị cảm thấy, còn có thể cùng ta đấu một chàng hay sao? Doãn Tu Chân đứng chắp tay, một cổ cường hoành khí tức bắn ra. Thành anh sơ kỳ, Văn Minh Lễ thần sắc run lên. Hắn cũng là thành anh sơ kỳ, nhưng nếu là nói cùng Doãn Tu Chân so tài một chút ai mạnh ai yếu, hắn thật không có nắm chắc. Thế nào? Nghĩ cùng ta cướp. Doãn Tu Chân cười nhạo nói, các ngươi cũng xứng. Không trách Doãn Tu Chân cuồng vọng, mà là đánh đáy lòng bên trong. Hắn liền là mạnh không lên những này mỗi cái đại lục bên trong linh anh cảnh võ giả. Chớ nhìn bọn họ thường ngày bên trong tại chính bản thân mình địa bàn bên trên, được người xưng hô cường giả, cự đầu, trên thực tế thả tới Ly Hỏa Tông bên trong, cái rắm cũng không bằng, mà lại, cùng vì linh anh cảnh, lẫn nhau đến linh anh cảnh đi đường căn bản đều không giống. Hắn sử dụng đan dược, tu hành võ quyết, đều so những này người mạnh một bậc. Sở dĩ còn có thể nói mấy câu, cũng liền là lười nhác động thủ. Đồng thời, Doãn Tu Chân biết rõ còn có một nhóm người bí mật quan sát, bởi vì vậy hắn cũng không vội vã động thủ. Hắn cũng không có ý định nói cho Thanh Vân Giang cùng Văn Minh Lễ, có một nhóm người ẩn núp, muốn đối phó bọn hắn. Không cần thiết, kia đám giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, cũng bất quá là rác rưởi. Ngược lại, Thanh Vân Giang cùng Văn Minh Lễ không biết rõ những người kia tồn tại, thời khắc mấu chốt, bọn hắn hai phương đụng đến đánh lên đến, mới có ý tứ. Liền kia mấy cái không dám lộ diện ra hỏa, còn nghĩ coi hắn là thương dùng. Nằm mơ. Tiểu ra ta không có cái gì nhẫn nại. Doãn Tu Chân bàn tay một nắm, thành anh sơ kỳ cường hoành khí tức bắn ra, khẽ nói, không cút, kia liền chết. Lời này vừa nói ra, Văn Minh Lễ lúc này cười ha hả chắp tay nói, chư vị đừng muốn tức giận, đã là chư vị Ly Hỏa Tông Thiên Kiêu nhìn chúng chỗ này, chúng ta tự nhiên nên nhường, cái này rời đi. Nói, Văn Minh Lễ không có bất kỳ cái gì quyến luyến, quay người mang theo mấy chục người sải bước rời đi. Lúc này đi rồi, thật là không có gan. Chu Viện một mặt cười nhạo nói, nhìn thấy sao? Doãn Tu Chân cười lạnh nói, những này đại lục bên trên võ giả, gặp đến chúng ta, kia liền là chuột thấy mèo, căn bản không cần thiết cùng bọn hắn động thủ.
Nghiêm Phi mấy người, lần lượt gật đầu. Bọn hắn cũng là không cảm thấy Doãn Tu Chân cuồng vọng, suy cho cùng, Doãn Sư Huynh có cái này thực lực. Tại Ly Hỏa Tông bên trong, Doãn Tu Chân thực lực liền là rất mạnh. Phóng nhãn mỗi cái đại lục bên trên, liền tính là thành anh trung kỳ, hậu kỳ cấp bậc cường giả, cũng không khả năng là Doãn Tu Chân đối thủ. Chúng ta đi. Doãn Tu Chân lúc này mang theo mấy người, đằng không mà lên, từ đỏ tháp cái đáy, tiến vào đỏ trong tháp, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Văn Minh Lễ mang theo Thanh Vân Giang mấy người rời đi. Tam thúc, liền cái này đi rồi. Văn Nguyên Minh chỉ cảm thấy biệt khuất. Mấy cái Ly Hỏa Tông đệ tử mà thôi, đối bọn hắn như này vênh mặt hất hàm sai khiến, thực tại đáng ghét. Nếu không đâu. Văn Minh Lễ thản nhiên nói, kia Doãn Tu Chân cũng là thành anh sơ kỳ, ta tự đánh giá không phải là đối thủ. Bên cạnh hắn kia mấy cái đều là linh anh cảnh, còn đều là Ly Hỏa Tông đệ tử. Các ngươi căn bản không phải đối thủ. Văn Nguyên Minh khó hiểu nói, liền cái này chắp tay nhường cho rồi. Dĩ nhiên không phải. Văn Minh Lễ hử lạnh một tiếng, Ly Hỏa Tông vì Thái Sơ vực bá chủ, xác thực là cường đại, đừng nói ta Văn gia, liền là cổ linh hoàng thất cũng không so được lên. Có thể ta Văn gia, cũng có thể cùng Thái Sơ vực bá chủ Vạn Thú Tông đáp lên quan hệ. Chỉ là mấy cái Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử, mũi vểnh lên trời, thật xem là chỗ này là Ly Hỏa Tông thế lực phạm vi bao trùm đâu. Nghe đến này lời nói, Văn Nguyên Minh lập tức hưng phấn lên. Phía trước ta đã được đến tin tức, Đường gia tứ gia Đường Ngôn An liền muốn đến. Văn Minh Lễ liền nói ngay, còn có chúng ta Văn gia khách khanh Trúc Văn San, cũng tại trên đường chạy đến. Cái này hai vị, đều là thành anh sơ kỳ cảnh giới, chúng ta ba cái thành anh sơ kỳ, còn đối phó không được hắn một cái. Tốt! Văn Nguyên Minh hưng phấn nói, ta nhìn kia tiểu tử phách lối kình, liền là hận không thể đồ hắn. Ngươi có thể làm. Văn Minh Lễ quát lớn, hắn nhìn lên đến liền 20 mấy tuổi, có thể ngươi nhanh đến 30, mới hóa anh hậu kỳ. Tại chúng ta Văn gia, ngươi thiên phú là đỉnh tốt, có thể tại Ly Hỏa Tông, ngươi lại tính cái gì? Cùng hắn so, ngươi cũng không xứng. Văn Nguyên Minh bị giáo huấn một trận, sắc mặt khó coi xuống đến. Nói đến chỗ này, Văn Minh Lễ hai tay nắm chặt, oán hận nói, chúng ta Văn gia những năm gần đây, xuất sắc nhất còn là Văn Tranh, tuổi còn trẻ gia nhập Vạn Thú Tông đáng hận. Ghê tởm bị giết. Để ta biết, là người nào giết Văn Tranh, ta nhất định đem hắn nghiền xương thành tro. Văn Tranh chết đi, Cố Trường Thanh là đem tất cả người biết chuyện đều giết, Văn gia đám người còn mà không biết, hung thủ chính là Thanh Vân Giang căm hận vô cùng Cố Trường Thanh. Mà lúc này, cách đó không xa một mảnh cung điện nóc nhà chỗ, Cố Trường Thanh tám người bò lổm ngổm, đem hết thảy thu hết vào mắt. Văn Minh Lễ cái này rút rồi. Bùi Chu Hành kinh ngạc nói, cái này lão bức đăng, cái này không có gan, cùng Doãn Tu Chân đánh một trận a, sợ hắn cái gì? Chương 482, huyết bạo hùng thú. Hàn Tuyết Tùng cười hắc hắc nói, lão Bùi, ngươi đừng gấp, cái này Văn Minh Lễ tại chúng ta cổ linh đại lục, luôn luôn là cái lão hồ ly. Một hơi này, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt xuống. Bùi Chu Hành ghét bỏ nhìn Hàn Tuyết Tùng một mắt. Có thể không phải người nào đều có thể gọi hắn lão Bùi. Trước mắt chỉ có Cố Trường Thanh có thể cái này gọi. Hắn cùng Hàn Tuyết Tùng quan hệ, có thể không có đến có thể sinh tử cần nhờ tình trạng. Vậy chúng ta bây giờ làm sao đây? Nguyên Tự Hành mở miệng, nhìn hướng Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh cười nói, lão Bùi, ngươi khống chế mấy con chim thú đuổi theo nhìn nhìn, Văn Minh Lễ có phải hay không thật muốn chạy? Tốt. Bùi Chu Hành lập tức đi tới một bên, rất nhanh liền có mấy cái sóc từ bốn phía tập hợp mà tới. Bùi Chu Hành chít chít ục ục nói vài câu, kia mấy cái sóc liền là bốn phía tản ra. Hiện nay Bùi Chu Hành cùng linh thú giao lưu càng thuần thục, ngày thường bên trong ngược lại là hiện ra không ra chỗ tốt, có thể thời khắc thế này điều khiển linh thú, tìm hiểu tin tức, su cắt tị hung, có thể nói chỗ tốt 10 phần. Cố Trường Thanh ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm hồng tháp, cao lớn hồng tháp, lẳng lặng xúc định không trung, dưới thân tháp bao phủ quang mang phạm vi bên trong, mơ hồ trong đó có lấy quỷ dị lực lượng ba động. Phần tâm kinh. Cố Trường Thanh ánh mắt từng bước sáng tỏ. Hắn thân mang xích ra địa hỏa, như là tu luyện phần tâm kinh, hẳn là rất phù hợp a. Qua gần nửa ngày thời gian. Đến rồi. Bùi Chu Hành đột nhiên nói, quả nhiên, Văn Minh Lễ không có kia sao dễ dàng vứt bỏ. Không bao lâu, đạo đạo thân ảnh quay trở lại. Dẫn đầu trừ Văn Minh Lễ cùng Thanh Vân Giang bên ngoài, còn nhiều mấy người, trong đó hai người, nhất là đặc biệt. Đường Ngôn An, Trúc Văn San. Hàn Tuyết Tùng nói thẳng, Đường Ngôn An là Đường gia tứ gia, Đường gia tộc trưởng Đường Ngôn Sơn đệ đệ. Trúc Văn San là Văn gia khách khanh, tại Văn gia nhiều năm. Hai người này đều là thành anh sơ kỳ cảnh giới. Lúc này, một đám người lại lần nữa đi đến Hồng Tháp bờ rìa. Văn Minh Lễ nói thẳng, trừ vị nhớ lấy, như là Hồng Tháp bên trong là thật có bảo vật xuất thế. Chúng ta muốn được đến, kia Doãn Tu Chân mấy người, cần phải diệt khẩu. Một ngày để những này người chạy, kia có thể là phiền phức ngập trời.
Minh Bạch, Văn Minh Lễ lần nữa nói, mấy vị kia Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử, đều là linh anh cảnh. Nguyên đan cảnh tiến vào không có ý nghĩa, các ngươi những này nguyên đan cảnh, chờ ở bên ngoài, như có cái gì biến hóa, lập tức thông chi chúng ta. Vâng, vâng. Rất nhanh, một đám hơn 50 người, cuối cùng có 14 vị linh anh cảnh, theo lấy Văn Minh Lễ, Thanh Vân Giang tiến vào Hồng Tháp, cái khác hơn 40 vị nguyên đan cảnh, cẩn thận đề phòng bốn phía. Thấy cảnh này, Bùi Chu Hành nói thẳng, phía trước Doãn Tu Chân cũng chưa nói cho Văn Minh Lễ bọn hắn, chúng ta tại chỗ này, nhìn đến kia ra hỏa cũng không nghĩ bị chúng ta làm vũ khí sử dụng, còn nghĩ để chúng ta cùng Văn Minh Lễ bọn hắn đấu một trận. Được rồi, chuẩn bị lên đường đi. Cố Trường Thanh nói thẳng, Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi, hai người các ngươi bảo vệ Hồng Tháp cái đáy, không thể để bất cứ người nào tiến vào trong đó. Cù Tiên Y, Thân Đổ Mạn, Nguyên Tự Hành, Lão Bùi, Nguyệt Thanh, các ngươi năm người, cùng ta cùng nhau, đem cái này mấy chục người giết, một cái không thể bỏ qua. Minh Bạch, không có vấn đề. Sau một khắc, 8 người tiểu đội, lập tức xuất thủ. Hàn Tuyết Tùng cùng Hàn Tuyết Vi thẳng hướng tháp cao phía dưới, trường thương một chỉ bốn phía. Các tôn tử, ra đến vậy. Ngay lập tức, đi theo Văn Minh Lễ mấy người đi đến hơn 40 vị nguyên đan cảnh cao thủ, một mặt mộng bức, giết. Cù Tiên Y, Nguyên Tự Hành mấy người, đã trực tiếp giết ra. Cố Trường Thanh đứng ở đằng xa, cầm cung cài tên, một tiễn bắn ra, âm bạo tiếng vang lên. Bành! Một thân ảnh trực tiếp bạo liệt, giao chiến bắt đầu đến nhanh, kết thúc càng nhanh. Hơn 40 vị nguyên đan cảnh, tại 8 người tay bên trong, có thể nói là hào không chống đỡ lực lượng. Làm từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã tại đất bên trên, 8 người tập hợp một chỗ. Nhìn lấy phía trên Hồng Tháp, Cố Trường Thanh mở miệng nói, đại gia cẩn thận, được. Lập tức, 8 người một đạo, cất bước tiến vào tháp cao phạm vi bao phủ bên trong. Sau một khắc, quang mang lấp lánh, tháp cao cái đáy, một cỗ cường đại lực hấp dẫn chuyển đến, trực tiếp đem 8 người kéo vào trong đó. Một trận trời đất quay cùng phía dưới, quang mang dũng động ở giữa, 8 người thân ảnh rơi xuống, lập tức thần sắc giới bị nhìn lấy bốn phía. A, Hàn Tuyết Tùng lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, cái này là tháp cao bên trong. Bốn phía là một mảnh chim hót hoa nở sơn lâm. Từ xa nhìn lại, từng cây cao mấy trượng thụ mộc, kết nối lẫn nhau, lâm ở giữa bãi cỏ hương thơm, có lấy chút hứa tiên diễm đóa hoa nở rộ. Nơi xa cao sơn nhìn lên đến bất quá khoảng trăm trượng, xanh tươi tốt. Này phiên phong cảnh, để người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ta còn xem là hội là một tầng lại một tầng tháp, không nghĩ tới là cái dạng này. Cẩn thận một chút. Cố Trường Thanh nói thẳng, càng là nhìn lên đến phong khinh vân đạm, càng khả năng nguy cơ trùng trùng. Đây cũng là 8 người hướng lấy phía trước, từ từ mà bay. Đột nhiên, Cố Trường Thanh bước chân dừng lại. Mấy người còn lại, lần lượt ngừng xuống. Luôn cảm thấy từ ngay từ đầu, chúng ta liền bị người nhìn chằm chằm. Cố Trường Thanh mở miệng nói, các ngươi đâu? Ta cũng vậy. Hàn Tuyết Tùng lập tức nói, liền giống có một đôi mắt, một mực tại xem chúng ta. Mấy người khác, lần lượt gật đầu. Thất tinh tuyệt mệnh kiếm tại tay, Cố Trường Thanh càng cảnh giác. Đột nhiên thời khắc, nhìn đâm bên trong, một trận âm phong gào thét mà ra, đám người đỉnh đầu, khoảnh khắc ở giữa tối xuống. Đến rồi, Cố Trường Thanh trường kiếm trong tay hướng thiên một chạm, xích hồng chạm. Đạo đạo kiếm khí tập hợp thành một chuôi hơn 10 trượng dài to lớn kiếm ảnh. Hướng lấy bầu trời chém tới, khanh, một đạo trầm thấp tiếng leng keng vang vọng, Cố Trường Thanh bước chân lùi lại, thể nội khí tức quằn quại, mà đỉnh đầu kia to lớn thân ảnh, cũng là hướng về phương xa rơi đi, đông, thanh âm trầm thấp bắn ra, thân ảnh to lớn rơi xuống trên mặt đất, ngũ giai linh thú huyết bạo hùng thú, Hàn Tuyết Tùng, Cù Tiên Y mấy người lập tức tản ra, triển khai xu thế, trận địa sẵn sàng, cẩn thận, Bùi Chu Hành quát, cái này các loại linh thú, ít nhất là thành anh kỳ thực lực. Không thể sơ suất. Mấy người cơ hồ đều là hóa anh kỳ, đối mặt trúc anh kỳ cường giả đều treo, càng đừng nâng thành anh kỳ. Lão Mùi, phối hợp ta, tốt. Cố Trường Thanh một câu rơi xuống ở giữa, thất tinh tuyệt mệnh kiếm quang mang lấp lánh, kiếm ý đỉnh phong ý cảnh ngưng tụ. Viêm cương chảm, lại là một kiếm, trực tiếp chém xuống, đạo đạo kiếm khi bám vào địa hỏa, tựa như lăng liệt cương phong, quét mà qua ở giữa, dẫn tới bốn phía quang mang gào thét. Bùi Chu Hành lúc này khí huyết dũng động ở giữa, linh thức từng sợi phóng thích, tuôn hướng huyết bạo hùng thú, kia huyết bạo hùng thú nhìn đến Cố Trường Thanh giết ra, hai tay một nắm, liền là có mãnh liệt kinh khí gào thét mà ra, oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng. Huyết bạo hùng thú tại thẳng hướng Cố Trường Thanh một giây lát, chỉ cảm thấy đại não một choáng, rồi sau đó liền là mạnh mẽ bị Cố Trường Thanh một kiếm chém trúng. Mấy người còn lại thấy cảnh này, đều là biểu tình khẽ giật mình. Cái gì tình huống? Phía trước bọn hắn chỉ là biết rõ Bùi Chu Hành có thể ngự thú, thật không nghĩ đến,
Đối mặt Thành Anh kỳ linh thú, Bùi Chu Hành còn có thể mê hoặc đối phương. Đây cũng không phải là đơn giản ngự thú chi đạo. Oanh! Trầm thấp oanh minh bạo phát vang vọng, Cố Trường Thanh không có lưu lại, lại lần nữa một kiếm giết ra. Một người một gấu, đột nhiên va chạm. Mỗi một lần va chạm ở giữa, Cố Trường Thanh đều là rõ ràng cảm giác đến hai tay truyền đến lực phản chấn. Cái này đại gia hỏa lực lượng bá đạo phải không tưởng nổi. Tốt tại có Bùi Chu Hành ở một bên đối đại gia hỏa này, tiến hành linh thức công kích, mê hoặc, để đại gia hỏa này nhìn lên đến khá là chật vật. Mà thời khắc này, Cố Trường Thanh cũng là cảm giác đến Thành Anh kỳ thực lực cường đại, linh anh cảnh phân vì ba đại tầng thứ. Hóa Anh, Trúc Anh, Thành Anh. Từ danh tự liền có thể nhìn ra, Thành Anh kỳ, linh anh thành hình, tất nhiên là có một tầng chất biến. Lại đến, Cố Trường Thanh nhảy lên một cái, thể nội nhuệ khí bắn ra. Thiên Nguyên Quy Hư. Một kiếm ra, đạo đạo kiếm khí tại thời khắc này tứ tán mở đến, một tia sắc bén khí tức, chớp mắt bắn ra. Đạo đạo kiếm khí, xen lẫn thành lưới, tiếp theo đáp xuống, tựa như ngàn vạn lông vũ bạo ra, chấn hướng huyết bạo hùng thú. Mà tại thời khắc này, Bùi Chu Hành linh thức mê hoặc, cũng là dũng động mà ra, oanh. Mãnh liệt khí cơ ba động, tê liệt bốn phía không khí, đập đến huyết bạo hùng thú thân bên trên. Chương 483, bản chép tay. Nơi xa, Cù Tiên Y, Hàn Tuyết Tùng mấy người cẩn thận cảnh giác nhìn lấy hai người hợp tác. Bọn hắn cho tới nay đối Cố Trường Thanh, thực lực không có một cái cực kỳ rõ ràng nhận thức. Suy cho cùng, tuy nói gặp đến địch nhân cảnh giới đề cao, có thể Cố Trường Thanh cảnh giới cũng tại đề thăng. Nhưng lúc này, chân thực nhìn Cố Trường Thanh đánh qua một tràng, bọn hắn mới chính thức minh bạch, Cố Trường Thanh trên thực tế đã sớm cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Hóa Anh trung kỳ Cố Trường Thanh, vẻn vẹn cái này một tay kiếm thuật tu hành, bọn hắn mấy người cột vào một khối cũng không phải là đối thủ. Oanh! Oanh long long! Khủng bố kiếm khí tàn phá bừa bãi chém xuống, đại địa không ngừng sụp đổ, huyết bạo hùng thú thân thể tại lúc này bị kiếm khí kéo ra đạo đạo huyết ngân. Tiên huyết tích táp rơi xuống. Huyết bạo hùng thú thân thể từng bước ngã xuống đất. Chỉ là, kia cao mấy trượng lớn thân thể, ngã tại đất bên trên, vẫn y như cũ là dãy dụa lấy, chưa từng triệt để chết đi. Cố Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, rút kiếm mà lên, lại lần nữa hướng lấy huyết bạo hùng thú chém xuống. Nhưng vào lúc này, huyết bạo hùng thú to lớn thân thể đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất, hai tay giơ lên cao cao, càng quá đầu đỉnh. Mà tại hắn song trưởng bên trên, trôi nổi mà lên một cái ngọc chát. Ý gì? Cố Trường Thanh ngừng xuống, nhìn hướng một bên Bùi Chu Hành. Bùi Chu Hành lúc này lên trước, cùng cái này huyết bạo hùng thú giao lưu. Chỉ chốc lát thời gian, đại gia hỏa này ý tứ, bọn hắn đời đời kiếp kiếp tại chỗ này, liền là gặp đi đến người, liền đem hắn chém giết, vô pháp chém giết, liền giao ra cái này bản chép tay. Cái này bản chép tay, tựa hồ là một loại lệnh tín, hắn nghe nó phụ mẫu nói, hắn phụ mẫu nghe nó ra ra nãi nãi nói. Thật giống, cùng cái này tòa tháp cao có cái gì quan hệ? Cố Trường Thanh tiếp giao thủ chát, phát hiện cũng không thể mở ra. Người hỏi nó, như hắn cái này thủ tại chỗ này linh thú nhiều sao? Bùi Chu Hành gật gật đầu, không bao lâu liền là nói, nhiều. Cũng liền là nói, mỗi một cái linh thú đều có một đạo bản chép tay, kích sát những này linh thú, mới có thể chiếm được chát. Đúng. Cố Trường Thanh nhìn mấy người, nói, đã như vậy, chúng ta tiếp tục. Cố Trường Thanh nhìn hướng cái kia thụ thương huyết bạo hùng thú, nói, ngươi đi đi. Tám người một đạo, trực tiếp xuất phát. Cũng không nhiều lúc, kia cao mấy trượng lớn huyết bạo hùng thú, lại là chậm rãi từng bước theo lấy tám người. Huyết bạo hùng thú cách mấy trượng cự ly, nhìn hướng tám người, mắt to có lấy mấy phần trong veo ngu xuẩn quang mang. Hắn muốn làm gì? Hàn Tuyết Tùng nâng thương quát, còn nghĩ đem chúng ta đều giết hay sao? Bùi Chu Hành quay người nhìn thoáng qua, nhanh bước đi đến kia huyết bạo hùng thú thân trước, nói, ngươi đi đi, bản chép tay chúng ta được đến, không giết ngươi, ngươi tiếp tục qua ngươi sinh hoạt đi. Nhìn đến Bùi Chu Hành cùng huyết bạo hùng thú câu thông, mấy người khác chỉ cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trên đời này có một loại võ giả, là ngự thú sư, bọn hắn nắm giữ lấy ngự thú chi pháp, có thể để một chút yêu thú vì mình sử dụng, thậm chí vì chính mình liều mạng. Chỉ là, như đan sư, khí sư đồng dạng, ngự thú sư cũng là muốn coi trọng thiên phú. Có chút người ra đời sau, liền có được đặc biệt thiên phú, có thể dùng cùng động vật tiến hành đơn giản giao lưu. Có thể có người, lại là không có cái này năng lực. Bùi Chu Hành tại ngự thú chi đạo bên trên, thiên phú tốt. Phía trước, Cố Trường Thanh là biết đến, gia hỏa này là thuần dựa vào chính mình cảm giác tới. Từ lần trước hắn đổ văn tranh, từ trên thân văn tranh tìm thấy được đại lượng liên quan với ngự thú loại thư tịch, giao cho Bùi Chu Hành. Bùi Chu Hành ở phương diện này, xác thực là khá có đề thăng. Rất nhanh, Bùi Chu Hành đi lên phía trước, một mặt lúng túng nói, gia hỏa này nói muốn theo ta đi. Hắn chúng nói chúng nó đời đời kiếp kiếp bị giam giữ tại chỗ này.
hắn nghĩ nhìn thế giới bên ngoài. Hàn Tuyết Tùng cười ha ha một tiếng nói, cái này là nhìn lên ngươi, hỏi nó là được cái. Lời này vừa nói ra, mấy người ánh mắt đều là nhìn hướng Hàn Tuyết Tùng. Liền là Hàn Tuyết Vi, đều là không tự chủ dịch chuyển khỏi mấy bước. Bùi Chu Hành sắc mặt cổ quái nói, ngươi vô địch. Hàn Tuyết Tùng ngược lại là không cảm thấy có cái gì. Cố Trường Thanh lập tức nói, nó như là nghĩ theo lấy, liền theo đi, được. Bùi Chu Hành quay người nhìn hướng huyết bạo hùng thú, tiếp tục câu thông. Đồng thời, Bùi Chu Hành lấy ra mấy khỏa linh đan cùng với một chút đặc biệt linh dịch, giao cho huyết bạo hùng thú. Kia huyết bạo hùng thú nuốt vào linh đan, quát xuống linh dịch, trên mặt rào rạt ra thiếu dung, đối lấy Bùi Chu Hành chắp tay thi lễ. Ai, nhìn, hắn còn hội chắp tay thi lễ rồi, có thể rồi. Hàn Tuyết Tùng cười ha ha nói, quay người mà về Bùi Chu Hành nghe đến cái này lời nói, không khỏi nói, hắn nói tại chỗ này, hắn học được một chút văn tự, đại thể bên trên hiểu rõ chúng ta nhân tộc một chút lễ nghi. Văn tự, Cố Trường Thanh lập tức nói, hỏi nó, tại chỗ nào bên trong học được. Bùi Chu Hành gật đầu. Không lâu lắm, Bùi Chu Hành liền là nói, xuyên qua cánh rừng cây này, đến phần cuối, có một mảnh tường lâm, tại chỗ kia. Tường lâm, ý gì? Bùi Chu Hành rất nhanh liền giải thích nói, hắn nói cái này thụ lâm phần cuối, là một lần lại một lần cổ lão vách tường bên trên có chữ viết. Đi nhìn, cẩn thận một chút. Bùi Chu Hành liền nói ngay, cái này sơn lâm nhìn lên đến gió cùng tú lệ, yên tĩnh tường hòa, có thể nội bộ có lấy như hắn một dạng ngũ giai linh thú rất nhiều. Một đám tám người, lại lần nữa xuất phát. Chỉ là cái này lần, nhiều chỉ gấu, kia huyết bạo hùng thú thân thể cao 6, 7 trượng, tứ chi khôi ngô, toàn thân bộ lông màu đỏ ngòm, đầu lớn, theo tại mấy người phía sau, cảm giác áp bách 10 phần. Mà Bùi Chu Hành, liền là rõ ràng trực tiếp đứng đến huyết bạo hùng thú bả vai bên trên, một người một gấu không đoạn giao lưu. Không có nghĩ đến lão Bùi thế mà tinh thông ngự thú chi đạo. Hàn Tuyết Tùng cười hắc hắc nói, ngự thú sư, có thể là so luyện đan sư luyện khí sư càng hiếm thấy. Giống cái kia Văn Tranh, một lần khống chế mấy cái thực lực không yếu hơn hắn linh thú làm giúp đỡ. Nhiều uy vũ, mấy người đã quen thuộc Hàn Tuyết Tùng dài dòng, cũng không để ý, đột nhiên thời khắc, Cố Trường Thanh bước chân dừng lại. Hậu phương Bùi Chu Hành cùng huyết bạo hùng thú cũng là thần sắc siết chặt. Phía trước, thụ lâm ở giữa có lấy một khối bằng phẳng đất đá, mặt đất lên một cái thể trạng ba trượng bên ngoài hắc sư tử, ngã chổng vó địa nằm. Lúc này, hắc sư tử hai mắt cũng là nhìn hướng một đoàn người. Ngũ giai linh thú hắc diễm hùng sư. Bùi Chu Hành mở miệng nói, lão Cố, biết rõ. Cố Trường Thanh nhảy lên một cái, trường kiếm một chảm, bá đạo kiếm khí gào thét mà ra. Đại chiến bạo phát. Cái này hắc diễm hùng sư thực lực đại thể bên trên tại Trúc Anh Kỳ, đối Cố Trường Thanh đến nói, cũng không khó đối phó. Hẹn giao thời gian một chén trà. Hắc diễm hùng sư thân thể ẩm vang ngã xuống đất, Cố Trường Thanh trực tiếp đem hắn thể nội thú hỏa nắm lấy, dung nhập xích ra địa hỏa bên trong. Đồng thời, cái này hắc diễm hùng sư thể nội, cũng phát hiện một bản chép tay, sau đó lộ trình bên trong. Gặp đến linh thú ngăn cản, Cố Trường Thanh liền là xuất thủ chém giết. Đến cuối cùng, được đến 8 bản chép tay, mỗi một bản chép tay từ bên ngoài nhìn vào đến, cơ hồ đều là giống nhau. Mà lúc này, 8 người một gấu, cũng là đi đến sơn lâm phần cuối, phía trước nhìn một cái, quả nhiên gặp đến một lần lại một lần cao lớn vách tường. Những kia vách tường tầng tầng lớp lớp, xen vào nhau xúc định, cao có hơn 10 trượng, thấp cũng có hơn 1 trượng. Chỉ là trong đó tuyệt đại đa số vách tường đã sụp đổ. Chỉ còn lại đầy đất đá vụn hạt bụi. 8 người đi vào trong đó. Rất nhanh, huyết bạo hùng thú liền là chỉ lấy trong đó một lần vách tường. Vách tường kia lên xác thực là có một ít chữ viết, thời gian quá lâu, vô pháp phân rõ. Cố Trường Thanh nhìn hướng huyết bạo hùng thú, hỏi, cái này địa phương, trừ cái đó ra, còn có cái gì đặc biệt sao? Nghe nói, huyết bạo hùng thú gãi gãi đầu, chỉ phía trước. Một đám 8 người, tiếp tục vào sâu, xuyên qua từng mặt vách tường sau. Đến hậu phương, chỉ thấy phía trước có lấy một tòa lại một tòa cao sơn. Mà cao sơn nơi chân núi vị trí, liền là bị điêu khắc ra từng cái ao hãm tiến vào cung điện. Mỗi một tòa cung điện bên cạnh, đều có một tôn cao lớn pho tượng. Nhìn thật kỹ, hết thảy 7 chiếc. 7 chiếc pho tượng, sinh động như thật. Cố Trường Thanh nhìn lấy vài tòa thạch điêu, ánh mắt run lên. Chương 484, chúng ta liên thủ đi, cái này là... Cố Trường Thanh kinh ngạc nói, cốt nhất thăng. Hắn gặp qua cốt nhất thăng còn sót lại thân ảnh, như bên trái tôn thứ nhất thạch điêu giống nhau như đúc. Giúp hắn trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá phá nguyên long đan, còn có càn nguyên tạo hóa kim đan, cùng với ngũ phẩm trấn thiên nguyên đỉnh, còn có một khỏa về hồn bích ngọc đan, đều là từ cốt nhất thăng chỗ kia được đến. Kia là một cái có chút dễ nói chuyện tiền bối. Thứ hai tôn thạch điêu, hắn cũng đã gặp, tại lơ lửng linh cảnh bên trong gặp đến Lý Huyền Không tiền bối.
đệ tam tôn Thạch Điêu, liền là một vị nữ tử, nhìn lên đến ba mươi mấy tuổi bộ dáng, phong vận mười phần, mỹ lệ làm rung động lòng người. Không gặp qua. Vị thứ tư, cũng là ở bên trong kia tôn Thạch Điêu, lại là một vị nhìn lên đến bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng thanh niên, hắn ánh mắt thâm thúy, bộ dáng tuấn lãng phi phàm. Cái này vị là Cốt Tư Linh tiền bối. Nguyên Tự Hành đột nhiên tại cái này lúc mở miệng, nói, ta tại linh quật một chỗ cổ tích bên trong, nhìn thấy qua hắn bức họa. Cái này trẻ tuổi. Hàn Tuyết Tùng kinh ngạc nói. Cốt Tư Linh đã từng có thể là Ly Hỏa Tông tám đại trưởng lão một trong, đại gia trong tiềm thức cảm thấy, này người là tóc muối tiêu, lão giả tinh thần quắc thước, nên là thiên phú cực tốt. Củ Tiên Y mở miệng nói, võ giả thọ nguyên, theo lấy cảnh giới đề thăng không ngừng gia tăng hạn mức cao nhất, như là đột phá thời gian nhanh, chân thực niên kỷ ba mươi mấy tuổi, khả năng nhìn lên đến liền mười mấy tuổi bộ dáng. Hàn Tuyết Tùng cười hắc hắc nói, ân công, ngươi sau này khẳng định chính là, trưởng đến 18 tuổi, thiên phú tốt, cảnh giới đề thăng nhanh, sau này nói không chắc liền sẽ không biến lão, vĩnh viễn 18. Mấy người không phản bác được, gia hỏa này, não mạch kín có lúc bình thường, có lúc không bình thường. Mấy người tiếp tục xem hướng vị thứ 5, vị thứ 6, vị thứ 7 ba tôn Thạch Điêu, cũng đều là không gặp qua. Như này nhìn đến, cái này 7 tôn pho tượng, ở bên trong là Cốt Tư Linh tiền bối, kia cái khác 6 tôn Thạch Điêu, là Cốt Tư Linh tiền bối đệ tử. Củ Tiên Y mở miệng nói, phía trước kia Tạ Leo, Chu Quân hai người nói, Cốt Tư Linh lúc đó là mang theo đệ tử, phản bội Ly Hỏa Tông, mà mang đi Ly Hỏa Tông Thanh Mộc Long Ấn. Cốt Nhất Thăng, Lý Huyền Không, Liễu Hưng Hiền. Cái khác ba vị đệ tử, không biết là nhân vật bậc nào a? Nếu là đều để chúng ta gặp đến liền tốt, vậy chúng ta mấy cái có phải hay không trực tiếp đến huyền thai, rời đi linh quật sau, kia liền là đại lục chi đỉnh chiến lực. Hàn Tuyết Tùng vui tươi hớn hở nói. Không thể không nói, Cố Trường Thanh cái này lần để thăng cực nhanh, xác thực là được lợi tại Cốt Nhất Thăng, tiền bối cùng Lý Huyền Không tiền bối hai người lưu cơ duyên. Dựa theo Chu Quân, Tạ Leo hai người nói, cái này vị Liễu Hưng Hiền tiền bối, phải phần tâm kinh, thiên phú cực tốt, đại gia tìm kiếm một chút đi. Ừm, được. Mấy người vừa mới chuẩn bị tìm kiếm. Đột nhiên, hậu phương thành phiến tường đá ở giữa, có lấy tiếng sột soạt tiếng bước chân vang lên. Tiếp theo, một đám 6 người, bước chân vội vàng mà tới. Kia đầu lĩnh một người, chính là tới từ Ly Hỏa Tông Doãn Tu Chân. Doãn Tu Chân mang theo dáng vẻ hơi lộ ra chật vật 5 người. Xuất hiện tại chân núi, hai phe đội ngũ gặp gỡ, lẫn nhau chính mình phòng bị. Là bọn hắn. Theo lấy Doãn Tu Chân một người lúc này cao giọng nói, Doãn Sư Huynh, liền là bọn hắn phía trước bắt ta cùng Tạ Leo. Mở miệng người, chính là Chu Quân. Có thể Cố Trường Thanh mấy người nhìn lại, nhưng lại chưa phát hiện Tạ Leo tung tích. Doãn Tu Chân đại vượt bước đi đến chân núi Thạch Bích Điêu khắc trước, ánh mắt rơi tại Cố Trường Thanh mấy người thân bên trên. Ta cái này người không yêu thích nói nhảm. Doãn Tu Chân nói thẳng. Các ngươi cùng Văn Minh Lễ, Thanh Vân Giang có thủ đúng không? Chúng ta liên thủ đi. Cố Trường Thanh tinh tế dò xét. Phía trước Doãn Tu Chân một đám tổng cộng có 8 người, hiện nay chỉ có 6 người, mà lại cái này 6 người nhìn lên đến, thiếu điểm phía trước khí phách phấn chấn. Hiển nhiên, bọn hắn gặp Văn Minh Lễ, Thanh Vân Giang mấy người, mà cũng chưa chiếm được chỗ tốt. Các ngươi gặp đến bọn hắn rồi. Cố Trường Thanh nói thẳng, vâng. Doãn Tu Chân khẽ nói. Mười mấy cái linh anh cảnh, chúng ta bị mai phục, chết hai vị sư huynh đệ. Doãn Tu Chân đánh đáy lòng bên trong xem thường Văn Minh Lễ mấy người, cũng xem thường Cố Trường Thanh mấy người. Có thể hiện tại, bách tại tình hình, hắn như là còn kia sao cao ngạo, thân một bên mấy vị trí còn phải xuất hiện tử thương. Cố Trường Thanh cười nói, tốt. Doãn Tu Chân lập tức nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Doãn Tu Chân, đến từ Thái Sơ vực Ly Hỏa Tông, là Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử. Thanh Diệp học viện đệ tử Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh mỉm cười. Vào thời khắc này, đạo đạo tường trong vách lại có tiếng bước chân vang lên, tiếp theo lần lượt từng thân ảnh từ từng mặt xúc định vách tường sau đi ra. Đầu lĩnh mấy người, chính là Văn Minh Lễ, Đường Ngôn An, Trúc Văn Sơn cùng với Thanh Vân Giang. 4 người phía sau, đi theo 10 vị đến từ mấy nhà linh anh cảnh cường giả, lúc này đằng đằng sát khí. Cố Trường Thanh, thời gian qua đi mấy tháng, lại lần nữa gặp đến Cố Trường Thanh, Thanh Vân Giang mắt bên trong có lấy khó dùng ma diệt sát khí. Bắc Nguyên Vương. Cố Trường Thanh khẽ mỉm cười nói, hồi lâu không thấy rồi. Mối thù giết con, ta phải báo, tốt. Cố Trường Thanh cười nhạo nói, kia ngươi cảm thấy, ngươi là ta đối thủ sao? Kia Đường Thanh Mị cùng những này người tụ hợp, Thanh Vân Giang nhất định là, biết rõ mình đã có thể chém giết Trúc Anh hậu kỳ cường giả sự tình. Nghe đến Cố Trường Thanh này lời nói, Thanh Vân Giang chấn động trong lòng. Cái này Vương bát đản, kém chút quên mất, hắn đã là hóa anh trung kỳ cảnh giới. Thực tại là, gia hỏa này tiến vào Thanh Huyền Đại Địa không đến thời gian 2 năm,
thủy chung còn cho người một loại sinh muộn hậu bối ảo giác, để người cảm thấy hắn bất quá như đây. Mà trên thực tế, Cố Trường Thanh cũng xác thực là rất trẻ trung, còn mà không đến 17 tuổi mà thôi. Đừng muốn phí lời. Văn Minh Lễ đã không có nhẫn nại. Văn San, ngươi cùng ta cùng nhau giết cái này Doãn Tu Chân. Ừm. Đừng Ngôn An lúc này đi ra, cười cười nói. Đã như vậy, cái này Cố Trường Thanh, liền là giao cho ta đi. Nói, Đừng Ngôn An ánh mắt nhìn về phía Cố Trường Thanh, nói. Tiểu tử, Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Nguyên Đế Quốc 12 công chúa Thiên Tịnh Nguyệt, biết rõ ngươi giết Thanh Lẫm, có thể là hận ngươi vào xương. Ta ngắt ngươi đầu người, chúng ta Cổ Linh Đại Lục cùng Thiên Nguyên Đại Lục, có lẽ có thể dùng này mở rộng một chút hợp tác đâu. Lão cẩu, Cố Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nói, thử nhìn một chút. Doãn Tu Chân lúc này cũng là quát mắng, muốn giết ta, bằng các ngươi cũng xứng. Phía trước là gặp đến Mai Phục, mà Văn Minh Lễ, Trúc Văn Sơn, Đừng Ngôn An ba vị đều là thành anh sơ kỳ, hắn bởi vì vậy biết đến. Mà bây giờ, Đừng Ngôn An đối lên Cố Trường Thanh, kia hắn lấy một địch hai, liền áp lực không lớn. Doãn Tu Chân nói thẳng, Cố Trường Thanh, ngươi chỉ cần kháng trụ Đừng Ngôn An là được, chờ ta giết hai người này, tự hội giúp ngươi. Nghe nói, Cố Trường Thanh ánh mắt biến ảo, cuối cùng cười nói, tốt. Chiến đấu lập tức bắt đầu. Nghiêm Phi, Chu Uyên mấy người, một bồn lửa giận bạo phát, hướng lấy phía trước đánh tới. Cù Tiên Y, Hàn Tuyết Tùng mấy người cũng là từng cái giết ra. Huyết bạo hùng thú. Bùi Chu Hành lúc này quát, bảo vệ tốt Khương Nguyệt Thanh. Đại Hùng nghe đến này lời nói, gãi gãi đầu, lại là bước chân lùi lại, đem Khương Nguyệt Thanh ngăn tại phía sau. Ta không có chuyện gì. Khương Nguyệt Thanh mở miệng nói, ta có sư phụ giao cho ta phòng ngự linh khí, ngươi đi giúp bọn hắn đi. Đại Hùng nghe đến này lời nói, bước chân bước ra. Bùi Chu Hành lúc này quát, ngươi làm gì? Nghe nói, Đại Hùng bước chân lùi lại, nghênh lấy Khương Nguyệt Thanh ánh mắt, gãi gãi đầu, rõ ràng một mông ngồi tại Khương Nguyệt Thanh bên cạnh người, không động đậy được nữa. Nhìn lấy bốn phía giao chiến bạo phát, Khương Nguyệt Thanh ánh mắt thủy chung là lưu lại trên người Cố Trường Thanh. Chỉ có ta không có đến linh anh cảnh, Khương Nguyệt Thanh hai tay nắm chặt lại nói, ta còn không đủ cố gắng. Có thể nàng lại thuần nhiên quên mất, tại chàng mấy vị đồng bạn bên trong, chỉ có nàng, vừa tới 16 tuổi không lâu mà thôi, oanh. Một tiếng oanh minh bộc phát ra. Doãn Tu Chân nâng bước giết ra, trực tiếp cùng Văn Minh Lễ, Trúc Văn Sơn hai đại thành anh sơ kỳ cường giả cứng đối cứng. Hắn bản thân cũng là thành anh sơ kỳ cảnh, là ly hỏa tông thiên tài, há hội e ngại hai cái lão đồ vật. Mà một bên khác, Cố Trường Thanh một kiếm chém ra, trực diện Đường Ngôn An cái này vị thành anh sơ kỳ cảnh cường giả. Hóa anh trung kỳ đối lên thành anh sơ kỳ, tuy nói phía trước cùng huyết bạo hùng thú cũng giao thủ, áp chế huyết bạo hùng thú, có thể kia là có Bùi Chu Hành phối hợp. Trước mắt là chính mình cùng thành anh sơ kỳ cảnh chân chính giao thủ, Cố Trường Thanh phải biết, đem hết toàn lực, chính mình có thể hay không chạm thành anh sơ kỳ. Xí hỏa chạm, một kiếm chém ra, sắc bén kiếm y bắn ra, đạo đạo kiếm khí bám vào địa hỏa, tê liệt bốn phía, oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bộc phát ra, từng mặt vách tường sụp đổ, hạt bụi sôi trào. Đừng Ngôn An thân ảnh lùi lại ở giữa, tay bên trong một chuôi tam tiêm lưỡng nhận đao bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước mấy trượng bên ngoài Cố Trường Thanh. Chương 485, ta cũng có thể chạm. Thật chỉ là hóa anh trung kỳ. Đừng Ngôn An ánh mắt lạnh lùng nói, dù cho tại Cổ Linh Đại Lục bên trên, như ngươi cái này, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến hai người. Cổ Giận, Cổ Lân. Cố Trường Thanh cười lạnh nói, tuy nói không gặp qua, có thể nghe các ngươi thổi một lần lại một lần, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, bọn hắn đến cùng nhiều sáng chói. Đừng Ngôn An cười nhạo nói, giết ngươi không ngại. Thật sao? Cố Trường Thanh cười nói, phía trước, Đường Minh An cũng cái này nghĩ, có thể kết quả thế nào lấy? Bị ta giết, ngươi. Đường Ngôn An nắm lấy tam tiêm lưỡng nhận đao bàn tay khẽ run lên, tiếp theo thể nội linh khí cùng linh thức lực lượng bắn ra. Tìm chết, bá. Hắn thân ảnh nhảy lên một cái, mãnh liệt sát khí bắn ra, oanh oanh oanh, hai thân ảnh, triệt để chém giết đến cùng nhau. Luận đến linh khí bạo phát, linh thức sát thương. Hiện nay Cố Trường Thanh xác thực là không so được cái này Đường Ngôn An. Chênh lệch cảnh giới tại kia bảy biện. Có thể Cố Trường Thanh kiếm ý đỉnh phong ý cảnh gia trì, kiếm pháp cao siêu cường hoành, lại là hiện ra phải phát huy vô cùng tinh tế. Thiên tuyệt chảm. Đột nhiên, Cố Trường Thanh quát khẽ một tiếng vang lên, trường kiếm trong tay phóng lên tận trời, rồi sau đó chớp mắt hàng lâm, lao thẳng tới Đường Ngôn An, oanh. Lại một lần nữa, mặt vách tường sụp đổ, Đường Ngôn An thân ảnh bị kiếm khí chấn áp rơi xuống. Có lấy tiên huyết nổ tung, thiên nguyên quy hư, thiên nguyên quy nhất chảm. Một kiếm thắng qua một kiếm bạo phát, tại cái này lúc thẳng hướng Đường Ngôn An. Rất nhanh, Đường Ngôn An hoảng sợ phát hiện, chính mình, bị áp chế.
thế nào lại như này? Tiểu tử này kiếm pháp, quá siêu tuyệt. Tuổi còn trẻ, kiếm ý đỉnh phong. Phía trước thi triển kia môn kiếm pháp, hắn còn có thể so sánh một hai, có thể sau đó thi triển hai chiêu, là cái gì kiếm pháp? Mà lúc này, Cố Trường Thanh cũng là rõ ràng cảm giác đến chính mình thực lực để thăng biến hóa. Tuy là từng đến hóa anh hậu kỳ, nhưng, kia loại lực lượng kết hợp một thể cảm giác, xác thực rất mãnh liệt. Phía trước nuốt ăn nhân nguyên linh quả, đối chính mình để thăng là to lớn. Thành anh sơ kỳ, ta cũng có thể chạm. Cố Trường Thanh nhảy lên một cái, bàn tay một nắm. Trùng nguyên phá thiên quyền. Đấm ra một quyền, mãnh liệt kình khí bắn ra. Bành. Đừng Ngôn An cũng nhịn không được nữa, một cái tiên huyết phun ra, thân thể lùi lại. Cố Trường Thanh bước chân bước ra, theo sát bên kia, tiếp cận hắn thân thể, rồi sau đó một chỉ điểm ra. Quán linh chỉ. Sắc bén chỉ kình, trực tiếp đập xuống. Có thể Đường Ngôn An kinh ngạc phát hiện, kia chỉ phong lại là lao lấy chính mình thân thể mà qua, đập hướng chính mình phía sau. Oanh! Đại địa chấn vỡ. Đường Ngôn An rơi xuống trên mặt đất, nhìn lấy phía sau ngoài mấy trượng bị oanh kích mà ra hố sâu. Biểu tình kinh ngạc. Đánh chật rồi, không khả năng. Cố Trường Thanh lúc này thân ảnh hàng lâm, trường kiếm đâm xuyên Đường Ngôn An xương bả vai, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Cái địa chỉ. Quát khẽ một tiếng vang lên, Cố Trường Thanh lại là một chỉ, điểm hướng phương xa, oanh. Bốn phía oanh long không ngừng, khói bụi cuồn cuộn. Đường Ngôn An triệt để mộng bức, ta đều bại, ngươi còn đánh đâu? Mà lại, ngươi cái này hướng kia đánh đâu? Chỉ là rất nhanh. Đường Ngôn An liền là phản ứng qua tới. Cố Trường Thanh cái này là cố ý. Bởi vì bọn hắn truy kích mà đến, Cố Trường Thanh hợp tác với Doãn Tu Chân, có thể cái này loại hợp tác, chỉ là ngắn ngủi. Như là bọn hắn chết rồi, kia Cố Trường Thanh cùng Doãn Tu Chân sẽ lập tức mỗi người đi một ngả, thành vì tử địch. Tiểu tử này, đánh bại hắn, cố ý giả bộ còn tại cùng hắn đánh, là vì mê hoặc Doãn Tu Chân. Đừng động. Nhìn đến Đường Ngôn An không thành thật, Cố Trường Thanh chuyển động trường kiếm, đồng thời một quyền đánh phía trước, dẫn ra oanh minh. Ngươi thật âm hiểm. So lên các ngươi, kém nhiều. Cố Trường Thanh nói chuyện ở giữa, trực tiếp đem Đường Ngôn An thân bên trên nhẫn chữ vật túi chữ vật lục soát đi. Tốc độ nhanh, Đường Ngôn An căn bản còn không có phản ứng qua tới. Ngươi thả ta. Đường Ngôn An mở miệng nói, ta có thể dùng mang theo chúng ta đường ra người, rời khỏi linh quật, không lại cắm tay các ngươi Thanh Huyền Đại Lục bên trên phân tranh. Trở về sau này, ta có thể dùng khuyên giải đại hoàng tử. Ngươi khuyên giải cái rắm. Cố Trường Thanh nói thẳng, lần này giúp đỡ Thanh Huyền Đế quốc kế hoạch, là các ngươi cái kia vị hoàng đế cho phép. Đại hoàng tử bất quá là thi triển kế hoạch, các ngươi Văn gia cùng Đường gia là người chấp hành. Ngươi có thể khuyên giải các ngươi cái kia vị hoàng đế thu hồi mệnh lệnh. Đường Ngôn An sắc mặt khó coi. Lại nói, Cố Trường Thanh cười lạnh nói, các ngươi cái kia vị đại hoàng tử, không phải đã vụng trộm lôi kéo Tần gia. Hắn cùng thái tử tranh đấu, ta nhìn hắn phải thắng. Giúp đỡ Thanh Huyền đế quốc thống nhất Thanh Huyền đại lục, là hắn chủ đạo đại sự, hắn thế nào khả năng đối mặt thất bại. Đường Ngôn An bị Cố Trường Thanh tỉnh táo kinh đến. Liền nói ngay, Cố Trường Thanh, ngươi đừng muốn hồ đồ, tiếp tục, ngươi không chỉ là đắc tội Thanh Huyền đại lục một nửa trở lên thế lực, cũng là đắc tội chúng ta Cổ Linh Vương Triều, phiền phức hội vô cùng. Ít nói chút đi. Cố Trường Thanh một chân dẫm tại Đường Ngôn An ngoài miệng, khẽ nói, đã đắc tội, nước đổ khó hốt. Lúc này, Cố Trường Thanh trai nhìn Đường Ngôn An nhẫn chữ vật túi chữ vật bên trong đồ vật, linh tinh ngược lại là có hơn 5 vạn khỏa, trừ cái đó ra, cũng liền là chút đan dược, binh khí thôi. Mà lúc này, Cố Trường Thanh âm thầm chú ý đến bốn phía giao chiến, tại xác định Hàn Tuyết Tùng, Cù Tiên Y mấy người không có nguy hiểm sau, hắn liền là lặng lặng chờ đợi Doãn Tu Chân cùng Văn Minh Lễ, Trúc Văn San giao thủ. Như là Doãn Tu Chân bại, hắn hội xuất thủ, giết Văn Minh Lễ, Trúc Văn San. Như là Doãn Tu Chân thắng, oanh. Nơi xa một mảnh bên trong chiến trường hỗn loạn, Doãn Tu Chân cầm trong tay một thương, đại triển thần uy, cùng hai đại thành anh sơ kỳ cường giả giao chiến. Phía trước là bị các ngươi đánh lén. Ta mới tài nghệ không bằng người. Bây giờ quang minh chính đại cùng ta đánh, các ngươi có thể làm sao? Doãn Tu Chân thể nội khí tức bắn ra, thần mằng linh giáp, khí diễm phách lối, phẫn nộ quát, chịu chết. Thời khắc này, đi theo hắn mà đến Nghiêm Phi, Chu Uyên mấy người, cũng là chiến đấu lực kinh người. Cố Trường Thanh tinh tế nhìn lấy mấy chỗ chiến trường, trong lòng càng kinh ngạc. Cái này mấy vị đều là Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử, cũng đều tại Hóa Anh Kỳ, Trúc Anh Kỳ cấp bậc. Mà mỗi một người chiến lực đều là cực mạnh mẽ. Cố Trường Thanh không thể không thừa nhận, cho dù là Cù Tiên Y, Hàn Tuyết Tùng mấy người, cùng cảnh giới hạ, cũng chưa chắc là mấy người kia đối thủ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cố Trường Thanh nắm chặt lại hai tay, không khỏi nói, võ đạo chi lộ, chậm rãi đi tới, không có cực hạn một nói, mỗi một cảnh giới muốn làm đến cực hạn viên mãn, mới có thể đi phải càng xa, càng mạnh, oanh.
trầm thấp tiếng oanh minh bộc phát ra. Một thân ảnh lui nhanh mà ra, chính là Trúc Văn San. Lúc này Trúc Văn San thân thể mặt ngoài máu tươi chảy đầm đìa, phần bụng xuất hiện một cái khoát lớn huyết động, nhìn lên đến khá là chật vật. Văn San, Văn Minh Lễ thấy cảnh này, cầm lấy một chuôi trường đao, thân ảnh lùi lại, còn nghĩ đi giúp nàng. Doãn Tu Chân cười nhạo một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra. Cẩn thận! Trúc Văn San lúc này không lui mà tiến tới, hai tay vỗ một cái, công kích trực tiếp Doãn Tu Chân. Tìm chết! Doãn Tu Chân gầm thét một tiếng, trường thương quét ngang, thổi phù một tiếng. Cùng nhau thương mang, trực tiếp lột ra Trúc Văn San cổ, tiên huyết phun ra. Mà liền tại cái này lúc, Văn Minh Lễ thể nội khí tức bạo phát, toàn lực một đao, trực tiếp cách không chém về phía Doãn Tu Chân. Phốc! Trường đao chém xuống, Doãn Tu Chân thân thể chớp mắt lùi lại, có thể chung quy chậm một bước, bị một đao chém xuống nửa cái cánh tay. Tiên huyết từ bên trái cánh tay gãy đứt ra, miệng trôi nổi mà ra. Doãn Tu Chân lại là không biết thống khổ, tay phải cầm thương, vẫn y như cũ thẳng hướng Văn Minh Lễ. Chương 486, ngươi thế nào so Thanh Lẫm còn yếu? Văn Minh Lễ căn bản không tránh, trực tiếp lấn thân mà lên, thế muốn cùng Doãn Tu Chân liều mạng. Hai người đao thương lùi tới, sát khí bắn ra. Văn Minh Lễ biết rõ, cái này Doãn Tu Chân cũng không chống được bao lâu, phía trước gia hỏa này cũng bị thương, không có kia sao nhanh khôi phục triệt để. Dù là lấy thương đổi thương, chỉ cần để Doãn Tu Chân thương thế thêm nặng, chính mình bại cũng không sao. Chỉ cần Đường Môn An đánh bại Cố Trường Thanh, qua đến viện thủ, Doãn Tu Chân chắc chắn phải chết. Này chiến tuy hội là thắng thảm, khả năng được đến chỗ này cơ duyên, tuyệt đối đáng giá. Oanh! Bốn phía tiếng oanh minh không ngừng vang lên, từng vị theo lấy Văn Minh Lễ đi đến Linh Anh cảnh cường giả bị thương, mất mạng. Thế cục hiển nhiên là đối Văn Minh Lễ một phương cũng không tốt lắm. Văn Minh Lễ không ngừng cùng Doãn Tu Chân cứng đối cứng, thân bên trên đã xuất hiện mấy đạo vết thương. Đừng Ngôn An! Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên. Văn Minh Lễ giận dữ hét, ngươi tại làm cái gì? Một cái Cố Trường Thanh mà thôi, nhanh chút giết hắn a! Đối mặt Văn Minh Lễ gầm thét, bốn phía cũng không có trả lời, chỉ có nơi xa, khói bụi cuồn cuộn, Cố Trường Thanh thỉnh thoảng truyền đến gầm thét, cùng với khủng bố oanh minh va chạm. Cố Trường Thanh, cái này khó giết sao? Lão đồ vật, đi chết đi! Đột nhiên thời khắc, Doãn Tu Chân gầm lên giận dữ, trường thương ẩm vang đâm ra, thẳng trúng Văn Minh Lễ lồng ngực. Văn Minh Lễ lại là không tránh không né, trường đao chém ngang, tại Doãn Tu Chân phần bụng vạch ra cùng nhau miệng lớn dính máu. Lão đồ vật! Doãn Tu Chân miệng bên trong tiên huyết chảy ra, quát mắng, ngươi cũng xứng cùng ta so. Trường thương rút ra. Văn Minh Lễ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng đập xuống trên mặt đất. Tam thúc! Cách đó không xa Văn Nguyên Minh thấy cảnh này, sắc mặt tái mét, tam thúc, chết, liền Văn San khách khanh đều chết. Thanh Nghị, ngươi tại chỗ nào? Văn Nguyên Minh sắc mặt hoang mang, đột nhiên ở giữa nhìn đến một mảnh sụp đổ dưới vách tường, Đường Thanh Nghị bị đè lấy. Thanh Nghị! Văn Nguyên Minh đi ra phía trước, ý đồ ôm lấy Đường Thanh Nghị, nói, ta mang ngươi đi, chúng ta đi nhanh lên. Cái này địa phương không thể chờ, Thành Anh sơ kỳ tam thúc, hắn vốn xem là vô địch, có thể thế mà sẽ chết. Làm Văn Nguyên Minh đem Đường Thanh Nghị từ dưới vách tường kéo ra lúc, cả cái người triệt để ngốc. Đường Thanh Nghị chỉ có nửa thân trên, nửa thân dưới sớm liền hóa thành bùn máu. Thanh Nghị, nhìn lấy từng bước hai mắt nhắm lại Đường Thanh Nghị, Văn Nguyên Minh nội tâm đau đớn vạn phần. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa Doãn Tu Chân, mắt bên trong đầy là hận ý. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Văn Nguyên Minh cảm thấy mình trốn không thoát, đã như vậy, không bằng oanh oanh liệt liệt chết. Nàng bàn tay một nắm, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, thẳng tắp thẳng hướng Doãn Tu Chân. Mắt nhìn Văn Nguyên Minh giết đến, Doãn Tu Chân sầm mặt lại, rồi sau đó bàn tay một vung, trường thương hướng lấy Văn Nguyên Minh đâm ra. Chỉ là một cái hóa anh cảnh, còn dám cái này thời gian chạy tới tự tìm đường chết. Dù là hắn cánh tay trái bị chạm, phần bụng miệng máu mở rộng, có thể cũng không phải một cái hóa anh cảnh có thể uy hiếp. A, nhìn lấy Doãn Tu Chân trường thương đâm ra, Văn Nguyên Minh nội tâm sợ muốn chết, có thể nghĩ đến tam thúc chết, nghĩ đến Thanh Mị chết, nghĩ đến chính mình cũng chạy không được, hắn còn là dứt khoát giết ra. Phốc, ngoài dự đoán mọi người, Văn Nguyên Minh cũng chưa chết đi, ngược lại trường kiếm trong tay, cực kỳ dễ dàng địa xuyên thấu Doãn Tu Chân lồng ngực. Mà Doãn Tu Chân tay bên trong trường thương, không biết lúc nào, đã rơi xuống trên mặt đất, liền mang theo rơi xuống tại địa, còn có Doãn Tu Chân cánh tay phải. Một chi màu đen mũi tên, trực tiếp đem hắn cánh tay phải chết chết đóng ở trên mặt đất, tiên huyết từ hắn bên phải bả vai chảy ra. Văn Nguyên Minh nâng đầu nhìn lấy Doãn Tu Chân mặt, biểu tình kinh hãi, bước chân lùi lại ở giữa, ngã nhào trên đất. Doãn Tu Chân lúc này nhìn lấy ngực kiếm, nhìn lấy chính mình cánh tay phải cánh tay chỗ máu tươi chảy đầm đìa, sắc mặt chớp mắt yếu ớt xuống đến.
Doãn sư huynh, Doãn sư huynh. Chém giết bên trong Nghiêm Phi cùng Chu Viện hai người, vội vàng lao vùn vụt tới, bảo vệ Doãn Tu Chân. Xú tiểu tử, ngươi tìm chết. Nghiêm Phi ánh mắt âm sâm, gắt gao nhìn chằm chằm Văn Nguyên Minh. Không phải hắn. Doãn Tu Chân lúc này ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái mét nói, là cái kia ra hỏa. Cách lấy bên ngoài hơn 10 trượng, khói bụi tiêu tán ở giữa, một bộ bạch y Cố Trường Thanh, lúc này hai tay thả xuống. Cố Trường Thanh, Nghiêm Phi cùng Chu Viện hai người, sắc mặt kinh biến. Tiểu tử này cùng Đường Ngôn An giao thủ, không có chết, Cố Trường Thanh mỉm cười, một chân đá ra. Đường Ngôn An thi thể tại thời khắc này rơi xuống mà đến, phịch một tiếng đập xuống trên mặt đất. Đường Ngôn An. Lúc này, Thanh Vân Giang cũng là triệt để mộng, ba đại thành anh kỳ cường giả đều chết rồi. Đường Ngôn An, càng là bị Cố Trường Thanh tự tay giết, hóa anh trung kỳ chạm thành anh sơ kỳ, thử hỏi trên Thanh Huyền Đại Lục, còn có mấy người là Cố Trường Thanh đối thủ, Thanh Vân Giang triệt để hoảng. Hắn thân ảnh một chuyển, liền là muốn trốn khỏi chỗ này. Cố Trường Thanh cũng không khách khí, cách không một tiễn, bắn về phía Thanh Vân Giang. Bành! Cách lấy mấy chục trượng cự ly, Thanh Vân Giang đón đỡ một tiễn, thể nội khí huyết quay cuồng. Cố Trường Thanh không chút nào dừng lại, một mũi tên tiếp một tiễn bắn giết mà ra. Giữa hai người, cự ly càng ngày càng gần. Cố Trường Thanh, đừng muốn khinh người quá đáng. Thanh Vân Giang dứt khoát không lại chạy trốn, mà là quay người thẳng hướng Cố Trường Thanh. Tuyệt Thiên Chỉ. Cố Trường Thanh một chỉ điểm ra, cường hoành áp bách khí tức hàng lâm, trực tiếp oanh kích đến Thanh Vân Giang thân bên trên. Bành, Thanh Vân Giang cả cái người rơi xuống trên mặt đất, một cái tiên huyết phun ra. Cố Trường Thanh lông mày nhíu lại, không khỏi nói, ngươi thế nào so Thanh Lẫm còn yếu. Ngươi. Thanh Vân Giang nghe nói, một cái tiên huyết phun ra, đã hôn mê. Cố Trường Thanh cũng không để ý tới Thanh Vân Giang, hắn chạy không được. Lúc này, Cố Trường Thanh cầm cung cài tên, phối hợp với Hàn Tuyết Tùng mấy người, đem Văn Minh Lễ các loại mang đến Linh Anh cảnh, từng cái bắn giết. Thẳng đến cuối cùng, sống đến, chỉ có Doãn Tu Chân, Nghiêm Phi, Chu Viện, cùng với dọa sợ Văn Nguyên Minh, còn có ngất đi, bị Hàn Tuyết Tùng trường thương gây ra đến Thanh Vân Giang. Cố Trường Thanh, Doãn Tu Chân Phi phải phun ra một ngụm máu nước đọng. Cười lạnh nói, không nghĩ tới ngã trên tay ngươi. Một bên, Chu Uyên quát, Cố Trường Thanh, ngươi cùng chúng ta là liên minh. Thật sao? Cố Trường Thanh nói thẳng, trước liên thủ diệt Văn Minh Lễ bọn hắn, sau đó lại giết chúng ta, cái này không phải là các ngươi ban đầu ý nghĩ sao? Lời này vừa nói ra, Chu Viện sắc mặt khẽ giật mình. Một bên, Văn Nguyên Minh đột nhiên quỳ rạp xuống đất, nhìn hướng Cố Trường Thanh, vội vàng nói, Cố Trường Thanh, không quan hệ với ta, không quan hệ với ta, ta là bị ép buộc. Ngươi văn ra hiệu trung đại hoàng tử, ngươi còn cho đại hoàng tử đội nón xanh, ngươi rất có thể à? Một bên, Hàn Tuyết Tùng nhếch miệng cười nói, cái gì? Văn Nguyên Minh sắc mặt khó coi nói, các ngươi thế nào biết rõ? Ha ha, chúng ta đều nhìn đến a. Hàn Tuyết Tùng nhếch miệng cười nói, tiểu tử ngươi còn rất nhanh, ngươi, các ngươi. Văn Nguyên Minh lập tức thẹn đỏ mặt, quát, các ngươi thế nào cái này vô sỉ? Nói nhảm nhiều quá. Hàn Tuyết Vi lên trước một bước. Kết liễu Văn Nguyên Minh, gia hỏa này sống sót căn bản không có dùng chỗ. Khương Nguyệt Thanh lúc này đứng ở một bên, vì thân đồ mạn, Cù Tiên Y, Bùi Chu Hành các loại bao lấy vết thương. Doãn Tu Chân nhìn lấy đầy đất bừa bộn, cũng biết rõ Nghiêm Phi, Chu Viện hai người không khả năng là Cố Trường Thanh đối thủ. Giết ta đi. Doãn Tu Chân cười lạnh nói, giết ta. Ngươi căn bản không biết rõ cái này thạch điêu bên trong ẩn chứa cái gì bí mật, ngươi căn bản vô pháp mở ra. Chương 487, có kết quả. Nghe nói, Hàn Tuyết Tùng một tay đem hôn mê Thanh Vân Giang hai chân đánh gãy, mà sau vứt trên mặt đất, đại sải bước ra, nói, người biết rõ đúng không? Ta đương nhiên biết rõ. Doãn Tu Chân cười lạnh nói, cái này thạch điêu liền là Liễu Hưng Hiền Lưu, chỗ này tất có đồ trọng yếu, ta biết rõ như thế nào mở ra. Kia ngươi liền nói a. Hàn Tuyết Tùng ngao ngao dặn dò, nghe đến này lời nói, Doãn Tu Chân lại là nhìn lấy ngớ ngẩn chừng Hàn Tuyết Tùng một mắt. Ha ha, ngươi còn chừng ta. Hàn Tuyết Tùng lập tức nộ khí sôi trào. Vậy theo ngươi ý tứ, ta nên làm như thế nào? Cố Trường Thanh nhìn hướng Doãn Tu Chân, trực tiếp hỏi. Doãn Tu Chân nhếch miệng cười nói, thả ta rời đi, ta tự hội nói cho ngươi như thế nào mở ra thạch điêu. Có thể là, Cố Trường Thanh chân thành nói, ta lại làm thế nào biết, ngươi nói cho ta tin tức là thật là giả đâu. Doãn Tu Chân lông mày nhíu lại. Cố Trường Thanh lập tức nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nói điều kiện với ta. Sau một khắc, Cố Trường Thanh phi thân mà ra, kia Nghiêm Phi cùng Chu Viện hai người thấy cảnh này, trực tiếp giết ra, oanh, va chạm kịch liệt hạ, hai người thân ảnh lùi lại mấy bước, hai người đều là trúc anh sơ kỳ cảnh giới, có thể đối mặt hóa anh trung kỳ Cố Trường Thanh, lại là lộ ra khó dùng chống đỡ.
Bất quá mấy chiêu cứng đối cứng về sau, hai người thân ảnh ầm vang rơi xuống đất, miệng phun tiên huyết, lập tức bị Nguyên Tự Hành thân đồ mạn kỹ thuật khóa bắt. Doãn Tu Chân ngồi bệt dưới đất, sắc mặt khó coi. Cố Trường Thanh, Doãn Tu Chân mở miệng nói, Liễu Hưng Hiền đã từng là chúng ta Ly Hỏa Tông cực kỳ xuất sắc thiên kiêu, hắn bản thân cũng là huyền thai cảnh cường giả, lưu đồ vật có giá trị không nhỏ, ngươi là thật không hứng thú sao? Ta đương nhiên có hứng thú. Cố Trường Thanh cầm trong tay Thất Tinh Tuyệt Mệnh kiếm, đi đến chu viện, Nghiêm Phi hai người bên cạnh người. Trường kiếm một chỉ Nghiêm Phi cái cổ, Cố Trường Thanh lãnh đạm nói, như thế nào mở ra thạch điêu ảo diệu? Doãn Tu Chân im lặng không nói. Cố Trường Thanh một kiếm đâm ra, Nghiêm Phi ngực tiên huyết ảo ạt chảy ra. Ngươi nếu không nói, bọn hắn hai người chắc chắn phải chết. Doãn Tu Chân vẫn y như cũ chưa từng mở miệng. Cố Trường Thanh không do dự nữa, trực tiếp một kiếm kết Nghiêm Phi tính mệnh. Một bên chu viện triệt để dọa sợ. Doãn sư huynh, chu viện mở miệng nói, ta không nghĩ chết, ta thật không nghĩ chết a. Doãn Tu Chân liền nói ngay, liền tính ta nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi ta. Nhìn đến Doãn Tu Chân không muốn mở miệng, chu viện gầm thét lên, chúng ta là tin tưởng ngươi cùng nhau đến thám hiểm, có thể là ngươi căn bản không quan tâm tính mạng của chúng ta. Doãn Tu Chân, ngươi liền là cái vì tư lợi ra hỏa. Nghe đến quát mắng, Doãn Tu Chân sắc mặt trắng nhợt. Cố Trường Thanh không do dự nữa, trực tiếp một kiếm chém giết chu viện. Tiểu tử này miệng rất cứng a. Hàn Tuyết Tùng lập tức nói, ân công, giao cho ta, bảo đảm để hắn nhổ. Được. Cố Trường Thanh xua tay, đi đến kia 7 chiếc thạch điêu trước. Hắn xác thực là không biết rõ cái này thạch điêu bên trong có cái gì bí mật có thể nói. Mà Cốt Tư Linh ra từ Ly Hỏa Tông, đã từng lại là Ly Hỏa Tông 8 đại trưởng lão một trong. Doãn Tu Chân thân vì Ly Hỏa Tông nội tông đệ tử, nghĩ đến là biết chút ít cái gì. Không bao lâu, nơi xa chuyển đến kêu thảm, kêu rên, chửi mắng các loại thanh âm. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Hàn Tuyết Tùng đại vượt bước mà đến, gãi gãi đầu. Không có kết quả. Cố Trường Thanh không khỏi hỏi. Có kết quả. Hàn Tuyết Tùng lúng túng nói, bị ta tra hỏi chết rồi. Hàn Tuyết Tùng. Nghe đến lời này, Bùi Chu Hành lúc này tức miệng mắng to, ngươi nhìn ngươi có thể làm gì. Hàn Tuyết Tùng liền nói ngay, ta cũng không nghĩ tới a, tiểu tử này yếu như vậy, cũng không có tin chính xác, nói chết liền chết. Bùi Chu Hành không tin tà, còn đặc biệt chạy tới nhìn thoáng qua. Khi thấy Doãn Tu Chân kia gần như vặn vẹo bộ dáng, Bùi Chu Hành càng là giận không chỗ xả. Mà lúc này, thạch điêu trước, Cố Trường Thanh lại là cũng không để ý tới mấy người đối Hàn Tuyết Tùng phê phán. Có lẽ Doãn Tu Chân biết đạo thạch điêu ảo diệu, có lẽ hắn cũng căn bản không biết rõ. Bất kể như thế nào, người chết liền chết. Hắn ban đầu cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, suy cho cùng, Doãn Tu Chân nhất định là biết rõ, chính mình chắc chắn phải chết, tỷ lệ lớn là sẽ không nói ra. Lúc này, Cố Trường Thanh lấy ra phía trước được đến bản chép tay, kia ngọc chất bản chép tay, nhìn không ra cái gì kỳ lạ, Cố Trường Thanh đi đến thạch điêu trước, nhẹ nhẹ thả tay xuống chát. Hào không ngoài suy đoán, không có động tĩnh gì. Nguyên Tự Hành, thân đồ mạn mấy người cũng là quan sát lấy 7 chiếc thạch điêu, ý đồ tìm ra một chút mánh khóe. Chính làm đại gia nghĩ mãi không ra thời khắc. Cố Trường Thanh bố trí tại thạch điêu trước bản chép tay, tại thời khắc này từ từ mở ra. Bản chép tay bên trong, phóng thích mà ra một luồng quang trạch, hội tụ đến kia tòa thứ 5 thạch điêu phía trên. Tiếp theo, tòa thứ 5 thạch điêu mặt ngoài vôi chóc ra, cao lớn thân thể tại thời khắc này vừa sải bước ra, rất sống động liền đứng tại mấy người trước mặt. Sống. Hàn Tuyết Tùng lúc này cầm trong tay trường thương, thần sắc cảnh giác nói. Mà kia đạo thân ảnh đứng tại 8 người thân trước, một lúc cũng là có chút thần sắc mê mang, qua một hồi lâu, hai mắt vừa rồi nổi lên quang trạch, nhìn hướng 8 người. Nguyên lai như đây. Hắn thân ảnh cao lớn, quan sát 8 người, nhàn nhạt gật đầu nói, các ngươi 8 người, ngược lại là ai cũng có sở trường riêng, bất quá, liệu có thể được đến ta cơ duyên, phải nhìn các ngươi mệnh số. Mệnh số. Hàn Tuyết Tùng lúc này vừa sải bước ra, cười ha ha nói, tiền bối, ta là bất tử huyết mạch, trời sinh mệnh tốt, khẳng định là ta được đến. Ngươi mặt thật lớn. Hàn Tuyết Vi cười lạnh một tiếng, cao lớn thân ảnh thản nhiên nói, ta là Cốt Tư Linh dưới trướng đệ tử Liễu Hưng Hiền, lúc đó sư phụ lưu lại cái này tòa linh quật, cũng là hy vọng chúng ta mấy người truyền thừa không ngừng. Kết quả như thế nào, mà nhìn chính các ngươi mệnh số. Lại nói một nửa, thân ảnh cao lớn kia tại thời khắc này lại là có chút hư huyễn. Thấy cảnh này, Cố Trường Thanh vội vàng lại là lấy ra một bản chép tay, thả tại thạch điêu trước. Tiếp theo, bản chép tay quang mang lóe lên. Liễu Hưng Hiền hư huyễn thân ảnh đem bản chép tay bên trong khuếch tán, mà ra lực lượng hấp thu hầu như không còn. Nguyên lai như này, những này bản chép tay, liền là xúc động thạch điêu lực lượng nguồn suối. Cố Trường Thanh vẫy tay một cái, còn thừa mấy quyển nhật ký từng cái bày ra mở tới.
Liễu Hưng Hiền thân ảnh đem những kia bản chép tay lực lượng hấp thu hầu như không còn. Cố Trường Thanh lại là đem từ Đường Ngôn An, Doãn Tu Trần mấy người nhẫn chữ vật túi chữ vật bên trong tìm kiếm, đến bản chép tay toàn bộ lấy ra. Cái này hẳn là có thể để cái này vị tiền bối nhiều chi chống một hồi. Cùng ta đến. Liễu Hưng Hiền thân ảnh ngưng thực mấy phần, bàn tay vung lên. Khoảnh khắc ở giữa, vách núi bên trong điêu khắc thạch điêu, từng cái tản ra, to lớn vách núi, từ ở giữa nứt ra, một đạo bạch mang, chiếu rọi bốn phương, làm cho này phương u ám thiên địa đều là biến đến sáng lên. Liễu Hưng Hiền cao lớn thân thể đi vào trong đó. Cố Trường Thanh tám người liền là cẩn thận cảnh giác đuổi theo. Dưới chân đại đạo là bạch ngọc trải liền, hai bên có lấy đạo đạo trận văn phóng xuất ra lực lượng. Cái này một phiến thiên địa, hiển nhiên tại trận pháp bảo trì hạ, khá là hoàn thiện. Rất nhanh, mấy người đi đến chỗ sâu, hậu phương bạch mang đem lối vào ngăn cản. Phía trước nhìn một cái, là một mảnh hình tròn võ tràng. Mà tại hình tròn võ tràng bốn phía, có lấy từng cái đặc biệt ngọc thạch chế tạo phòng. Cái này là ta lúc đó lưu một loại khảo nghiệm. Liễu Hưng Hiền thản nhiên nói, ta cơ duyên, như muốn được đến, các ngươi phải thích hợp, vì lẽ đó cái này không phải làm khó. Cái này địa phương có ta lưu lại linh binh, linh đan, linh quyết, cùng với một chút đặc biệt thiên tài địa bảo, còn có một chút bảo địa. Nếu như các ngươi có thể chịu đựng khảo nghiệm, tự nhiên có cơ duyên, làm bản thân lớn mạnh. Cố Trường Thanh nói ngay vào điểm chính, dám hỏi tiền bối, phần tâm kinh, có thể tại chỗ này. Chương 488, thế nào là nàng? Nghe đến Cố Trường Thanh hỏi thăm, Liễu Hưng Hiền khẽ mỉm cười nói, ngươi ngược lại là khẩu vị rất lớn. Cố Trường Thanh ngượng ngùng cười một tiếng. Liễu Hưng Hiền lập tức nói, tự nhiên là tại. Nói, hắn cao lớn thân ảnh bước vào hình tròn võ tràng bên trong. Khoảnh khắc ở giữa, đường kính trăm trượng bên ngoài hình tròn võ tràng, tại thời khắc này lan tràn mà ra từng đầu thông đạo, kia từng đầu thông đạo, đều là thông hướng từng tòa ngọc thạch chế tạo phòng, trọn vẹn trên trăm đầu. Liễu Hưng Hiền liền nói ngay, vào diễn võ trường, hiện ra chính mình tốt nhất một lần. Nếu là có thể khiêu chiến thành công, tại khiêu chiến bên trong, thi triển ra chính mình am hiểu nhất, cái này đại trận tự nhiên, mà thành sẽ vì các ngươi chọn lựa ra thứ thích hợp với mình. Lời này vừa nói ra, Hàn Tuyết Tùng liền nói ngay, kia còn lại đâu? Chúng ta tám cái người được đến tám dạng, còn lại kia nhiều đều đặt ở chỗ này không phải lãng phí rồi. Tiền bối, dứt khoát đều cho chúng ta được rồi. Nghe nói, Liễu Hưng Hiền lắc đầu nói, thích hợp các ngươi, mới là tốt nhất. Vẻn vẹn điểm này nhìn, cái này Liễu Hưng Hiền, có thể không giống Cốt Nhất Thăng dễ nói chuyện như vậy. Người nào trước đến? Liễu Hưng Hiền nói thẳng, ta đi. Đúng lúc này, Khương Nguyệt Thanh tỷ lệ trước đi ra, nói, chỉ có ta là nguyên đan cảnh, ta trước vì đại gia thử nhìn một chút. Nghe đến này lời nói, Cố Trường Thanh đi ra phía trước, hỏi, tiền bối, khiêu chiến thất bại, hội có nguy hiểm sao? Sẽ không. Liễu Hưng Hiền lắc đầu, tỷ phu, không có chuyện gì. Khương Nguyệt Thanh cười nói, ta cho các ngươi lội lội sâu cạn. Cẩn thận một chút, ừm. Khương Nguyệt Thanh vừa bước một bước vào to lớn võ tràng bên trong. Khoảnh khắc ở giữa, võ tràng bốn phía bờ rìa, ngưng tụ mà ra đạo đạo xiềng xích, tựa hồ đem nội bộ lực lượng phong cấm. Liễu Hưng Hiền lúc này đứng tại võ tràng bờ rìa, lẳng lặng nhìn, ngay sau đó. Võ tràng trung tâm, đột nhiên quanh quẩn mà ra một hư huyễn thân ảnh. Kia hư huyễn thân ảnh, tại thời khắc này từng bước ngưng thực, cuối cùng hóa thành một xinh xắn dáng người. Mà nhìn đến kia đạo xinh xắn dáng người, Cố Trường Thanh, Bùi Chu Hành, Cù Tiên Y ba người sắc mặt đều là nhất biến. Hư Diệu Linh. Bùi Chu Hành kinh ngạc nói, thế nào là nàng? Lúc này, Liễu Hưng Hiền mở miệng nói, tòa đại trận này có nhất định vấn tâm hiệu quả, lấy ra hiện đối thủ, khả năng là thân nhân, khả năng là túc địch, tóm lại là nội tâm suy nghĩ sâu xa chiến thắng. Như thế nói đến, Khương Nguyệt Thanh nội tâm suy nghĩ sâu xa chiến thắng Hư Diệu Linh. Bùi Chu Hành nhìn lấy Cố Trường Thanh, sắc mặt càng thêm cổ quái. Hai nữ tử này, có thể thật là có chút kia vị a. Võ tràng bên trong, Khương Nguyệt Thanh nhìn đến diễn hóa mà ra Hư Diệu Linh, cũng là biểu tình khẽ giật mình. Sau một khắc, Hư Diệu Linh thân ảnh một dương, trực tiếp công hướng Khương Nguyệt Thanh, oanh, giao chiến lập tức bạo phát. Cái này diễn hóa ra Hư Diệu Linh, là nguyên đan cửu trọng cảnh, cùng Khương Nguyệt Thanh đồng dạng. Cố Trường Thanh mấy người vốn cho rằng, hội là Khương Nguyệt Thanh rất nhanh rơi bại kết thúc. Suy cho cùng, Hư Diệu Linh nguyên âm đạo thể phá lệ huyền diệu cường đại, Khương Nguyệt Thanh tuy là linh lung đan tâm, có thể đan thuật cường đại, chiến lực chưa chắc. Nhưng mà ai biết, vào giờ phút này, nhị nữ tranh đấu, lại là ngang sức ngang tài. Linh lung đan tâm. Liễu Hưng Hiền một mặt sợ hãi than nói, chưa từng nghĩ, lại là hội có như này độc đáo một khỏa linh lung tâm. Tin đồn bên trong, linh lung chi tâm, có thể khai cửu khiếu, liền là trở thành chân chính cửu khiếu linh lung tâm. Tới lúc đó, tu hành võ quyết, đọc nhanh như gió, lĩnh ngộ cường đại,
thiên phú mở ra cực kỳ khoa trương. Nghe nói, Cố Trường Thanh biểu tình kinh ngạc. Điểm này, hắn cũng chưa nghe Khương Nguyệt Thanh đề cập. Mà lại, Khương Nguyệt Thanh thi triển quyền pháp trưởng pháp, cực kỳ huyền diệu, tinh xảo. Cái này là Cố Trường Thanh không có nhìn đến qua, oanh. Đột nhiên nhất khắc, tiếng oanh minh bộc phát ra. Khương Nguyệt Thanh thân ảnh lùi lại, mà đối diện Hư Diệu Linh tại thời khắc này cũng là thân ảnh lùi lại. Hai người đều là thở hồng hộc. Bành, ngay sau đó, Hư Diệu Linh thân ảnh tán loạn. Thắng rồi, đám người khó hiểu. Làm Hư Diệu Linh thân ảnh tán loạn thời khắc, hình tròn diễn võ trường ngưng tụ ra một đầu lóe lên quang trạch thông đạo. Khương Nguyệt Thanh không rõ, dọc theo thông đạo, tiến vào một tòa ngọc chất thạch ốc bên trong. Rất nhanh, Khương Nguyệt Thanh liền là quay người mà về. Muội tử, được đến cái gì rồi? Hàn Tuyết Tùng không kịp chờ đợi nói. Khương Nguyệt Thanh từ võ tràng đi ra, tay bên trong nắm lấy một cái ngọc giản. Ngọc giản mặt ngoài, có lấy vài cái chữ to, có thể thấy rõ ràng. Tuân Vũ đan giải. Liễu Hưng Hiền cười cười nói, Tuân Vũ đã từng chính là chúng ta Thái Sơ, vực một vị cực mạnh mẽ lục phẩm linh đan sư, cái này bản đan thuật ghi chép, đối ngươi là có tác dụng lớn. Đa tạ tiền bối. Khương Nguyệt Thanh mở miệng nói, ta cùng Hư Diệu Linh, hẳn là bất phân thắng bại. Xác thực. Liễu Hưng Hiền mở miệng nói, ta nói, này chỗ là phát giác các ngươi thiên phú bất kỳ cái gì phương diện thiên phú bày ra, chỉ cần thiên phú đủ, liền là hội có quỹ tặng. Khương Nguyệt Thanh lại lần nữa chắp tay. Ta đến. Đúng lúc này, Hàn Tuyết Tùng không kịp chờ đợi nói, ta bất tử huyết mạch, khôi phục lực kinh người, khẳng định đồ tốt không chỉ một dạng. Liễu Hưng Hiền cười cười nói, nếu là ngươi thể hiện ra bất đồng khác thiên phú, đồ tốt xác thực là không chỉ đồng dạng, mà lại, nếu là có thể nhiều khiêu chiến mấy lần, hội càng tốt hơn. Hàn Tuyết Tùng nghe đến cái này lời nói, càng thêm hăng hái. Hắn thân ảnh nhảy một cái, tiến vào diễn võ trường bên trong. Tới đi, để ta xem một chút, hội là ai? Nói. Hàn Tuyết Tùng phía trước, một hư huyễn thân ảnh, từng bước ngưng tụ mà ra. Làm kia đạo thân ảnh triệt để hiện ra ở đám người thân trước, sở hữu người đều là rụi rụi mắt, biểu tình ngốc trệ. Hàn Tuyết Tùng. Đột nhiên, Bùi Chu Hành hét lớn một tiếng nói, ta đã sớm biết ngươi lòng mang làm loạn, cả ngày một cái ân công hô hào, nguyên lai ngươi đối lão Cố sớm liền lòng mang địch ý. Kia ngưng tụ tại Hàn Tuyết Tùng thân trước thân ảnh, chính là Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh lúc này nhìn đứng ở chỗ kia chính mình, cũng là biểu tình cổ quái. Hàn Tuyết Tùng lại là mặt mũi tràn đầy là mồ hôi nói, ta không phải, ta không có, đừng nói bậy. Tiền bối đều nói, ngưng tụ đối thủ, là cùng chúng ta mỗi người có quan hệ, mà lại rất khả năng là đáy lòng tiềm thức muốn chiến thắng người. Bùi Chu Hành quát, ngươi còn không thừa nhận. Quả nhiên a, ngươi thật không phải cái thứ tốt. Hàn Tuyết Tùng lúc này vẻ mặt cầu xin, không khỏi nói, ta thật không có a. Ta liền là cảm thấy, ân công thực lực rất mạnh, nghĩ có một ngày có thể cùng hắn chân chính khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Không nên nói dối. Bùi Chu Hành cười nhạo một tiếng. Cùng lúc đó, giao chiến bắt đầu, oanh. Trầm thấp tiếng oanh minh bắt đầu. Hàn Tuyết Tùng lập tức thôi động trường thương, một thương đâm thẳng. Mà thân trước Cố Trường Thanh, tay bên trong vô kiếm, chỉ là dùng quyền trưởng chi pháp giao thủ. Oanh long long. Một lần lại một lần va chạm dưới, diễn biến ra Cố Trường Thanh, cũng là hóa anh trung kỳ cảnh giới. Chờ đến giao thủ đến chiêu thứ bảy. Bành. Một tiếng nổ vang truyền ra. Hàn Tuyết Tùng cả cái người cao lớn thân thể một tiếng ầm vang, đập đến võ tràng hàng rào một bên, rơi xuống trên mặt đất. Không đánh không đánh. Hàn Tuyết Tùng liên tục khoát tay nói, căn bản đánh không lại. Vào thời khắc này, võ tràng trung tâm, một con đường sáng lên, chỉ dẫn hướng một tòa phòng ốc. A, Hàn Tuyết Tùng kinh ngạc nói, bại cũng có ban thưởng. Đây thật là ngoài ý muốn chi tài a. Hàn Tuyết Tùng lúc này đứng dậy, hấp tấp đi hướng trong nhà đá. Không bao lâu, hắn thân ảnh xuất hiện, giơ cao tay bên trong một miếng gia quyển, cười ha ha nói, là một môn ngũ phẩm luyện thể pháp môn, ha 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 ha. Làm Hàn Tuyết Tùng đi ra võ tràng, hắn thân ảnh lập tức đi đến Cố Trường Thanh thân một bên, nói, ân công, ta không nghĩ tới hại ngươi, được. Cố Trường Thanh gật gật đầu. Bùi Chu Hành cười lạnh nói, ta nhìn chưa chắc. Ngươi bớt nói nhảm hai câu. Hàn Tuyết Tùng khẽ nói, nhanh đi đi ngươi, ta đối ân công chi tâm, thiên địa có thể chứng giám. Bùi Chu Hành khẽ nói, đi thì đi. Lúc này, Bùi Chu Hành đạp lên hình tròn võ tràng bên trong, lặng lặng đợi chờ mình đối thủ xuất hiện. Từ từ, võ tràng bên trong, một hư huyễn thân ảnh ngưng tụ mà ra. Mà làm kia đạo hư huyễn thân ảnh từng bước ngưng thực thời khắc, sở hữu người biểu tình đều là cổ quái. Chương 489, lòng mang làm loạn huynh đệ. A, đột nhiên, Hàn Tuyết Tùng một chỉ võ tràng bên trong, một mặt vênh mặt hất hàm sai khiến nói, a. Ngươi cái Bùi Chu Hành, ngươi cái lão lục, ngươi nói ta, ngươi có mặt nói ta.
Cố Trường Thanh là ta ân công. Kia là ngươi qua mệnh huynh đệ, cái này không phải chính ngươi nói sao? Có thể là ngươi đây. Ngươi thế mà đối chính mình huynh đệ có địch ý. Ta nhìn ngươi liền là ao ước đố kỵ hận. Vào giờ phút này, võ tràng bên trong, Bùi Chu Hành thân trước ngưng tụ thân ảnh, không phải Cố Trường Thanh, lại có thể là ai? Ngươi nói bậy. Bùi Chu Hành sắc mặt khó coi. Thế nào lại là lão Cố? Ta nói bậy. Sự thật thắng hùng biện. Hàn Tuyết Tùng lập tức nhảy dựng lên, ngào ngào dặn dò, ngươi ao ước ân công thiên phú tốt, thực lực mạnh. Ngươi đố kỵ ân công có xinh đẹp vị hôn thê, động lòng người tiểu di tử, nhu thuận tiểu muội muội. Ngươi hận vì cái gì nắm giữ cái này hết thảy là hắn không phải ngươi. Nghe đến Hàn Tuyết Tùng như này miệng lưỡi lanh lợi địa nói ra đoạn, văn này đến, mấy người chỉ chớp mắt nhìn hướng Hàn Tuyết Tùng. Gia hỏa này, ngày thường bên trong phần lớn thời gian ngốc bên trong ngu đần, cái này thời gian ngược lại là hùng biện quỷ tài rồi. Ngươi mẹ, Bùi Chu Hành giận không kềm được nói, chờ ta ra đi, đánh chết ngươi cái ba ba tôn. Lúc này, võ tràng bên trong, ngưng tụ mà ra Cố Trường Thanh, đã thẳng hướng Bùi Chu Hành, oanh, giao chiến lại lần nữa bạo phát. Cái này lần ngưng tụ mà ra Cố Trường Thanh là Hóa Anh sơ kỳ cảnh giới, cùng Bùi Chu Hành cảnh giới đồng dạng, giao chiến không ngừng bộc phát ra. Đột nhiên nhất khắc, bành, một tiếng trầm thấp bành hưởng nổ tung, Bùi Chu Hành cả cái người quằn quại đến võ tràng bờ rìa, một cái tiên huyết phun ra. Hạ thủ cái này hung ác, Bùi Chu Hành thân thể cuộn mình, sắc mặt khó coi. Cái này khá lịch sự. Hàn Tuyết Tùng đứng tại võ tràng bờ rìa chỗ, cười lạnh nói, liền là đánh chết ngươi, ngươi. Mà lúc này, võ tràng bên trong, hai đạo ngọc thạch con đường quang mang bốc lên. Hai đầu, Hàn Tuyết Tùng thấy cảnh này, lập tức không vui vẻ. Tiền bối, ta cùng Khương Nguyệt Thanh đều là một con đường, hắn thế nào hai con đường? Cái này không công bằng. Liễu Hưng Hiền cười ha hả nói, ta nói, thắng thua kết quả rất trọng yếu, có thể quá trình bên trong thể hiện ra tự thân đặc biệt, cũng rất trọng yếu. Lúc này, Bùi Chu Hành dọc theo một con đường, đi đến một tòa trong nhà đá, không bao lâu, liền là lấy ra một quyển trục. Là cái gì à? Hàn Tuyết Tùng âm dương quái khí mà nói. Ngự thú phương diện. Nói, Bùi Chu Hành lại là đi đến khác một đầu thạch đạo, tiến vào tòa thứ hai trong nhà đá. Cái này lần, thời gian lâu dài một chút. Làm Bùi Chu Hành xuất hiện, rời đi võ tràng, Hàn Tuyết Tùng lại là nói, tòa thứ hai trong nhà đá là cái gì? Dựa vào cái gì nói cho ngươi? À, Hàn Tuyết Tùng khẽ nói, lòng mang làm loạn huynh đệ, ngươi. Hai người ngươi một lời ta một câu, cãi vã. Cố Trường Thanh cuối cùng ngắt lời nói, là cái gì? Liên quan tới ta huyết mạch đồ vật, ừm. Một bên, Hàn Tuyết Tùng kinh ngạc nói, ngươi cũng là đặc biệt huyết mạch. Không gặp qua à, ngươi không gặp qua nhiều đi. Mắt nhìn Bùi Chu Hành không muốn nhiều nói, mấy người cũng không hỏi nhiều. Tiếp một cái. Cù Tiên Y bước chân bước ra, đi đến võ tràng bên trong. Mấy người cũng là lẳng lặng nhìn, đại gia rất hiếu kỳ, tiếp xuống đến hội ngưng tụ ra người nào. Chậm rãi, kia võ tràng bên trong, một thân ảnh, ngưng tụ mà ra. Nhìn một cái, này người dáng người thon dài, khí tức ôn hòa, khuôn mặt tuấn tú. A, không thể nào. Cái này, mấy người từng cái sắc mặt cổ quái. Liền mang theo chính Cù Tiên Y đều là có chút mộng, kia võ tràng bên trong lại lần nữa ngưng tụ mà ra thân ảnh, còn là Cố Trường Thanh, liền mang theo chính Cố Trường Thanh đều có chút mộng. Hợp lấy ta đã cứu các ngươi mệnh, các ngươi những này người mỗi ngày cái gì khác đều không muốn, đã nghĩ ngợi lấy thế nào đem ta đánh bại đúng không? Chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chương 490, phu thê đối chiến. Người nào a? Bùi Chu Hành vội vàng hỏi. Hàn Tuyết Tùng lập tức nói, là chúng ta Cổ Linh Vương triều thái tử gia Cổ Lân. Hắn, thế nào lại là hắn? Cố Trường Thanh có thể là liền cái này người đều không gặp qua a? Tiền bối, không gặp qua người cũng có thể ngưng tụ mà ra, làm đến đối thủ. Hàn Tuyết Tùng kinh ngạc nói, cho dù là nghe qua danh tự đều được. Liễu Hưng Hiền thản nhiên nói, mà lại, cái này các loại khiêu chiến, theo trình tự càng nhiều, thu hoạch ban thưởng càng lớn. Theo trình tự càng nhiều, thu hoạch ban thưởng càng lớn, nói chuyện ở giữa. Chàng bên trong Cố Trường Thanh cùng Cổ Lân đã chém giết đến cùng nhau, hai người đều là Hóa Anh trung kỳ cảnh giới, lẫn nhau ở giữa giao chiến bạo phát, có thể nói quyền đối quyền, trưởng đối trưởng, hoàn toàn đối cứng đến cùng nhau. Cổ Lân cùng Cổ Giận là chúng ta Cổ Linh Vương triều cái này, một đời bên trong xuất sắc nhất thiên chi kiêu tử. Hàn Tuyết Vi chân thành nói thực lời nói, ta đều không biết, đến cùng người nào sẽ thắng. Hàn Tuyết Tùng lại là nói, Cổ Lân tính cái rắm, cũng liền so ta lớn tuổi chút, cảnh giới cao hơn ta. Cùng cảnh giới, ta một cái đánh hắn 10 cái, đối ân công đến nói, càng không phải vấn đề. Hàn Tuyết Vi không thèm để ý huynh trưởng. Không thổi sẽ chết, oanh. Đảo mắt ở giữa,
Thời gian một nén nhang đi qua, chàng bên trong một tiếng kinh thiên oanh minh bộc phát ra. Khoảnh khắc ở giữa, Cố Trường Thanh cùng Cổ Lân hai người thân ảnh chính mình lùi lại. Mà kia Cổ Lân thân ảnh tại lùi lại thời gian, thể nội khí tức không ngừng dũng động, thẳng đến cuối cùng, nổ tung lên. Thắng, mấy người thần sắc khác nhau. Hàn Tuyết Tùng lại là khẽ nói, ta liền biết, hắn không khả năng là Ân Công đối thủ. Cố Trường Thanh thân ảnh rơi xuống, thở ra một hơi. Cùng cảnh giới phía dưới, hắn tự đánh giá, người nào đến đều không có dùng, cái này diễn võ trường, có lẽ cần thiết chính mình không ngừng vượt qua, có lẽ đi qua mấy vòng, mới có thể được đến tán đồng. Cố Trường Thanh cũng không biết, có thể hay không được đến phần tâm kinh, vòng tiếp theo, lại lần nữa bắt đầu. Cái này là ai? Đại hoàng tử Cổ Giận. Giao chiến lại lần nữa bạo phát. Lại là thời gian một nén nhang nhiều đi qua, Cố Trường Thanh đem Cổ Giận thân thể oanh bạo. Đạo thứ tư thân ảnh, tại lúc này ngưng tụ mà ra. A, Nguyên Tự Hành nhìn đến kia đạo thân ảnh, thần sắc kinh ngạc nói, huynh trưởng, huynh trưởng. Mấy người còn lại, một mặt đờ đẫn nhìn hướng Nguyên Tự Hành. Nguyên Tự Hành lập tức nói, là ta huynh trưởng Nguyên Tự Tại. Ai ra, đại nguyên đế quốc thái tử ra. Hàn Tuyết Tùng cười cười nói, lần này có ý tứ. Oanh, chàng bên trong, Nguyên Tự Tại cùng Cố Trường Thanh đã chém giết đến cùng nhau. Cố Trường Thanh vẫn y như cũ là dùng tuyệt thiên chỉ pháp, phối hợp quyền pháp trưởng pháp thi triển. Đằng đằng sát khí ở giữa, tiến công lui ra phía sau đều có độ. Như này cái này chiến đấu hạ. Một tiếng oanh minh bộc phát ra. Nguyên Tự Tại thân ảnh tán loạn. Cố Trường Thanh lại thắng một cục. Mà ngay sau đó, võ tràng bên trong, lại lần nữa ngưng tụ ra một thân ảnh. Cái này lần, đại gia đều không nhận ra này người đến cùng là người nào. Kết quả là, một vòng tiếp một vòng khiêu chiến. Đến cuối cùng, Cố Trường Thanh đã chiến thắng trọn vẹn 9 vị cùng cảnh giới võ giả. Tới đến sau, cũng là không thể không thi triển ra kiếm thuật. Hô! Trận thứ 9 kết thúc. Cố Trường Thanh cũng là thở ra một hơi, sắc mặt có lấy mấy phần mệt mỏi. Liên tiếp giao chiến, đối hắn tiêu hao cũng là to lớn. Bất quá tốt tại có thể dùng linh tinh, linh dịch đến khôi phục, nhưng là tinh thần bên trên tiêu hao lại là không nhỏ. Lại tới. Hàn Tuyết Tùng lúc này kích động nói, cái thứ 10, không biết rõ cái này là ai. Rất nhanh, kia chàng bên trong đạo thứ 10 thân ảnh ngưng tụ mà ra. Hàn Tuyết Tùng, Hàn Tuyết Vi, Nguyên Tự Hành đều là ánh mắt không hiểu nhìn hướng kia ngưng tụ, mà ra một vị tuyệt mỹ nữ tử. Khương Nguyệt Thanh, Thân Đồ Mạn, Cù Tiên Y, Bùi Chu Hành bốn người, liền là sắc mặt cực kỳ cổ quái. Uy, các người bốn cái biết thật sao? Nàng là người nào a? Hàn Tuyết Tùng không kịp chờ đợi mà hỏi, lớn đến còn trách xinh đẹp rồi. Lão Bùi, là người nào? Hàn Tuyết Tùng lung lay Bùi Chu Hành cánh tay. Bùi Chu Hành hơi vung tay, bất mãn nói. Khương Nguyệt Bạch, cũng là lão Cố vị hôn thê. Nghe đến này lời nói, Hàn Tuyết Tùng con mắt trừng to lớn, kinh ngạc nói, nàng liền là Khương Nguyệt Bạch, quả nhiên rất đẹp a, xác thực là xứng với Ân Công. Lúc này, Cù Tiên Y, Thân Đồ Mạn mấy người lại là không tâm tình phản ứng Hàn Tuyết Tùng. Mấy người trong lòng cũng là tràn đầy tò mò mãnh liệt. Khương Nguyệt Bạch cho tới nay đều là được trao cho truyền kỳ, nhanh cảnh giới đề thăng, cường đại thực lực, thâm bất khả trắc thủ đoạn. Mà Cố Trường Thanh lại là bọn hắn nhìn tận mắt từng bước một quật khởi cường đại thiên chi kiêu tử. Bởi vì vậy, đối với cùng cảnh giới hạ, Khương Nguyệt Bạch cùng Cố Trường Thanh đến cùng ai mạnh ai yếu, bọn hắn cũng là phi thường tò mò. Hàn Tuyết Tùng không khỏi nói, phu thê đối chiến a, lần này xinh đẹp. Võ tràng bên trong, Cố Trường Thanh lúc này cũng là nhìn lấy thân trước ngưng tụ mà ra Khương Nguyệt Bạch. Từ tại Thanh Diệp học viện bên trong gặp lại lần nữa, hắn một mực hiếu kỳ, Khương Nguyệt Bạch rốt cục mạnh đến mức nào. Hắn hôm nay, đến Linh Anh cảnh hóa anh trung kỳ, Khương Nguyệt Bạch hẳn là tiến thêm một bước. Có thể cái này tòa diễn võ trường, cho hắn một cơ hội. Một lần có thể cùng Khương Nguyệt Thanh công bằng công chính, cùng cảnh giới đánh nhau cơ hội. Cố Trường Thanh bàn tay một nắm, thất tinh tuyệt mệnh kiếm quang mang lóe lên, kiếm ý đỉnh phong ý cảnh tại thời khắc này phóng thích mà ra. Tới đi! Cố Trường Thanh nhảy lên một cái. Đối diện, Khương Nguyệt Thanh yểu điệu tư thái tại lúc này linh khí bắn ra. Hắn bàn tay nhấc lên, thể nội linh khí tàn phá bừa bãi. Trong chốc lát, kia vô tận cường hoành linh khí ngưng tụ thành một điểm. Tiếp theo trong chớp nhoáng hóa thành một quang kiếm, lao thẳng tới Cố Trường Thanh, oanh. Vô tận oanh minh, vang vọng ra. Lệnh người hoảng sợ khí tức tại cái này một chớp mắt vang vọng không ngừng. Cả cái võ tràng bên trong, khủng bố linh khí va chạm tản mát ra siêu cường phá hư tính. Mà tiếp theo, bành. Một thân ảnh, ầm vang ở giữa lùi lại. Bịch một tiếng va chạm đến võ tràng bờ rìa bình chướng bên trên, mà sau chậm rãi rơi xuống đất. Không phải Cố Trường Thanh. Lại có thể là ai? Phốc. Cố Trường Thanh thân thể rơi xuống, thất tinh tuyệt mệnh kiếm ném ở một bên, mà sau một cái tiên huyết phun ra, sắc mặt tái mét.
Cố Trường Thanh dãy dụa lấy nghĩ muốn đứng lên đến, có thể lại thật lâu vô pháp đứng thẳng. Một chiêu, bại rồi, cái này một chớp mắt. Cù Tiên Y, Bùi Chu Hành, Hàn Tuyết Tùng, Thân Đồ Mạn mấy người, triệt để ngốc trệ, từng cái biểu tình. Thật lâu, làm Khương Nguyệt Bạch thân ảnh tiêu tán, Cố Trường Thanh từ dưới đất bò dậy thời điểm, bảy người vẫn y như cũ đứng thành một hàng, biểu tình bảo trì nhất trí. Chênh lệch này, lớn như vậy, tỷ phu. Khương Nguyệt Thanh tỷ lệ trước phản ứng qua đến gần võ tràng, quan tâm nói, ngươi thế nào dạng? Tỷ tỷ thật là, hạ thủ nặng như vậy. Nghe đến lời này, một bên Hàn Tuyết Tùng cùng Bùi Chu Hành sắc mặt cổ quái. Không phải, muội tử, cái này là trận pháp ngưng tụ ra ngươi tỷ tỷ, không phải thật. Cố Trường Thanh khoát tay một cái nói, còn tốt. Lúc này, Cố Trường Thanh khoanh chân ngay tại chỗ, thật dài thở ra một hơi. Vừa mới kia một chiêu, là hóa anh trung kỳ không giả. Có thể kia một chiêu, là thế nào thi triển đi ra, hắn không phải là không thể tiếp nhận thất bại. Mà là cái này loại căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra liền bại cảm giác, để hắn có chút mộng. Ân công vị hôn thê, mạnh như vậy. Võ tràng một bên, Hàn Tuyết Tùng thấp giọng nói. Nàng hẳn là tính đến Thanh Huyền, đại lục cho tới nay đến này thiên phú tối cường một vị yêu nghiệt. Cù Tiên Y mở miệng nói, hiện nay đã có 17 tuổi, là Linh Anh Cảnh, đến mức ở vào cái gì các loại tầng thứ, ta cũng không biết. Thân Đồ Mạn cũng là gật đầu, nhỏ nhẹ nói, từng tại Nguyên Đan Cảnh, ta cùng nàng thí luyện qua, lúc đó ta so nàng cảnh giới cao tam trọng, cũng là một chiêu liền bại. Người nào bại rồi? Hàn Tuyết Tùng lăng đầu lăng não nói, Nga, khẳng định là ngươi, ta lần này hỏi nhiều. Hàn Tuyết Tùng lúng túng nói, đối với Khương Nguyệt Bạch mạnh, các nàng hai người đều là có trải nghiệm. Võ tràng bên trong, qua một hồi lâu, Cố Trường Thanh chậm rãi đứng dậy, thua liền thua đi, chờ có cơ hội, nhất định muốn cùng Khương Nguyệt Bạch chân thực đánh một trận. Lúc này, Cố Trường Thanh càng hiếu kỳ, chính mình có thể tại chỗ này được đến vật gì tốt. Đúng lúc này, võ tràng bên trong, kia trải liền tại tấm đá mặt đất bên trên từng cái con đường, tại thời khắc này lấp lánh lấy quang mang. Mấy người còn lại cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn hướng võ tràng bên trong. Bọn hắn cũng rất muốn biết, Cố Trường Thanh liền chiến 10 tràng, mặc dù sau cùng một tràng bại, có thể hắn đã thể hiện ra cực mạnh lực lượng. Gia hỏa này, hội được đến mấy đầu con đường tán đồng.